Bây giờ Long Chiến lại nói thế, sao hắn ta có thể cam lòng chứ? Điện hạ, tôi vô dụng, không phải đối thủ của cậu Thanh. Long Chiến thấp giọng nói, cũng chưa giải thích thân phận của Dương Thanh. Dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của lão ta, còn về việc nó đúng hay không thì cứ kệ đi đã. Bây giờ Mã Siêu đã nắm giữ sức chiến đấu ngang với thần cảnh sơ kỳ, ngay cả lão ta cũng không dám khẳng định mình sẽ thắng Mã Siêu. Huống hồ phía sau Mã Siêu vẫn còn một Dương Thanh mạnh mẽ hơn nữa nếu mâu thuẫn quá lớn, lão ta không dám chắc mình có thể cứu được Long Thiên Vũ từ tay Dương Thanh và Mã Siêu. Xem ra ông chiến già thật rồi. Nếu ông sợ thì lùi ra sau đi. Long Thiên Vũ nói rồi đi thẳng về phía trước. Điện hạ, Long Chiến đang định thuyết phục thì bị hai cao thủ bán bộ thần cảnh ngăn cản. Họ lạnh lùng nói, Long Chiến, đừng quên ai mới là người phụ trách lần này. Nghe thấy thế, Long Chiến thở dài, không ngăn cản nữa. Lão ta là người của hoàng tộc họ Long. Sao lại không biết Long Thiên Vũ kiêu ngạo tới mức nào chứ? Từ nhỏ, Long Thiên Vũ đã ngậm thìa vàng, có thiên phú võ thuật xuất chúng, áp đảo thế hệ trẻ ở hoàng tộc họ Long. Ở hoàng tộc họ Long, Long Thiên Vũ là thiên tài võ thuật, nếu không có gì bất ngờ, hắn ta chính là long hoàng tương lai. Sao đứa cháu đích tôn luôn gặp thuận lợi của long hoàng có thể chấp nhận chuyện có hai cao thủ trẻ tuổi mạnh hơn hắn ta chứ? Cậu, dám đánh với tôi một trận không? Long Thiên Vũ bỗng chỉ ngón trỏ về phía Dương Thanh. Lúc này, Long Thiên Vũ đang hừng hực ý chí chiến đấu, trong mắt lóe lên sát khí dữ dội. Hắn ta quyết không cho phép sự xuất hiện của một cao thủ trẻ tuổi có thiên phú vượt trội hơn hắn ta. Mạnh thật đấy, người nhà họ Long ở yến đô cũng cảm nhận được khí thế mạnh mẽ từ Long Thiên Vũ, đều rất kinh ngạc. Đây chính là thiên tài võ thuật của hoàng tộc họ Long ư? Đúng là danh bất hư truyền, chắc cậu ta đã bước vào vương cảnh đỉnh phong rồi nhỉ? Cậu ta là cháu đích tôn của hoàng tộc họ Long. Tuy cảnh giới võ thuật mới đến vương cảnh đỉnh phong nhưng chắc chắn có thể phát huy sức chiến đấu ngang ngửa thần cảnh. Cậu ta còn trẻ nhỉ, chắc mới 35 tuổi thôi đúng không? Ngay cả chủ của vương tộc cũng chỉ đến thế thôi nhờ. Người nhà họ Long ở yến đô xì si xào bàn tán. Họ ngó lơ luôn Dương Thanh và Mã Siêu. Anh muốn đánh với tôi một trận à? Dương Thanh mỉm cười, nhưng trong mắt Long Thiên Vũ, Dương Thanh đang chế giễu hắn ta không bằng anh. Trong lúc nhất thời, Long Thiên Vũ thẹn quá hóa giận thằng nhãi, nếu cậu là đàn ông thì cút ra đây đánh với tôi một trận. Anh chưa có tư cách đánh với anh Thanh đâu. Mã siêu bước lên phía trước một bước, hừng hực ý chí chiến đấu. Anh ta vừa bước vào vương cảnh hậu kỳ, đang cần một cao thủ để củng cố cảnh giới võ thuật của mình, không ngờ Long Thiên Vũ lại chủ động đâm đầu vào. Chỉ là vương cảnh hậu kỳ, chưa đủ tư cách đấu với tao, cút. Long Thiên Vũ giận dữ quát lên, dường như người vừa giao đấu với cao thủ thần cảnh Long Chiến không phải là Mã Siêu dương thanh hơi nheo mắt lại long thiên vũ này đúng là không biết tốt xấu bản thân hắn ta chỉ có thực lực vương cảnh đỉnh phong thế mà lại dám khinh thường mã siêu cả người mã siêu tỏa ra ý chí chiến đấu mạnh mẽ sắc mặt lạnh lùng nói dù ông đây không phá giải phong ấn thực lực cũng có thể dễ dàng đánh bại anh anh ta nói xong cũng mặc kệ long thiên vũ có muốn đánh nhau không đã chủ động tấn công trước lần này anh ta không phá giải phong ấn thực lực mà là dùng cảnh giới vương cảnh hậu kỳ để chiến đấu với long thiên vũ Mày muốn chết? Long Thiên Vũ chỉ thấy Dương Thanh đang sỉ nhục hắn ta. Ấy thế mà Dương Thanh lại để cho Mã Siêu người có thực lực thấp hơn hắn ta ra trận. Hắn ta vừa ra tay đã tung ra đòn giết người. Hắn ta muốn tất cả những người sỉ nhục hắn ta đều phải trả giá đắt. Long Chiến ở chỗ hoàng tộc họ Long khẽ lắc đầu thở dài, bởi lão ta biết Long Thiên Vũ không phải là đối thủ của Mã Siêu. Chết đi, Long Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay đánh ra lúc này không gian như bị xé nát, một luồng khí thế khủng bố bộc phát từ nắm đấm của hắn ta, đánh thẳng về phía mã siêu. Oanh, mã siêu cũng tấn công nhanh như chấp, không hề có ý rút lui, trong mắt ngập tràn ý chí chiến đấu mãnh liệt, hai nắm đấm va vào nhau, một luồng sức mạnh đáng sợ dao động về hướng ngược lại. Bịch bịch bịch, Long Thiên Vũ bị đẩy lui về sau 7-8 bước trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, ngược lại mã siêu chỉ bị đẩy lùi về sau 3 bước đã đứng vững sức chiến đấu như vậy mà đòi đấu với anh thanh của tôi trong mắt mã siêu ngoài kiêu ngạo ra còn có sự khinh thường long thiên vũ quả thật anh ta rất xem thường long thiên vũ vốn dĩ anh ta còn ôm hy vọng có thể đánh một trận lớn nhưng nào ngờ long chiến lại chủ động rút lui tuy long thiên vũ chủ động khiêu khích nhưng thực lực quá tệ nếu để người khác biết được suy nghĩ lúc này của mã siêu chắc sẽ tức chết lúc này người của hoàng tộc họ long và nhà họ long đang ở xung quanh xem cuộc chiến đều ngạc nhiên tột độ gì chứ thế mà điện hạ lại bị đánh lùi về sau chẳng lẽ thực lực của anh chàng kia còn mạnh hơn cả điện hạ sao mọi người bàn tàn sôi nổi tất nhiên long thiên vũ cũng nghe được mấy lời bàn tán này vẻ mặt hắn ta lập tức trở nên vặn vẹo chỉ mới bắt đầu nhưng nếu mày đã bùng nổ tất cả sức mạnh thì tao cũng không cần giấu giếm thực lực nữa long thiên vũ nói xong giận dữ gầm lên mặt đất dưới chân lập tức nứt ra một luồng khí thế kinh khủng tỏa ra từ trên cơ thể của hắn ta Ánh mắt Mã Siêu trở nên nghiêm nghị, khóe miệng hơi dương lên, vậy mới thú vị. Là lớp con cháu có thiên phú xuất sắc nhất của hoàng tộc họ Long đương nhiên sẽ có thủ đoạn khiến bản thân trở nên mạnh mẽ. Lúc này Long Thiên Vũ chính là sử dụng bí pháp của hoàng tộc họ Long, tuy cảnh giới võ thuật không tăng lên nhưng khí thế trên người lại tăng vọt, mạnh hơn lúc nãy rất nhiều. Chỉ sợ ngay cả cao thủ bán bộ thần cảnh bình thường cũng không phải là đối thủ của Long Thiên Vũ. "Giết!" Long Thiên Vũ quát lên, khẽ nhấc chân, thân thể lóe lên giết mã siêu cũng ra đòn gần như ngay lập tức cả hai lại va chạm vào nhau lần nữa từng luồng hơi thở khủng bố càn quét khắp nhà họ long hai người điên cuồng đánh nhau mã siêu hơi chật vật khi đối mặt với long thiên vũ có sức chiến đấu ngang ngửa cao thủ bán bộ thần cảnh nhưng anh ta vẫn không phá giải phong ấn thực lực nếu ngay cả một cao thủ vương cảnh đỉnh phong cũng không giải quyết được thì sao anh ta xứng đáng với danh hiệu nhất vương của biên giới phía bắc một luồng hơi thở kinh khủng hơn toát ra từ trên người mã siêu, Long Thiên Vũ vừa rồi còn mơ hồ chiếm ưu lại liên tiếp bị đẩy lùi về sau. Đối với người của hoàng tộc họ Long và nhà họ Long, đây đúng là bữa tiệc thị giác cực kỳ kích thích. Ngay cả ở hoàng tộc họ Long cũng khó có thể nhìn thấy trận chiến của những cao thủ cấp bậc này. Bọn họ không thể ngờ lại có thể tận mắt chiêm ngưỡng được cuộc giao chiến đặc sắc ở một yến đô nhỏ bé như vậy. Long Đằng vẫn luôn hồi hộp, bất kể là Mã Siêu hay Long Thiên Vũ thắng, lão ta đều bị giày vò nếu mã siêu bị thương nặng dương thanh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hoàng tộc họ long cũng vậy nếu long thiên vũ bị thương nặng hoàng tộc họ long cũng sẽ quyết không tha cho dương thanh đến lúc đó xui xẻo nhất vẫn là nhà họ long cậu thanh cậu mau ra tay ngăn lại đi nếu tiếp tục nữa tôi sợ sẽ khó thu dọn tàn cuộc long đằng bỗng cầu khẩn nói dương thanh lập tức nheo mắt nói ông chủ long không phải ông sợ khó thu dọn tàn cuộc mà là sợ long thiên vũ bị giết sẽ liên lụy đến nhà họ long đúng không long đằng nhất thời cả kinh vội vàng lắc đầu nói cậu thanh tôi không có ý này tôi chỉ không muốn ân oán giữa cậu và hoàng tộc họ long càng lúc càng sâu hừ dương thanh lạnh lùng nói bây giờ hoàng tộc họ long mới là bên không chịu giảng hòa nếu long thiên vũ không tự đâm đầu vào chỗ chết sẽ không chết nếu anh ta tự tìm đường chết thì dù Long hoàng có tự mình đến đây tôi cũng dám lấy mạng chó của anh ta." Dương Thanh nói xong cũng không thèm để ý Long đằng nữa, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người đang giao chiến. "Sao anh không hiểu rõ suy nghĩ của Long đằng chứ?" Nói ra, Long đằng là chủ động thần phục anh, nhưng trước mặt hoàng tộc họ Long lão già này lại quên mất thân phận của mình. Thấy Dương Thanh tức giận, Long đằng nhất thời cuống lên, nhưng lại không dám giải thích chỉ có thể lo lắng xuông. Oanh 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 Mã siêu đột nhiên bùng nổ, trong nháy mắt đánh ba cái liên tiếp vào Long Thiên Vũ, cơ thể Long Thiên Vũ bay lên không chung. Những người vây xem xung quanh đều trợn mắt khó tin. Thế hệ thiên tài võ học trẻ của hoàng tộc họ Long trong mắt bọn họ thế mà lại thất bại. Tại sao lại như thế? Long chiến rất bình tĩnh. Trước đó lão ta đã giao đấu với Mã Siêu, đương nhiên biết rõ lúc này Mã Siêu vẫn chưa bùng nổ hết sức mạnh của anh ta vừa nãy lúc mã siêu đấu với lão ta đã bùng nổ sức chiến đấu có thể so sánh với thần cảnh sơ kỳ nếu vừa bắt đầu giao chiến với long thiên vũ mã siêu đã bộc phát hết sức mạnh của mình thì sợ rằng long thiên vũ chẳng thể đỡ nổi một đòn của mã siêu điện hạ hai tên cao thủ bán bộ thần cảnh nhanh chóng xuất hiện bên cạnh long thiên vũ muốn đỡ hắn ta lên cút ngay long thiên vũ nổi giận gầm lên hai mắt đỏ ngầu ngập tràn lửa giận hắn ta đường đường là thiên tài võ học của hoàng tộc họ long sao có thể không bằng một người trẻ tuổi của yến đô được hai cao thủ bán bộ thần cảnh thấy long thiên vũ nổi giận sắc mặt nghiêm nghị nhưng cũng không dám nói gì vội vàng lui ra long chiến cũng thầm thở dài long thiên vũ lau vết máu nơi khóe miệng vẻ mặt vặn vẹo nhìn mã siêu cắn răng nói thằng nhóc tao thừa nhận mày rất lợi hại nhưng như vậy thì sao mày thật sự nghĩ thực lực của tao chỉ thế này sao mã siêu cười lạnh nói nhảm nhiều quá, nếu có bản lĩnh thì ra tay đi, đừng lãng phí thời gian. Tao sẽ cho mày tọa nguyện, Long Thiên Vũ dứt lời, một luồng khí thế kinh khủng, bạo phát từ trên người hắn ta. Phá cho tôi, Long Thiên Vũ gầm lên. Trong sự khiếp sợ của mọi người, mặt đất dưới chân hắn ta hủy diệt trong tích tắc. Lúc này dù là mã siêu cũng thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì anh ta thấy rõ Long Thiên Vũ đang đột phá cảnh giới võ thuật. Mấu chốt là hắn ta còn đang liên tục đột phá, từ vương cảnh đỉnh phong đến bán bộ thần cảnh, cuối cùng là thần cảnh sơ kỳ. Sao lại như vậy, giờ phút này, dù là Long Chiến cũng phải khiếp sợ nhìn Long Thiên Vũ. Lão ta là cao thủ thần cảnh, đương nhiên có thể cảm giác được không phải Long Thiên Vũ sử dụng bí pháp nâng cao sức chiến đấu, mà là thật sự đột phá thần cảnh. Thần cảnh, Long Đằng cũng trợn tròn mắt lẩm bẩm, hoàng tộc họ Long thật sự có bí pháp có thể tăng vào thực lực như vậy sao? Dương Thanh lại bình tĩnh nói, không phải anh ta cưỡng ép nâng cao thực lực mà là thật sự đột phá thần cảnh. Cái gì? Long Đằng sợ ngây người. Lão ta cứ tưởng Long Thiên Vũ chỉ cưỡng ép tăng sức chiến đấu, không ngờ có người có thể nhảy vọt từ vương cảnh đỉnh phong lên thần cảnh. Lúc này, hai mắt Long Thiên Vũ đỏ ngầu. Toàn bộ nhà họ Long như đang bị thần uy của hắn ta chèn ép. Rất nhiều người có thực lực yếu của nhà họ Long bị thần uy mạnh mẽ này khiến toàn thân không ngừng run rẩy. Bây giờ chịu thua, cậu vẫn còn cơ hội sống long thiên vũ tựa như một vị thần ngạo nghễ nhìn mã siêu từ đầu đến cuối hắn ta chưa từng coi mã siêu là đối thủ mã siêu kiệt ngạo cười lạnh trong từ điển của tôi không có chữ chịu thua dứt lời anh ta lập tức xông tới chỗ long thiên vũ không biết tự lượng sức mình chết đi long thiên vũ nói xong liền tung nắm đấm không gian bị chấn động một luồng sức mạnh khủng bố bộc phát từ cánh tay hắn ta bịch mã siêu bị đánh trúng cơ thể như con diều đứt dây bay ra xa mười mấy mét. Phụt, mã siêu cũng không kìm được phun ra một ngụm máu. Chuyện này, Long Đằng cảm thấy trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Lão ta tin tưởng chỉ cần Long Thiên Vũ đánh thêm một đòn, mã siêu nhất định mất mạng. Nhưng lão ta khó hiểu khi thấy Dương Thanh vẫn chưa có ý định ra tay, chỉ có ánh mắt trở nên hung tàn hơn. Khụ khụ, mã siêu bò lồm cồm dậy, lau vết máu ở khóe miệng, cười khổ nói, không ngờ vẫn phải phá giải phong ấn thực lực. mình thật sự không muốn phá giải chút nào. anh ta bỗng nhiên nhắm mắt lại, trong cơ thể dần tràn ra một luồng khí thế khủng bố. ô, long thiên vũ nhíu mày, đương nhiên cảm nhận được sự thay đổi trên người mã siêu, trong mắt hiện lên sát khí. đứng trước thực lực tuyệt đối, bí pháp gì cũng vô dụng. vậy sao? ngay sau đó, một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn ta. chính là mã siêu vốn đang đứng cách xa mười mấy mét long thiên vũ giật nảy mình ánh mắt trở nên nghiêm túc tốc độ vừa rồi của mã siêu rõ ràng là di chuyển tức thời dù là hắn ta cũng không chắc mình có thể nhanh như vậy giả thân giả quỷ long thiên vũ cố giả bộ bình tĩnh bịch ngay khi hắn ta vừa dứt lời mã siêu đã xuất hiện ngay trước mặt đấm bay hắn ta trời à lại có thêm một cao thủ thần cảnh sao lần này dù là cao thủ của hoàng tộc họ long cũng phải khiếp sợ Long Thiên Vũ có thể bất ngờ đột phá thần cảnh đã vượt xa dự đoán của bọn họ. Thế nhưng Mã Siêu còn trẻ hơn Long Thiên Vũ rất nhiều cũng là cao thủ thần cảnh sao. Bịch bịch bịch, Mã Siêu không cho bọn họ cơ hội phản ứng, mỗi lần di chuyển đều xuất hiện trước mặt Long Thiên Vũ. Long Thiên Vũ lại không thể tránh né, liên tiếp bị Mã Siêu đánh trúng. Người của hoàng tộc họ Long và nhà họ Long đều trợn mắt há hốc mồm. Cậu Thanh, nếu cứ tiếp tục thế này sợ là rất khó giải quyết, hay là dừng lại, coi như bọn họ hòa nhau. Long Chiến bỗng lên tiếng. Sau khi đoán được thân phận của Dương Thanh, thái độ của Long Chiến đã cung kính hơn rất nhiều. Dương Thanh cười châm chọc, ông có thể quyết định thay hoàng tộc họ Long sao? Sắc mặt Long Chiến lập tức cứng đờ. Vừa rồi Long Thiên Vũ không thèm nể mặt lão ta, nhất quyết đòi đấu với Mã Siêu. Hiện tại nếu lão ta yêu cầu ngừng chiến, chỉ sợ Long Thiên Vũ sẽ không chịu. Vậy thì nếu lát nữa xảy ra chuyện gì không may, mong cậu thanh có thể tha thứ. Long chiến về chỗ quan sát Long Thiên Vũ. Dương Thanh lập tức cao mày. Long chiến có ý gì? Không may sẽ xảy ra chuyện gì không may. Trong lúc Dương Thanh còn đang suy đoán Long chiến nói vậy có ý gì thì lão ta đã đột nhiên biến mất. Đến khi Dương Thanh lấy lại tinh thần, Long chiến đã tung trưởng ra. Bịch mã siêu đang điên cuồng đối phó Long Thiên Vũ vốn không hề cảnh giác cũng không ngờ sẽ có người đánh lén. Long chiến tung trưởng đánh bay mã siêu. Đáng chết, Dương Thanh vẫn đang lặng lẽ theo dõi thấy Mã Siêu bị Long Chiến đánh lén lập tức nổi giận. Cả người anh biến mất ngay tại chỗ. Cậu Thanh, Long Đằng hốt hoảng hô lên định thuyết phục Dương Thanh nương tay. Bịch, Dương Thanh xuất hiện đánh vào ngực Long Chiến. Long Chiến không có sức phản kháng, giống như bị một chiếc xe tải nặng mấy chục tấn xe tải tông vào. Vậy mà khi bị Dương Thanh một trưởng đánh bay, Long Chiến vẫn mặt dày cầu xin, xin cậu Thanh tha cho điện hạ một con đường sống. Long Thiên Vũ sững sờ, không ngờ mình đã đột phá đến thần cảnh mà vẫn bị Mã Siêu đánh tơi tả. Càng không ngờ Long Chiến sẽ đánh lén Mã Siêu để cứu mình, lại càng không ngờ Dương Thanh mạnh tới vậy. Cao thủ như Long Chiến vẫn không chịu nổi một đòn của anh. Anh Thanh nương tay, Mã Siêu lên tiếng nhưng đã muộn, Dương Thanh đã đánh vào ngực Long Chiến một trường, khiến lão ta bị thương nặng, Tu Vi lập tức bị phế bỏ. Lúc này Dương Thanh cũng sững sờ. Vừa rồi anh chỉ chú ý đến Mã Siêu, không hề nghĩ tới Long Chiến sẽ đánh lén. Vậy nên khi nhìn thấy cảnh tượng đó, anh nổi giận không kìm được ra tay tàn nhẫn với lão ta. Nhưng lúc đánh trúng ngực Long Chiến, anh mới ý thức được lão ta không thật sự muốn đánh lén Mã Siêu, mà là muốn dùng cách này để kết thúc trận đấu. Bởi vì Long Chiến không hề có ý trốn tránh, ngược lại còn dơ ngực cho Dương Thanh đánh. Nếu không nhờ anh kịp thời đổi hướng đánh lệch tay, Long Chiến đã chết rồi. Anh Thanh, ông ta không dùng sức. Mã Siêu đi tới bên cạnh Dương Thanh, trầm giọng nói. Dương Thanh không nói chuyện, đương nhiên anh biết Long Chiến không dùng sức, cũng biết mục đích của lão ta. Ông Chiến, bây giờ Long Thiên Vũ cũng lấy lại tinh thần, vội vàng chạy tới chỗ Long Chiến. Nhưng lão ta bị thương quá nặng, không còn sức lực đứng dậy. Lão ta chỉ nhìn Long Thiên Vũ nói, "Điện hạ, chúng ta trở về thôi." Lúc này Long Chiến cực kỳ suy yếu, sắc mặt trắng bệch, khí thế võ thuật cũng hoàn toàn biến mất. Rõ ràng tu vi của lão ta đã bị phế bỏ. Long Đằng cũng sợ ngây người. Lão ta biết Long Chiến là một trong năm cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long. Đối với bất kỳ hoàng tộc nào, cao thủ thần cảnh đều rất quan trọng. Bây giờ Long Chiến bị phế bỏ, có thể tưởng tượng hoàng tộc họ Long tổn thất lớn tới mức nào. Cũng có thể nghĩ tới Long Hoàng sẽ nổi giận cỡ nào khi biết được chuyện này. Long Thiên Vũ nhìn chằm chằm Dương Thanh, ánh mắt đằng đằng sát khí. Không phải Dương Thanh thật sự muốn phế bỏ tu vi của Long Chiến, mà là tức giận vì Long Chiến đánh lén Mã Siêu nên mới ra tay mạnh như vậy. Cậu nhất định phải bồi thường cho hoàng tộc họ Long chúng tôi. Long Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Điện hạ, Long Chiến cố bỏ dậy định ngăn cản Long Thiên Vũ đang tục nhầm vào Dương Thanh. Kẻ thua cuộc cũng dám đòi anh Thanh bồi thường hả. Mã Siêu lạnh lùng lên tiếng. Long Đằng cũng cuống quyết đứng dậy khuyên nhủ, mong Điện hạ và cậu Thanh bất giận. Nếu Long Chiến đã muốn hy sinh chính mình để kết thúc chuyện này, mọi người nhường nhau một chút được không? Cút! Long thiên vũ quát ẩm lên, nhìn chằm chặp Dương Thanh, giữ dư tận nói, danh con, có giỏi thì mày giết tao đi, nếu không tao sẽ khiến mày phải hối hận vì được sinh ra. Loại người như mày không có tư cách khiêu khích huy quyền của hoàng tộc họ Long. Ánh mắt Dương Thanh lạnh hẳn xuống, híp mắt nói, anh đang muốn đấu với tôi đến chết mới thôi sao? Mày nghĩ với những chuyện mày đã làm hôm nay, quan hệ của mày và hoàng tộc họ Long còn có thể hòa giải được chắc, Long Thiên Vũ hỏi ngược lại. Kẻ thua cuộc mà cũng ngông cuồng gớm nhỉ. Mã siêu mỉa mai nói, ý chí chiến đấu sôi trào, cuộc chiến vừa rồi vẫn chưa kết thúc, chúng ta tiếp tục. Điện hạ, Long Chiến lại ngăn cản, vẻ mặt không cam lòng. Hiện giờ lão ta đã xác định Dương Thanh Chính là tướng quân của biên giới phía Bắc, nếu không sao có thể một trưởng phế bỏ tu vi của lão ta. Dù Dương Thanh không ra tay, với tình hình cuộc chiến giữa Long Thiên Vũ và Mã Siêu vừa rồi có thể nhìn ra được, nếu hai người còn đấu tiếp, người chết cuối cùng chắc chắn sẽ là Long Thiên Vũ. Lúc này Long Thiên Vũ chỉ đang không cam lòng tin rằng có cao thủ trẻ hơn mình, thiên phú võ thuật xuất sắc hơn mình. Ông cầm miệng lại đi. Nào ngờ Long Thiên Vũ lại gào lên với Long Chiến. Vừa nãy nếu không vì ông, tôi đã giết được thằng nhãi kia rồi. Tại ông làm hỏng chuyện tốt của tôi. Long Thiên Vũ không hề biết ơn Long Chiến cứu mạng mình lại còn ngét ngược, tốt nhất ông hãy nhìn rõ thân phận của mình. Dù ông được Long Hoàng ban cho họ Long nhưng vẫn không phải máu mủ của hoàng tộc họ Long bọn tôi. Còn tôi là cháu đích tôn của Long Hoàng, tương lai hoàng vị chỉ có thể thuộc về tôi. Ông có tư cách quản tôi làm việc sao? Long Chiến ngơ ngác nói, điện hạ, cậu. Lão ta muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Long Thiên Vũ quá vô tình. Cuối cùng lời nói đến miệng lại biến thành tiếng thở dài lão ta tự diễu nghĩ, mình vốn chịu ơn của Long Hoàng nên sẵn sàng liều mạng bảo vệ Long Thiên Vũ. Nào ngờ hắn ta lại chẳng coi sự hy sinh của lão ta ra gì. Lão ta đã làm hết những gì có thể, hiện giờ đã bị phế bỏ, sau này có muốn làm việc cho hoàng tộc họ Long cũng bất lực. Đúng là một kẻ xúc sinh máu lạnh. Nếu không nhờ ông ta cứu, anh thật sự tưởng có thể giết được tôi sao? Mã siêu giận giữ lạnh giọng chất vấn. Mày đã muốn chết, tao sẽ cho mày tọa nguyện. Long Thiên Vũ nổi điên, lấy một bình sứ màu trắng nuốt chừng viên thuốc nồng nặc mùi thuốc trong đó. Dương Thanh lập tức nhíu mày, bởi vì anh đã cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp từ viên thuốc ấy. Anh dám chắc sau khi uống viên thuốc này, thực lực của Long Thiên Vũ sẽ tăng vọt. Anh biết rất nhiều thế lực lớn đều có một vài thủ đoạn có thể tăng cường sức chiến đấu chỉ trong nháy mắt, giống như cổ độc của Miêu Thành. Mà Long Thiên Vũ đang mượn thuốc tăng sức chiến đấu. Đừng mà điện hạ, đương long chiến trông thấy long thiên vũ lấy thuốc ra bèn vội vàng can ngăn nhưng lão ta không thể ngăn được long thiên vũ không chút do so dự nuốt chửng viên thuốc kia ầm đột nhiên một luồng khí thế mạnh bạo toát ra từ người long thiên vũ phóng thẳng lên trời long thiên vũ vừa mới bước vào thần cảnh sơ kỳ nhưng giờ đây đã đạt đến thần cảnh trung kỳ mặc dù chỉ tăng lên một cảnh giới nhỏ nhưng sau khi đạt đến thần cảnh mỗi một lần đột phá đều cực kỳ khó khăn huống hồ trước đó long thiên vũ đã dùng bí pháp của hoàng tộc họ long cưỡng ép đột phá vốn là căn cơ không ổn định bây giờ hắn ta lại dùng thuốc cưỡng ép tăng thực lực đúng là tự tìm đường chết làn da của long thiên vũ đỏ bừng lên mạch máu trong cánh tay nổ tung thậm chí còn dỉ máu sau khi uống thuốc mấy chục giây cả người long thiên vũ như tắm trong máu mọi người xung quanh đều kinh hãi những người bình thường của nhà họ long không chỉ kinh ngạc mà còn sợ hãi khí thế trên người long thiên vũ quá mạnh mẽ như muốn đẻ bẹp bọn họ dưới đất những người nhà họ long chưa đạt đến vương cảnh sơ kỳ còn không thể đứng vững hai chân mềm nhũn ngã nhào ra đất trên bầu trời nhà họ long tràn ngập một luồng sức mạnh khủng bố sát khí càn quét bốn phương tám hướng dương thanh nhíu chặt chân mày long thiên vũ đúng là gan to bằng trời hiện giờ tình hình của long thiên vũ vô cùng nguy hiểm chỉ cần hơi sơ sẩy sẽ lập tức mất mạng cút ra đây đấu một trận đi long thiên vũ nổi giận gầm lên một tiếng ánh mắt lướt qua mã siêu nhìn chằm chằm dương thanh muốn đánh với anh thanh thì phải đánh bại tôi đã mã siêu gào lên lập tức xông tới dương thanh cũng không ngăn cản lúc này long thiên vũ rất mạnh nhưng vẫn chưa tới mức có thể dễ dàng tiêu diệt mã siêu cậu thanh mau ngăn họ lại đi long đằng hốt hoảng vội vàng cầu khẩn long chiến đã bị phế bỏ tu vi nếu long thiên vũ cũng gặp nạn ở nhà họ long thì thật sự xảy ra chuyện lớn rồi hoàng tộc họ Long sẽ không bỏ qua cho nhà họ Long. Sắc mặt Long Chiến cũng trắng bệch, run rẩy đi tới trước mặt Dương Thanh, nặng nề quỳ dạp xuống. Ông có ý gì? Dương Thanh cau mày hỏi. Tôi biết bây giờ xin cậu tha cho Điện Hạ rất quá đáng nhưng tôi hy vọng cậu có thể tha cho Điện Hạ một mạng. Long Chiến đỏ mắt nói, dù sao cậu ấy cũng là cháu đích tôn của hoàng tộc họ Long, nếu thật sự xảy ra chuyện sẽ chọc giận Long Hoàng. Khi đó Yến Đô sẽ gặp họa lớn. Xin cậu Thanh nghĩ lại, hành động của Long Chiến khiến Dương Thanh ngây dại, không ngờ hoàng tộc họ Long lại có người trung thành tới vậy. Vì một gã cháu đích tôn của hoàng tộc họ Long, lão ta cam lòng bị phế tu vi, thậm chí là đánh đổi cả mạng sống. Không chỉ vậy, lão ta còn muốn cầu xin Dương Thanh tha cho Long Thiên Vũ một mạng. Xin cậu Thanh nghĩ lại, Long Đằng bỗng nhiên cũng quỳ xuống, hai mắt đỏ bừng cầu khẩn. Dương Thanh đứng do dự. Với phong cách làm việc của anh, chỉ với chuyện Long Thiên Vũ vừa uy hiếp anh đã đủ để anh tiến hắn ta về trời trời rồi. Kể cả Long Thiên Vũ là cháu đích tôn của hoàng tộc họ Long, anh cũng không sợ hãi. Thế nhưng giờ phút này, nhìn thấy Long Chiến Quỷ dưới đất cầu xin, anh lại thấy không đành lòng. Lúc này, Mã Siêu đã bắt đầu đánh với Long Thiên Vũ. Dù sao Mã Siêu cũng chỉ là cao thủ vương cảnh hậu kỳ, chỉ là có thể phá giải phong ấn thực lực để tăng sức chiến đấu lên thần cảnh sơ kỳ thần cảnh sơ kỳ đã là cực hạn của Mã Siêu. Nhưng còn Long Thiên Vũ tuy là cưỡng ép đột phá đến thần cảnh nhưng dù sao cũng là cao thủ thần cảnh hàng thật giá thật. Bây giờ lại uống thuốc nâng cao thực lực. Hiện giờ Long Thiên Vũ cực kỳ đáng sợ, Mã Siêu không phải là đối thủ, liên tục bị đánh lui. Trong mắt Long Thiên Vũ tràn đầy sát khí, rõ ràng đang điên cuồng đòi mạng Mã Siêu. Ông uống viên thuốc này trước đã. Dương Thanh bỗng đưa cho Long Chiến một viên thuốc màu đen long chiến không chút do dự nuốt xuống đỏ mắt nói cậu thanh tôi đã uống thuốc rồi liệu cậu có thể tha cho long thiên vũ được không dương thanh sửng sốt một lúc mới phản ứng được long chiến tưởng anh bắt lão ta uống thuốc để khống chế ý của ông là tôi muốn khống chế ông hả dương thanh chợt thấy buồn cười long chiến sững sờ đột nhiên ý thức được bây giờ mình đã bị phế bỏ võ công đối với người khác chỉ là một kẻ vô dụng dương thanh khống chế kẻ vô dụng như lão ta làm gì đúng lúc này trên mặt Long Chiến tràn đầy kinh hãi. Bởi vì lão ta cảm giác được rõ ràng, vết thương của mình đã bị khống chế, sức khỏe đang không ngừng giảm sút lại ổn định trở lại, vết thương còn đang chậm rãi hồi phục. Mặc dù hồi phục rất chậm nhưng lão ta lại có hy vọng khôi phục lại tu vi như trước. "Cậu, cậu cho tôi thuốc trị thương sao?" Bởi vì quá kích động, giọng nói của Long Chiến trở nên run rẩy. Dương Thanh lạnh nhạt nói, "Ông đừng cảm thấy nợ tôi, tôi chỉ không cho phép bản thân phạm sai lầm mà thôi." quả thật là vì lý do này nên anh mới cứu giúp lão ta trước đó cũng không phải long chiến muốn đánh lén mã siêu thật không hề đánh mạnh tay mà chỉ vì cố tình dụ dương thanh ra tay với mình để kết thúc trận chiến giữa mã siêu và long thiên vũ dương thanh đã trung kế vậy nên anh nghĩ mình đã sai lầm khi ra tay nặng với long chiến như thế trong khi lão ta không hề có ác ý phùng tiểu uyển được thần y phùng truyền thừa y thuật dựa vào phương thuốc phùng thần y để lại chế tạo một vài thuốc giữ mạng cho dương thanh và mã siêu viên thuốc Dương Thanh vừa cho Long chiến chính là thuốc giữ mạng Phùng Tiểu Uyển làm cho anh. Dù là hoàng tộc họ Long cũng không có loại thuốc hiệu quả cao như vậy, chứng tỏ Phùng Tiểu Uyển có vai trò rất lớn. Dương Thanh cũng dần ý thức được, không thể để y thuật của Phùng Tiểu Uyển bị lộ quá nhiều, nếu không bị mấy thế lực lớn có ý đổ xấu để mắt tới, chắc chắn sẽ bắt cô ta đi. Xem ra anh cần phải sắp xếp một cao thủ bảo vệ Phùng Tiểu Uyển. Cảm ơn cậu Thanh, cảm ơn cậu, Long Chiến kích động liên tục nói cảm ơn lão ta tình nguyện đánh đổi mạng sống để bảo vệ long thiên vũ nhưng nếu có thể khôi phục lại tu vi như cũ sao lão ta lại từ chối long đằng cũng sợ ngây người mặc dù lão ta không biết long chiến uống thuốc dương thanh cho sẽ có biến đổi gì nhưng lão ta ý thức được mối quan hệ giữa dương thanh và hoàng tộc họ long chưa đến mức vô phương cứu vãn chỉ cần có thể giải quyết long thiên vũ hoàng tộc họ long sẽ không còn thủ oán gì với dương thanh đương nhiên điều kiện tiên quyết là hoàng tộc họ long sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến tranh giành đế thôn dương thanh nhìn long chiến đang kích động lạnh nhạt nói tôi không cần ông cảm ơn chỉ mong ông có thể thuyết phục long hoàng đừng nhúng tay vào cuộc chiến tranh giành đế thôn nghe dương thanh nói vậy long chiến nhất tỏ vẻ khó xử đến cả long thiên vũ cũng không coi lão ta ra gì nói gì tới long hoàng tôi sẽ cố gắng thử xem sao nhưng không thể cam đoan kết quả với cậu được long chiến thành thật nói dương thanh bỗng nhiên thở dài hoàng tộc cũng vậy vương tộc cũng thế hay là các thế lực thần bí vẫn chưa lộ diện tất cả đều muốn đoạt đế thôn nhưng ai có thể đảm bảo sau khi đế thôn xuất hiện là có thể khống chế được đế thôn truyền thuyết nói trong đế thôn cao thủ nhiều như mây một khi cao thủ đế thôn đi ra ngoài sao bọn họ lại phải nghe lời một người ngoài bây giờ chiêu châu còn yên ổn nếu đế thôn xuất hiện không ai khống chế được đây sẽ là tai họa lớn của toàn bộ chiêu châu long chiến sợ run người vẻ mặt khiếp sợ. Lão ta cứ tưởng Dương Thanh muốn kế thừa đế thôn nên mới muốn ngăn cản hoàng tộc họ Long tham dự cuộc chiến tranh giành đế thôn, không ngờ anh lại vì sự bình yên của Chiêu Châu. Long Chiến bỗng thấy vô cùng kính trọng chàng trai trẻ trước mắt. "Cậu yên tâm, sau khi trở về hoàng tộc họ Long, nhất định tôi sẽ nghĩ mọi cách thuyết phục Long hoàng tộc từ bỏ tranh giành đế thôn." Long Chiến lại cam đoan, nhưng thái độ nghiêm túc hơn rất nhiều. Đây cũng là lời hứa hẹn của lão ta với Dương Thanh. Dương Thanh gật đầu không nói gì thêm. Anh không thể chắc chắn Long Chiến có thuyết phục được Long Hoàng hay không, chỉ có thể chờ xem ý trời. Lúc này, toàn thân mã siêu be bét máu, vẻ mặt dữ tợn. Nhưng ý chí chiến đấu trên người anh ta vẫn điên cuồng sôi cục. Tiếp đi, mã siêu nổi giận gầm lên một tiếng, lại lao về phía Long Thiên Vũ. Long Thiên Vũ cũng không ngờ sức chiến đấu của Mã Siêu lại kinh khủng như vậy. Hắn ta đã uống bí dược của hoàng tộc họ Long để cưỡng ép nâng cao thực lực. Vậy mà hắn ta vẫn không thể dễ dàng đánh bại Mã Siêu. Bịch, Long Thiên Vũ giận dữ ra đòn, Mã Siêu lại tiếp tục bị đánh bay. Mà lúc này, cảnh giới võ thuật của Long Thiên Vũ cũng cấp tốc giảm xuống, trở về thần cảnh sơ kỳ. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đây. Mấy chục giây sau, hắn ta lại giảm xuống vương cảnh đỉnh phong. Không phải thực lực của Long Thiên Vũ giảm xuống vương cảnh đỉnh phong, mà là cảnh giới vốn đã đột phá thần cảnh sơ kỳ lại giảm xuống vương cảnh đỉnh phong. Điện hạ, long chiến cảm nhận được sự thay đổi này lập tức hốt hoảng điện hạ cậu audio điện tử võ tấn bền long thiên vũ cũng vùng vẫy đứng lên vẻ mặt không cam lòng hắn ta là cháu trai trưởng của hoàng tộc họ long chưa từng thê thảm như vậy vốn đang có tiền đồ rộng mở lại vì không chịu thua sử dụng bí pháp cưỡng ép tăng cảnh giới đến thần cảnh vậy cũng được dù sau này cảnh giới của hắn ta mãi dừng ở thần cảnh sơ kỳ nhưng ít nhất cũng là một cao thủ thần cảnh nhưng hắn ta không ngờ mình đã bước vào thần cảnh mà vẫn không phải là đối thủ của Mã Siêu. Điều khiến hắn ta không cam lòng nhất là, Mã Siêu mới chỉ có thực lực vương cảnh hậu kỳ. Chính vì không cam lòng, hắn ta lại mượn bí dược cưỡng ép tăng sức chiến đấu. Thuốc hắn ta uống hoàng tộc họ Long tốn bao công sức tiền của mua từ gia tộc cổ võ. Ở hoàng tộc họ Long cấm dùng loại thuốc này, trừ phi tính mạng bị uy hiếp mới có thể dùng. Nhưng sau khi uống loại thuốc này, cảnh giới võ thuật sẽ giảm xuống, hầu như không còn cơ hội đột phá nữa. Nói cách khác, hiện giờ thực lực của hắn ta lại quay về vương cảnh đỉnh phong. Trước kia thiên phú võ thuật của hắn ta rất xuất chúng, tương lai muốn đạt đến cảnh giới cao nhất của thần cảnh cũng không phải không thể. Nhưng bây giờ thiên phú đã bị thuốc biến đổi, đừng nói là cảnh giới cao nhất của thần cảnh, muốn bước vào thần cảnh lần nữa cũng rất khó. Nghĩ đến đây, lòng thiên vũ vô cùng đau khổ, ý muốn giết chết mã siêu càng mãnh liệt. Tất cả là tại mày. Long Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, "Tao phải giết mày." Lần này, Long Thiên Vũ thật sự quyết tâm lấy mạng Mã Siêu, tiếp tục tấn công anh ta. Chỉ là hiện giờ thực lực của hắn ta chỉ còn vương cảnh đỉnh phong. Nhưng Mã Siêu cũng không khá hơn bao nhiêu. Dù anh ta vẫn đang ở trạng thái phá giải phong ấn nhưng vừa rồi chiến đấu vượt cấp đã bị mất sức rất nhiều. Lúc này Mã Siêu cũng chỉ có thể bộc phát ra thực lực vương cảnh đỉnh phong. Bịch bịch bịch, hai người lại điên cuồng giao chiến. Dương Thanh cao mày, ánh mắt lạnh lẽo. Anh cảm giác được sát khí của Long Thiên Vũ với Mã Siêu rất mãnh liệt, chỉ cần có cơ hội, nhất định hắn ta sẽ giết Mã Siêu. Bây giờ cả hai đều bị mất sức, nếu còn tiếp tục sợ là căn cơ võ thuật của Mã Siêu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dương Thanh không chút do dự lập tức biến mất. Cốt, anh đánh vào ngực Long Thiên Vũ, cả người hắn ta bay ngược ra ngoài. Trường của anh rất nhẹ, giống như vừa rồi Long Chiến đánh bay Mã Siêu, chỉ muốn đẩy người ra ngoài anh thanh mã siêu nở nụ cười nhìn dương thanh em không làm anh mất mặt chứ dương thanh tức giận nói dù cậu có là đồ bỏ đi cũng sẽ không làm tôi mất mặt dứt lời anh lấy một viên thuốc mau uống đi mã siêu không nói gì vội vàng uống thuốc rồi khoanh chân ngồi xuống điều hòa sức khỏe còn long thiên vũ bị dương thanh đánh bay vô cùng tức giận nhưng cũng biết tình hình hiện giờ của mình không thể đấu tiếp được nữa dương thanh mày chờ đấy chuyện hôm nay chưa xong đâu tao sẽ còn tới tìm mày tính sổ. Long Thiên Vũ gần giọng quát, đi. Long Chiến nhìn chằm chằm Dương Thanh rồi mới gật đầu, quay người rời đi. Thoáng chốc, người của hoàng tộc họ Long đều đi mất, chỉ còn lại Dương Thanh, Mã Siêu và người của nhà họ Long ở Yến Đô. Trong một phòng nghỉ dưỡng của nhà họ Long, Mã Siêu nằm trên giường bệnh. Các bác sĩ đang kiểm tra toàn diện cho anh ta. Sức khỏe của cậu Siêu rất tốt, chỉ là mất sức quá nhiều, bị thương ngoài ra mấy chỗ nghỉ ngơi mấy ngày là ổn. Một người mặc áo blau lên tiếng, có vẻ là chuyên gia lâu năm. Em bảo không sao rồi, anh cứ bắt em phải kiểm tra. Mã siêu ngồi dậy cười nói. Dương Thanh hít mắt lại, xem ra cậu còn chiến được trận nữa nhỉ. Hay là tôi lại tìm một cao thủ thần cảnh cho cậu rèn luyện tiếp. Không thì tôi giữ thực lực vương cảnh hậu kỳ đánh với cậu một trận. Hả, ha ha, hôm nay thời tiết đẹp phết. Mã siêu nhìn lên nóc nhà, cười lớn nói. Long đằng đứng cạnh ngơ ngác nhìn. Nhưng vậy cũng chứng minh mã siêu thật sự không sao. Lão ta rất lo mã siêu bị thương quá nặng sẽ ảnh hưởng đến căn cơ võ thuật của anh ta. Khi đó, chắc chắn Dương Thanh sẽ không bỏ qua cho hoàng tộc họ Long. Cậu Thanh, trước kia đắc tội cậu nhiều, mong cậu rộng lượng đừng chấp nhặt với tôi. Long đằng bỗng nhiên chân thành nói trước đây lão ta sợ quan hệ của dương thanh và hoàng tộc họ long lại căng thẳng nên đã nhiều lần cầu xin anh ra mặt ngăn cản trận chiến giữa mã siêu và long thiên vũ nói cho cùng thì lão ta lo lắng đến như vậy cũng là vì muốn trở về hoàng tộc họ long dương thanh lạnh nhạt nhìn lão ta tôi làm việc tự biết điểm dừng nếu còn có lần sau tôi sẽ không tha thứ cho ông đâu nghe dương thanh nói không trách tội mình lòng đằng mừng rỡ vội vàng cam đoan cậu yên tâm tôi không dám nữa đâu dương thanh gật đầu cũng không so đo với lão ta. Ngay từ đầu Long Đằng tìm đến xin đi theo anh đã thẳng thắn thừa nhận bản thân muốn trở về hoàng tộc họ Long. Anh hiểu được nỗi lo lắng của lão ta. Nhưng sợ là Long Thiên Vũ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Mã siêu bỗng lên tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng. Vừa rồi chiến đấu với Long Thiên Vũ đã giúp cảnh giới của anh ta càng thêm vững chắc. Đây quả thực là một lần rèn luyện vô cùng có lợi với anh ta. Nhưng Long Thiên Vũ quá kiêu ngạo, vì đánh bại Mã Siêu, thậm chí không tiếc cưỡng ép đột phá, còn uống thuốc ảnh hưởng đến căn cơ võ thuật. Dương Thanh cũng gật đầu nói, người này quá cực đoan, nếu còn gặp lại cậu nhất định phải cẩn thận. Mã Siêu Vội vàng nói, anh yên tâm, em cũng sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn, không làm vướng chân anh nữa. Đúng là Long, lại nói về đám người hoàng tộc họ Long, sau khi rời khỏi nhà họ Long, họ đi đã mua một căn biệt thự tư nhân. Điều này càng khiến Long Thiên vô tức giận hơn. Hôm nay bọn họ đến vốn là định ở luôn trong nhà họ Long ở Yến Đô, không hề chuẩn bị chỗ ở từ trước. Nhưng bây giờ lại phải tự mua biệt thự để ở. Chết tiệt, tao sẽ không tha cho mày đâu. Long Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, mặt mày dữ tợn. Long Chiến khẽ thở dài, bỗng lên tiếng, điện hạ, Dương Thanh rất không đơn giản. Tốt nhất chúng ta đừng chiêu chào cậu ấy nữa. Một thằng đàn em của cậu ấy đã có sức chiến đấu thần cảnh sơ kỳ, nói gì tới cậu ấy tôi nghĩ cậu vẫn nên báo chuyện này cho Long Hoàng trước. Nếu có thể hóa thù thành bạn thì không còn gì tốt hơn. Đến tận lúc này, Long Chiến vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Vừa rồi ở nhà họ Long, Mã Siêu chỉ mới có thực lực vương cảnh hậu kỳ lại bộc phát được sức chiến đấu thần cảnh sơ kỳ khiến lão ta khiếp sợ. Quan trọng nhất là lão ta đã đoán được thân phận của Dương Thanh. Một trong chín vị vương của biên giới phía Bắc đã mạnh như vậy, tướng quân vốn đã bước vào thần cảnh còn mạnh tới mức nào. Long Chiến cũng nghe tới không ít truyền thuyết về tướng quân của biên giới phía Bắc. Có thể nói, nếu Dương Thanh vẫn còn giữ chức vị này thì địa vị sẽ ngang bằng với người đứng đầu hoàng tộc. Sao Long Thiên Vũ có thể sánh được với người như thế này? Nhưng lão ta không thể nói vậy trước mặt Long Thiên Vũ. Long Thiên Vũ vốn vô cùng kiêu ngạo, vì đánh bại mã siêu không tiếc cưỡng ép đột phá thần cảnh, đã vậy còn uống thuốc để bộc phát sức chiến đấu mạnh hơn. Ông cầm miệng cho tôi, chỉ là, Long Chiến vừa dứt lời, Long Thiên Vũ đã tức giận hét lớn, đừng tưởng ông nội tôi ban cho ông họ Long là ông có tư cách dạy tôi làm việc. Nếu không vì nể mặt ông nội, chỉ với lời ông vừa nói đã đủ để tôi lấy mạng ông rồi. Dù Long Chiến có rộng lượng đến đâu thì lúc này cũng phải tức giận. Điện hạ đã nghĩ tôi lắm miệng, vậy sau này tôi sẽ không nói gì nữa. Long Chiến trầm mặt nói, hiện tại tôi đã bị phế bỏ tu vi. Cậu yên tâm, tôi sẽ lập tức từ giã Long Hoàng, Chờ Long hoàng phái cao thủ mạnh hơn đến yến đô, tôi sẽ rời đi. Hừ, coi như ông còn tự biết thân biết phận." Long Thiên Vũ lạnh giọng nói, cũng không cần đợi đến khi có cao thủ mạnh hơn của hoàng tộc họ Long tới đâu. Bây giờ ông là kẻ phế vật, có ở lại cũng không còn tác dụng gì. Ông cút được rồi đấy." Long Thiên Vũ không hề nể mặt Long Chiến. Bên cạnh hắn ta còn mấy cao thủ bán bộ thần cảnh đều đang lạnh lùng nhìn về phía Long Chiến. Long Chiến chỉ cảm thấy bi thương không ngờ lão ta hết mình vì hoàng tộc họ Long, thậm chí bị phế bỏ tu vi cũng là vì cứu Long Thiên Vũ. Để ngăn cản Mã Siêu đánh Long Thiên Vũ, lão ta còn cố ý dụ Dương Thanh tới giết mình. Khi đó, lão ta chỉ mong Dương Thanh tha cho Long Thiên Vũ, tình nguyện hy sinh chính mình. Kết quả người được lão ta bảo vệ bằng cả tính mạng cũng không thèm biết ơn, còn đối xử với lão ta như vậy. Vậy thì tôi xin chào tạm biệt điện hạ, Long Chiến tập tính rời đi, mỗi bước đều cực kỳ gian nan một trưởng của dương thanh gần như sắp lấy mạng lão ta dù sau đó anh đã cho lão ta uống thuốc ổn định vết thương nhưng dù sao lão ta vẫn bị thương rất nặng nếu hoàng tộc họ long vẫn đồng ý chào đón kẻ phế vật như lão ta chỉ cần long hoàng muốn vẫn có thể bỏ công sức trị khỏi cho lão ta dù lão ta không thể khôi phục thực lực thần cảnh nhưng ít nhất vẫn giữ được bán bộ thần cảnh sau khi ra khỏi biệt thự long chiến bỗng không biết mình có thể đi đâu lại nhìn về biệt thự cười châm chọc lắc đầu lẩm bầm có lẽ đến lúc phải rời khỏi hoàng tộc họ Long rồi. Lão ta gọi điện thoại cho Long Hoàng. Long Hoàng, tôi muốn chào tạm biệt ông. Long Chiến nói. Long Hoàng ở hoàng tộc họ Long xa xôi kinh ngạc hỏi, sao ông lại muốn rời khỏi hoàng tộc họ Long? Có phải thằng nhóc Thiên Vũ chọc giận ông không? Long Hoàng biết rõ tính cách của Long Thiên Vũ. Long Chiến phủ nhận, không liên quan tới điện hạ, tại tu vi của tôi đã bị phế bỏ, hiện tại chỉ là một kẻ vô dụng, nếu còn ở lại hoàng tộc họ Long sẽ trở thành gánh nặng. Long Hoàng khiếp sợ họ, ông nói gì, Tu Vi bị phế bỏ. Mặc dù Long Chiến là người yếu nhất trong năm cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long nhưng cũng là cao thủ thần cảnh sơ kỳ. Cả chiêu châu này có mấy ai, có thể phế bỏ Tu Vi của lão ta. Huống hồ là một yến đô nhỏ nhoi, tốt nhất hoàng tộc họ Long đừng chiêu chọc Dương Thanh. Thực lực của cậu ấy rất mạnh, đến cả tôi cũng không nhìn thấu. Không chỉ vậy, bên cạnh cậu ta còn một cao thủ vương cảnh hậu kỳ có sức chiến đấu ngang bằng thần cảnh sơ kỳ. Long Chiến trầm giọng nói, tôi không biết Dương Thanh mạnh đến đâu, nhưng có thể chắc chắn tôi không đỡ nổi một đòn của cậu ấy. Long Chiến đang chân thành khuyên nhỏ Long Hoàng, Long Hoàng có chịu nghe hay không lão ta cũng không thể quyết định. Long Hoàng im lặng một lúc mới hỏi, ý ông là, Dương Thanh dùng một đòn phế bỏ tu vi của ông sao? Phải, Long Chiến cũng không giấu giếm, nói tiếc, 6 năm trước, Dương Thanh tới chiến trường ở biên giới phía Bắc, năm ngoái mới trở về. Có một số việc, không thể nói quá rõ ràng giống như thân phận của dương thanh không thể tùy ý để lộ ra ngoài nhưng long chiến đã gợi ý quá rõ tin chắc long hoàng sẽ hiểu được quả nhiên long hoàng lại im lặng chừng hai phút sau long hoàng mới trầm giọng nói tôi biết rồi rõ ràng lão ta đã đoán ra được thân phận của dương thanh long hoàng vốn chưa từng coi dương thanh ra gì hoàng tộc họ long chậm chạp không vào yến đô chỉ vì chờ đợi thời cơ thích hợp đêm qua nhà họ long ở yến đô bị một thế lực thần bí tấn công chính là cơ hội tốt vậy nên long hoàng lập tức phái long thiên vũ dẫn cao thủ của gia tộc tới yến đô còn dương thanh chỉ là một con kiến hôi trong mắt lão ta đến tận ngày long chiến đã hứa với dương thanh sẽ cố gắng khuyên long hoàng từ bỏ cuộc chiến tranh giành đế thôn nhưng với tình trạng của long chiến bây giờ long hoàng có thể nghe theo ý kiến của lão ta được sao đương nhiên không thể quả nhiên long hoàng lớn tiếng hỏi long chiến ông đang dạy tôi phải làm gì à? Cách điện thoại, Long Chiến vẫn có thể cảm giác được sự phẫn nộ của Long Hoàng. Long Chiến không dám, Long Chiến lo sợ nhưng vẫn không từ bỏ ý định khuyên can, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc, nhưng lời đồn về đế thôn quá mức thần bí, không ai bảo đảm có thể thật sự khống chế được nó. Một khi đế thôn mất khống chế sẽ là tai họa lớn cho hoàng tộc, cho nên tôi cầu mong ngài có thể nghĩ lại. Long Chiến đã hứa với Dương Thanh, đừng nói là cách điện thoại, cho dù ở ngay trước mặt Long Hoàng, lão ta cũng sẽ nói như vậy câm miệng long hoàng vô cùng tức giận quát long chiến tôi nể tình ông đi theo tôi nhiều năm mới ban họ cho ông cho ông được hưởng vinh dự cao nhất nhưng điều này không có nghĩa là ông có tư cách bảo tôi phải làm việc thế nào nếu võ công của ông đã bị phế bỏ vậy từ nay về sau ông không còn là người của hoàng tộc họ long tôi nữa cũng sẽ lập tức thu hồi lại họ long đã ban thưởng cho ông sau này ông không thể dùng họ long nữa lời long hoàng nói vô cùng tuyệt tình Long Chiến nhất thời ngây người. Long hoàng, ngài muốn đuổi tôi ra khỏi hoàng tộc họ Long à? Long Chiến không thể tin nổi. Lão ta vốn định chủ động xin rời khỏi hoàng tộc họ Long vì cho rằng võ công của mình bị phế bỏ, còn không biết có thể khôi phục lại được hay không, nên không muốn trở thành gánh nặng của hoàng tộc họ Long. Nhưng Long Chiến không sao ngờ được Long hoàng lại tuyệt tình như thế, không chỉ muốn đuổi lão ta ra khỏi hoàng tộc họ Long, thậm chí còn muốn thu hồi lại họ Long tôi không giết ông đã là ban ơn lớn nhất cho ông rồi. Tôi chỉ đuổi ông ra khỏi hoàng tộc họ Long và thu hồi họ Long, ông còn có gì bất mãn nữa. Long hoàng quá to, sau này, nếu để cho tôi biết ông còn dám dùng họ Long, tôi chắc chắn sẽ tự tay giết ông. Sát ý, sát ý vô cùng mãnh liệt, cho dù ở cách xa nghìn dặm, Long chiến vẫn có thể cảm nhận được uy thế từ trên người Long hoàng. Được, vương chiến hiểu rõ, Long chiến đỏ mắt nói. Lão ta vốn họ vương, tên gọi là Vương Chiến. Nếu Long hoàng muốn thu lại họ Long, vậy lão ta cũng chỉ có thể dùng lại họ ban đầu. Lão ta đã dành cả đời vì hoàng tộc họ Long nhưng không ngờ lại rơi vào kết cục như vậy. Ở trong lịch sử của hoàng tộc họ Long chưa bao giờ có tiền lệ họ được ban ra còn lấy lại, lão ta là người đầu tiên. Ông biết rõ là tốt rồi, Long hoàng nói một câu cuối cùng rồi cúp máy luôn. Giờ phút này, Vương Chiến chỉ cảm thấy vô cùng trống rỗng, giống như mất đi thứ quý giá nhất. Vương Chiến sống ở hoàng tộc họ Long từ nhỏ tới lớn, ba mẹ lão ta vốn chỉ người giúp việc trong hoàng tộc họ Long. Lão ta dựa vào sự cố gắng của mình đã không ngừng mạnh hơn, trở thành một trong năm cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long, mới dần được hoàng tộc họ Long và Long Hoàng trọng dụng. Nhưng bây giờ, tất cả những điều này đều đã mất. Lão ta biết rõ nguyên nhân không phải vì mình cầu xin Long Hoàng từ bỏ cuộc chiến tranh giành đế thôn mà vì mình đã biến thành một kẻ bị phế bỏ võ công. Lão ta đã đến tuổi này còn bị phế bỏ võ công thì xem như hỏng hẳn. Cho dù võ công, tu vi của lão ta thật sự có thể khôi phục, có thể đạt tới bán bộ thần cảnh đã là cực hạn rồi. Trong lúc đó, một khí thế khủng khiếp đột nhiên ép về phía Vương Chiến, lão ta thoáng biến sắc. Cho dù võ công của lão ta đã bị phế bỏ nhưng cảm nhận của cao thủ thần cảnh vẫn rất mạnh. Hắc Bạch song sát, khi lão ta nhìn thấy hai bóng người xuất hiện trước mặt mình, gương mặt lập tức tái nhợt trước mặt lão ta là hai cao thủ một người mặc toàn màu đen một người mặc toàn màu trắng đây là hai cao thủ bán bộ thần cảnh do long thiên vũ bồi dưỡng hắc bạch song sát liên thủ thậm chí có thể giết một cao thủ mới bước vào thần cảnh lúc này hắc bạch song sát xuất hiện rõ ràng là nhằm vào lão ta ha ha vương chiến cười tự diếu tôi đã như vậy mà điện hạ vẫn không chịu tha cho tôi sao vương chiến nếu ông muốn trách thì chỉ có thể tự trách mình thôi Điện hạ là cháu đích tôn của Long hoàng, là Long hoàng tương lai, ông không nên cãi lại lời của cậu ấy." Hắc sát lạnh lùng nói, "Ông yên tâm, chúng tôi sẽ cho ông được chết thoải mái." Vương Chiến tôi tự nghĩ mình chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với hoàng tộc họ Long, cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với điện hạ. Bây giờ tôi đã trở thành kẻ tàn phế, lẽ nào điện hạ còn không thể tha cho một kẻ vô dụng như tôi đây?" Vương Chiến nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng cảm thấy vô cùng bi thương. Bởi vì ông là kẻ vô dụng nên mới đáng chết, Bạch Sát lạnh giọng nói. Hắn vừa dứt lời thì chân đã lập tức di chuyển, xông về phía Vương Chiến, giết. Cùng lúc đó, Hắc Sát cũng xông tới. Hai người liên thủ, thậm chí có thể giết chết cao thủ thần cảnh sơ kỳ. Cho dù Vương Chiến ở trạng thái mạnh nhất cũng chưa chắc dám nói mình là đối thủ của Hắc Bạch Song Sát nữa là bây giờ. Tại sao? Tại sao các người lại muốn ép tôi? Hai mắt Vương Chiến đỏ hoe, tức giận quát. Trong cơ thể lão ta lập tức phát ra một khí thế khủng khiếp. Ầm, um, một tiếng động lớn vang lên, mặt đất dưới chân Vương Chiến nứt ra. Ầm, um, Bạch Sát xông tới đầu tiên và vung nắm đấm. Chỉ thấy Long Chiến cũng vung nắm đấm lên. Hai nắm đấm va chạm vào nhau, khí tức đột nhiên càng khủng khiếp hơn, cuốn ra xung quanh. Bạch Sát chợt lui lại 7 8 bước. Vương Chiến lùi lại 3 bước. Cốt, Vương Chiến tức giận gầm lên một tiếng và lại vung nắm đấm đánh ra. Hắc Sát đến ngay sau đó còn chưa kịp phản ứng, đã bị Vương Chiến đấm trúng ngực, phải lùi lại phía sau. Sao, sao có thể như vậy được? Võ công của ông còn chưa bị phế bỏ hoàn toàn. Hắc Bạch Song Sát nhất thời trợn tròn mắt nhìn với vẻ không khó tin. Hắc Bạch Song Sát không ngờ được trên người Vương Chiến lúc này lại tràn ngập khí thế của bán bộ thần cảnh, mơ hồ muốn xông thẳng vào thần cảnh sơ kỳ. Trên hai cánh tay già nua của Vương Chiến nổi gân xanh, gương mặt dữ tợn, các người trở về nói cho điện hạ biết. Đây là lần cuối cùng, nếu còn có ai dám tới giết tôi nữa, tôi sẽ giết kẻ đó." Lão ta nói dứt lời thì xoay người muốn rời đi. Lúc này, Vương Chiến cảm giác huyết mạch như sắp nổ tung, cơn đau dữ dội đang lan tràn ra toàn thân. Trước kia Vương Chiến ngẫu nhiên nhận được một bí pháp có thể miễn cưỡng nâng cao sức chiến đấu. Chỉ cần võ công căn bản của lão ta không bị phế bỏ hoàn toàn, lại có thể tăng vọt. Nhưng đây là lần đầu tiên Vương Chiến dùng bí pháp này nếu không phải bị dồn đến đường cùng, sao lão ta có thể dùng tới cách? Trong nháy mắt, trong cơ thể lão ta tràn ngập ra một cảm giác vô cùng bi thương. Vù vù vù, gió mạnh chợt thổi tới, cuốn cho bụi bặm xung quanh bay lên. Ầm, um, ầm. Um, Hắc bạch song sát đã xông tới trước mặt vương chiến, công kích của hai người đồng thời chút xuống người lão ta. Sức mạnh hủy diệt như muốn đánh vương chiến thành từng mảnh nhỏ. Cái gì? Hắc bạch song sát lập tức kinh ngạc đến ngây người, không ngờ đòn công kích của bọn họ lại không thể đẩy lùi được Vương Chiến dù chỉ nửa bước. Bọn họ đã dồn hết sức đánh ra đòn vừa rồi, cho dù là cao thủ thần cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc có thể chịu được, nhưng Vương Chiến không chỉ chịu được, không ngờ còn không hề lùi bước. Vương Chiến vẫn đứng yên, cúi đầu. Hắc Bạch Song Sát không nhìn thấy được gương mặt lão ta lại có thể cảm giác được nỗi bi thương tràn ngập trên người lão ta. Điều khiến bọn họ chấn động là nỗi bi thương không ngờ lại ảnh hưởng tới bọn họ. Lúc này ngay cả bọn họ cũng thấy vô cùng bi thương. Cùng lúc đó, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt kéo tới. Không tốt, lùi lại. Hắc Sát chợt nghĩ tới điều gì, mặt lập tức biến sắc và hét lớn một tiếng, lại muốn lùi lại. Bốp, nhưng Hắc Sát vừa muốn lùi lại, Vương Chiến vẫn cúi đầu chợt giơ một tay ra chộp lấy cổ ông ta. Ngay sau đó, Hắc Sát chỉ cảm thấy một sức mạnh không gì sánh kịp bóp chặt cổ họng của mình. Ông ta có thực lực bán bộ thần cảnh mà vẫn không thể thoát ra được. Hoảng loạn, lần đầu tiên ông ta có cảm giác hoảng loạn và tuyệt vọng. Lúc này, Bạch Sát ở bên cạnh cũng kinh ngạc đến ngây người, thậm chí quên cả việc cứu Hắc Sát, chỉ cảm thấy vương chiến vô cùng nguy hiểm. Cho dù vương chiến ở trạng thái tốt nhất cũng chưa từng cho hắn cảm giác nguy hiểm như bây giờ. Vì sao? Vương chiến tôi sống ở hoàng tộc họ Long từ nhỏ tới lớn, 3 tuổi tập võ, 18 tuổi bước vào vương cảnh, 35 tuổi xông vào vương cảnh đỉnh phong, 47 tuổi bước vào bán bộ thần cảnh. 57 tuổi vào thần cảnh. Không ai biết để đi tới ngày hôm nay, tôi đã phải cố gắng tới mức nào. Cũng không ai biết tôi trung thành với hoàng tộc họ Long tới mức nào. Trong lòng tôi, hoàng tộc họ Long chính là nhà của tôi, tôi rất kiêu ngạo khi được ban cho họ Long. Hôm nay, tôi thà hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ điện hạ không bị tổn thương. Nhưng tại sao hoàng tộc họ Long phải đối xử với tôi như vậy? Long hoàng thu lại họ Long, muốn đuổi tôi ra khỏi hoàng tộc họ Long, điện hạ cũng muốn phái người giết tôi. Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì mà hoàng tộc họ Long phải đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Các người nói cho tôi biết đi, đây là tại sao? Chỉ bởi vì tôi bị phế bỏ võ công, không còn tác dụng với hoàng tộc họ Long nữa sao? Vương Chiến giống như phát điên, chợt ngẩng đầu nhìn về phía hắc sát bị mình nhấc lên, liên tục đặt ra hỏi. Hắc Bạch song sát hoảng sợ phát hiện ra trong đôi mắt Vương Chiến lúc này hoàn toàn tối tăm, ngay cả tròng trắng cũng hoàn toàn biến thành màu đen. Bọn họ cảm giác được sát khí mạnh mẽ trên người Vương Chiến. Lão ta muốn giết người của hoàng tộc họ Long. Hắc Sát cảm giác được Vương Chiến bóp cổ mình càng lúc càng chặt, ánh mắt gã đầy tuyệt vọng, điên cuồng dẫy dụa cố tránh thoát nhưng không thể làm được. Vương Chiến lúc này quá đáng sợ, e là cao thủ thần cảnh sơ kỳ cũng không phải là đối thủ của lão ta. "Vương Chiến, ông mau thả Hắc Sát ra!" Bạch sát thấy hắc sát đã bắt đầu trợn trắng mắt thì vô cùng hoảng sợ, vội vàng ngăn cản. Thả ra à! Đôi mắt tối tăm của vương chiến trợt nhìn sang bạch sát, hỏi với vẻ vô cùng hờ hứng, tôi tha cho các người, ai sẽ tha cho tôi? Bạch sát nghiến răng nghiến lợi nói, vương chiến, chỉ cần bây giờ ông thả hắc sát ra, chúng tôi bảo đảm sẽ không ra tay với ông nữa. Nếu điện hạ biết ông đã khôi phục lại võ công, chắc chắn sẽ không đuổi ông rời đi, ngược lại sẽ trọng dụng ông chờ tương lai điện hạ kế thừa hoàng vị, ông chính là trợ lý đắc lực của cậu ấy. Bạch sát cố gắng dụ dỗ, dỗ nhưng vương chiến sẽ tin sao? Đương nhiên lão ta sẽ không tin. Ha ha! Vương chiến cười diễu cợt, các người tưởng bây giờ tôi còn muốn quay về hoàng tộc họ Long nữa sao? Giác! Lão ta vừa dứt lời, bàn tay nắm lấy cổ hắc sát chợt dùng sức. Chỉ nghe được một tiếng xương gãy vang lên, cơ thể hắc sát mềm hoạt, rơi xuống đất. Hắc sát! bạch sát hét lớn một tiếng cảm giác không thể tin nổi hắc sát vừa rồi còn kề vai chiến đấu với mình lúc này đã trở thành một thi thể hơn nữa người giết ông ta còn là vương chiến vốn bị bọn họ truy sát không ổn rút bạch sát đột nhiên cảm nhận được sát khí từ vương chiến mặt ông ta lập tức biến sắc và lùi lại ngay tắp lự bạch sát biến mất trong nháy mắt phụt vương chiến vừa rồi vẫn phát ra khí thế ép người nhưng cơ thể không có cách nào chịu được gánh nặng từ sức mạnh kia lão ta lại phun ra một ngụm máu đen khí thế trên người lập tức giảm mạnh thật ra vừa rồi lão ta vẫn cố nhịn muốn dùng tính mạng của hắc sát để hù dọa bạch sát sau khi dùng bí pháp lão ta có thể một mình ứng phó với một cao thủ bán bộ thần cảnh nhưng không có cách nào đồng thời đối phó với cả hai người cho nên khi hắc sát tấn công vương chiến trước lão ta phát ra tất cả sức lực để bắt lấy hắc sát vừa rồi, chỉ cần bạch sát tấn công lão ta thì lão ta chỉ còn đường chết. Lão ta xoay người biến mất mà không hề do dự. Bây giờ bạch sát còn chưa kịp phản ứng. Đợi đến khi ông ta hiểu ra, vương chiến muốn rời khỏi cũng không thể làm được nữa. Lúc này, bạch sát đã quay trở lại khu biệt thự của Long Thiên Vũ. Bạch sát, đã xảy ra chuyện gì vậy? Long Thiên Vũ thấy bạch sát hoảng sợ lao vào biệt thự thì lập tức kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, bạch sát vẫn bị thương nặng. Khóe miệng có máu chảy ra mà Hắc Sát lại không xuất hiện. Điều này làm Long Thiên Vũ đột nhiên có một sự cảm xấu. Điện hạ, Hắc Sát, chết rồi." Bạch Sát đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. "Ầm." Um, Long Thiên Vũ chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang, không thể tin nổi. Hắc Bạch song sát là hai người mạnh nhất bên cạnh hắn ta. Hai người liên thủ có thể giết chết được cao thủ thần cảnh sơ kỳ. Lúc này, không ngờ chỉ có Bạch Sát trở về, còn nói Hắc Sát đã bị giết chết rồi. Địa phương nhỏ như Yến Đô xuất hiện nhiều cao thủ thần cảnh như vậy từ lúc nào thế? Rốt cuộc là ai dám giết người của hoàng tộc họ Long tôi? Long Thiên Vũ vô cùng tức giận hét lớn. Mất đi hắc sát, một mình Bạch Sát chỉ có thể bộc phát được thực lực bán bộ thần cảnh. Bây giờ nền tảng võ thuật của ông ta bị tổn thương rất lớn, cơ thể cũng bị thương rất nặng, lúc này phải ngồi trên xe lăn, sợ rằng phải mất một tuần mới có thể đứng dậy lại được. Trước khi tới Yến Đô, Hắn ta đã nói chắc chắn sẽ khống chế được Yến. Ông nói gì? Vương Chiến à? Long Thiên Vũ nghe được cái tên này thì nhất thời kinh ngạc đến ngây người, thậm chí cảm thấy khó tin, tưởng mình nghe nhầm, ông nói là Vương Chiến giết Hắc Sát à? Cho dù Bạch Sát cũng rất khó tiếp nhận được điều này nhưng sự thật đúng là vậy. Ông ta nghiến răng nói, tôi không biết có chuyện gì xảy ra với ông ta nhưng đúng là ông ta đã giết chết Hắc Sát. Tôi có cảm giác thực lực của Vương Chiến bây giờ còn mạnh hơn trước kia có lẽ ông ta đã nắm giữ được sức chiến đấu của thần cảnh trung kỳ long thiên vũ tái mặt sở dĩ hắn ta dám đối xử với vương chiến như vậy thậm chí còn phái hắc bạch song sát đi giết lão ta là vì cho rằng võ công của lão ta bị phế bỏ đã trở thành kẻ vô dụng nhưng hắn ta không sao ngờ được thực lực của vương chiến đã khôi phục lại hơn nữa còn bộc phát sức chiến đấu mạnh hơn trước không đúng sắc mặt long thiên vũ chợt thay đổi tức giận nói ngu ngốc nếu Vương Chiến thật sự có sức chiến đấu thần cảnh trung kỳ, lão ta đã giết Hắc Sát, sao có thể bỏ qua cho ông được. Bạch Sát nghe vậy, cũng chợt giật mình hiểu ra, trợn tròn mắt nói, điện hạ muốn nói Vương Chiến dùng bí pháp cố tăng cường thực lực võ công nhưng không thể chống đỡ được quá lâu, vốn đã là nỏ mạnh hết đà à. Nói nhảm, bằng không ông nghĩ tại sao lão ta có thể giết được Hắc Sát còn thả cho ông về. Long Thiên vô tức giận nói, bởi vì lão ta không có cách nào tiếp tục chiến đấu, nên đã cố hết sức để giết Hắc Sát và dọa ông bỏ chạy nếu ông liên thủ với hắc sát giết vương chiến, sao lão ta còn sống được chứ? Vẻ mặt bạch sát cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, không ngờ tên khốn vương chiến này lại hèn hạ vô sỉ như vậy. Người của hoàng tộc họ Long nghe lệnh, tất cả đều đuổi theo cho tôi, cho dù là tới chân trời góc biển cũng phải giết chết vương chiến. Long thiên vũ giận dữ hết, nếu ai có thể giết được vương chiến sẽ thưởng 50 triệu. Rõ, sau khi hắn ta ra lệnh, tất cả cao thủ của hoàng tộc họ Long đồng thanh đáp lại rồi rời đi ở nơi khác, Vương Chiến giết chết hắc sát, dọa cho bạch sát bỏ chạy xong, lão ta liều mạng đi về phía nam. Bởi vì lão ta biết chỉ khi lão ta chạy trốn tới nơi đó mới có thể sống sót. Vương Chiến vẫy mấy chiếc xe nhưng lái xe vừa thấy lão ta đầm điểm máu thì không chịu dừng xe. Khốn kiếp, dừng xe cho tôi. Lúc này Vương Chiến thấy có một chiếc xe taxi đi qua, lập tức xông ra giữa đường chắn ở trước xe taxi mà không hề do dự. Két, chiếc xe taxi phanh gấp dừng ngay giữa đường đầu xe chỉ cách vương chiến có mấy cm. Lão già, mẹ kiếp, ông không muốn sống nữa à? Tài xế xe taxi lao xuống, thấy không đâm vào vương chiến mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức nổi giận quát vương chiến. Vương chiến không để ý tới tài xế xe taxi, chui luôn vào trong xe. Lão già, lão muốn làm gì? Tài xế xe taxi cuống lên, vội vàng ngăn cản. Cầm nghiệp, lái xe, vương chiến tức giận quát và đấm mạnh một phát, lưng ghế xe taxi bị lão ta đấm thủng một lỗ tài xế xe taxi khiếp sợ tới ngây người. Dạ dạ dạ, tôi lái xe đây, tài xế xe taxi làm sao dám làm trái. Vừa rồi khi Vương Chiến ngẩng đầu lên, anh ta sợ hãi khi nhìn thấy trong con người của Vương Chiến đen xì, vội vàng khởi động xe lái đi. Vương Chiến, xe taxi vừa lao đi thì cao thủ của hoàng tộc họ Long cũng đến nơi, đúng lúc nhìn thấy Vương Chiến lên xe rời đi. Đuổi theo cho tôi, bạch sát nổi giận gầm lên, đuổi theo trước tiên. Lúc này, Ông ta đã hiểu rõ lúc trước vương chiến thật sự miễn cưỡng tăng thực lực võ công mới có thể giết chết được hắc sát, khiến ông ta lầm tưởng là vương chiến có thể dễ dàng giết chết mình, cho nên mới lập tức chạy trốn. Nếu có thể đuổi kịp vương chiến thì mọi chuyện coi như ổn, còn nếu không đuổi kịp, để cho lão ta chạy thoát Bạch Sát cũng khó thoát khỏi tội. Không quan tâm bây giờ vương chiến có bị thương nặng hay không nhưng Bạch Sát có thể xác định được võ công của lão ta không bị phế bỏ hoàn toàn, có thể chỉ bị hao tổn về căn cơ. Bằng không Vương Chiến sẽ không thể miễn cưỡng nâng cao thực lực võ công được như vậy. Chẳng ai có thể bảo đảm sau này Vương Chiến có thể khôi phục lại nền tảng võ công hay không. Một khi lão ta có thể khôi phục, chỉ dựa vào những gì hoàng tộc họ Long đã làm hôm nay tất nhiên sẽ bị Vương Chiến trả thù. Một cao thủ nắm giữ sức chiến đấu của thần cảnh trung kỳ cũng là uy hiếp cực lớn đối với hoàng tộc họ Long. Ông, ông cụ, rốt, rốt cuộc ông là ai vậy? Phía sau hình như có rất nhiều xe đang đuổi theo chúng ta trên chiếc xe taxi phía trước, tài xế xe taxi thấp thỏm lo âu nói. Nếu tới bây giờ mà anh ta còn không nhìn ra được vương chiến không đơn giản, vậy anh ta thật sự là một kẻ ngu xuẩn rồi. Nhanh lên, tiếp tục tăng tốc lên cho tôi. Tất nhiên vương chiến cũng biết có rất nhiều cao thủ của hoàng tộc họ Long truy sát theo phía sau, lập tức hét lớn. Với tình trạng của lão ta bây giờ, một khi để cao thủ của hoàng tộc họ Long đuổi kịp, lão ta sẽ chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Sao một tài xế xe taxi bình thường có thể ứng phó được với một cụ già đấm một phát thủng ghế chứ? Tài xế xe taxi không dám nói nữa, vội vàng tăng tốc độ. Anh ta thật sự lái chiếc taxi bình thường này bằng tốc độ của một chiếc xe thể thao. Khốn kiếp, lái nhanh cho tao. Nếu để mất dấu chiếc xe phía trước, tao sẽ lấy mạng mày. Trên một chiếc xe tư nhân phía sau xe taxi, Bạch Sát tức giận hét lớn. Chủ của chiếc xe tư nhân cũng bị Bạch Sát dọa sợ lúc lái xe, hai tay vẫn còn run rẩy. Tốc độ của chiếc xe tư nhân sao có thể bằng được xe taxi? Bạch sát cực kỳ phẫn nộ khi thấy khoảng cách giữa chiếc xe tư nhân và xe taxi càng lúc càng xa lại chẳng thể làm được gì, chỉ có thể cố nén giận, nhìn chầm chầm vào chiếc xe taxi phía trước. Ông cụ ơi, rốt cuộc ông muốn đi đâu vậy? Tài xế xe taxi phía trước thấy xe phía sau càng lúc càng xa mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám thả lỏng, vẫn luôn duy trì tốc độ nhanh nhất lao về phía trước đi nữa sẽ là thành cửu châu. Không phải ông muốn tới thành cửu châu chứ, tài xế xe taxi hỏi. Nhưng sau khi anh ta hỏi xong, chờ mãi vẫn không nhận được câu trả lời. Anh ta nhìn qua gương chiếu hậu trong xe mới phát hiện ra vương chiến đã ngất xỉu ở ghế sau từ lúc nào. Ông cụ, ông cao thủ hoàng tộc họ Long chưa ý thức được mình phải đi đến đâu, chỉ liều mạng đi theo chiếc xe taxi vương chiến đang đi. Sau khi tài xế nghe vương chiến nói đến tập đoàn nhãn thanh, anh ta tăng tốc không dám chậm trễ. Bởi vì bây giờ anh ta đã rất gần tập đoàn Nhãn Thanh rồi, chỉ cần đưa Vương Chiến đến tập đoàn Nhãn Thanh là anh ta sẽ được giải thoát. Cùng lúc đó, một chiếc phê tần màu đen từ từ dừng trước cửa tập đoàn Nhãn Thanh chủ tịch. Thấy Dương Thanh bước xuống xe, bảo vệ đứng trước cửa vội vàng chào hỏi. Dương Thanh khẽ gật đầu rồi cất bước vào tập đoàn Nhãn Thanh. Mặc dù anh không hứng thú với chuyện kinh doanh nhưng dù sao tập đoàn Nhãn Thanh cũng là kỷ niệm duy nhất mẹ anh để lại nên có rất nhiều chuyện anh vẫn phải đích thân đi xử lý. Hơn nữa bây giờ vợ mình cũng đang ở tập đoàn Nhãn Thanh, nếu anh có thể làm chút gì đó thì cũng xem như chia sẻ bớt gánh nặng cho Tần Thanh Tâm. Kít, Dương Thanh đang định bước vào tòa nhà của tập đoàn thì nghe tiếng thắng xe rất chói tai, không khí nồng nặc mùi cao su cháy. Anh nhíu mày xoay người nhìn lại thì thấy một chiếc taxi. Đây là khu vực của tập đoàn, ai cho cậu lái xe vào? Hai nhân viên bảo vệ vội vàng tiến lên, cảnh giác hỏi. Trong khu vực của tập đoàn Nhãn Thanh, các phương tiện bên ngoài không được phép vào nhưng chiếc taxi này lại xông thẳng vào. Không liên quan đến tôi, tại ông cụ này. Ông ta bị thương nặng, đã hôn mê rồi, ông ta bảo tôi đưa ông ta đến tập đoàn Nhãn Thanh. Tài xế luống cuống vội vàng giải thích. Cậu nghĩ chúng tôi ngốc à? Ông ta ngất xỉu, cậu không đưa ông ta đến bệnh viện mà đưa đến tập đoàn Nhãn Thanh làm gì? Nhóc con, cậu ngoan ngoãn nói thật đi. Có phải cậu đụng chúng ông già này, định ném ở chỗ chúng tôi rồi tẩu thoát đúng không? hai nhân viên bảo vệ không tin. Không không không, không phải tôi thật mà. Ông ta chủ động yêu cầu bảo tôi đưa ông ta đến tập đoàn Nhãn Thanh. Trên xe tôi có camera, không tin tôi cho các anh xem camera. Tài xế hoảng sợ vội vã nói rồi định lấy camera trong xe ra. ầm ầm ầm, đúng lúc này, vài tiếng động lớn lại vang lên, ba bốn chiếc xe con chạy thẳng vào. Các người là ai mà dám tự tiện xông vào lãnh địa của tập đoàn chúng tôi? hai nhân viên bảo vệ thấy có ba bốn chiếc xe con vọt vào thì vội vàng cầm bộ đàm gọi người đến cút ngay vài tên đô con mặt mày giữ tợn bước xuống xe trong đó có một tên đấm bay bảo vệ rồi đi vòng ra sau xe taxi định đưa vương chiến đi là họ ban nãy họ chạy theo xe tôi mọi chuyện không liên quan gì đến tôi cả lúc này tài xế càng sợ hãi hơn vừa nhìn là biết đám người đô con này không phải người bình thường ban nãy anh ta bị vương chiến ép phải lái xe ở tốc độ tối đa để cắt đuôi đám người này chưa kịp cắt đuôi là đối phương lại đuổi theo. cốt bạch sát tiến lên đấm vài mũi tài xế rồi định quay ra sau bắt vương chiến. hoàng tộc họ long đúng là to gan thật, dám bước vào chỗ của tôi à? khi tay bạch sát mới vừa chạm lên người vương chiến thì một giọng nói cực kỳ lạnh lùng chợt vang lên sau lưng ông ta. giờ phút này bạch sát sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. giọng nói này rất quen bởi vì cách đây không lâu ông ta mới vừa gặp anh trong nhà họ long ở yến đô không chỉ có mình bạch sát mà vài tên cao thủ khác của hoàng tộc họ Long cũng ngạc nhiên, cố gắng quay đầu lại thì thấy một gương mặt cực kỳ quen thuộc, chính là Dương Thanh. Lúc trước, khi ở nhà họ Long của Yến Đô, Mã Siêu đã thể hiện sức chiến đấu thần cảnh sơ kỳ, Dương Thanh càng sâu không lường được, một chiêu thôi đã đánh bại cao thủ thần cảnh sơ kỳ như Vương Chiến. Người thế này đâu phải là người mà đám tép siêu như họ có thể đối phó được. Cậu, cậu Thanh, sao lại là cậu? Bạch sát cố gắng chịu đựng nỗi sợ trong lòng, Run rẩy nhìn Dương Thanh hỏi. Dương Thanh cười mỉa, đây là tập đoàn Nhạn Thanh, ông hỏi sao tôi lại ở đây à? Bây giờ Bạch Sát và đám cao thủ hoàng tộc họ Long mới ý thức được bọn họ đã chạy đến đâu. Xin lỗi cậu Thanh, chúng tôi vô tình xâm phạm nhưng tên Khốn Vương Chiến chạy đến đây, vì bất đắc dĩ nên chúng tôi mới chạy tới. Chúng tôi không để ý đây lại là tập đoàn Nhạn Thanh. Bạch Sát cung kính nói, nhưng cậu yên tâm đi, bây giờ chúng tôi sẽ đưa Vương Chiến đi ngay dứt lời ông ta vung tay lên dẫn đi ông ta vừa dứt lời hai gã cao thủ hoàng tộc họ long xông lên kéo vương chiến ra khỏi xe khi vương chiến bị đưa ra khỏi xe dương thanh mới chợt nhận ra vương chiến mà đối phương đang nhắc đến là ai chỉ là chẳng phải người này tên long chiến à sao tự dưng lại biến thành vương chiến hơn nữa cuối cùng vương chiến bị sao vậy tại sao lại trốn vào tập đoàn nhãn thanh thậm chí cao thủ hoàng tộc họ long còn muốn đưa lão ta đi nhưng những nghi ngờ này chỉ xuất hiện trong trước mắt thôi vì anh đã hiểu tại sao vương chiến lại phải trốn đến tập đoàn nhạn thanh bởi vì hoàng tộc họ long mới đến yến đô vương chiến lại chẳng quen ai ở đây e là chỉ có chạy sang chỗ anh mới có cơ hội giữ được mạng sống làm người của tôi bị thương mà còn dám đưa đi à cao thủ hoàng tộc họ long vừa mới chuẩn bị dẫn vương chiến đi thì nghe dương thanh lạnh lùng hỏi nghe dương thanh nói cao thủ hoàng tộc họ long sợ run người mặt bạch sát trắng bệch Nhìn Dương Thanh nói, "Cậu Thanh, chúng tôi không cố ý làm người của cậu bị thương. Chúng tôi sẵn sàng bồi thường, xin cậu đừng chấp kẻ tiểu nhân, tha cho chúng tôi được đi." Nhóm cao thủ hoàng tộc họ Long do Long Thiên vũ phái tới đều hiểu rõ rằng Dương Thanh có thể dễ dàng giết chết họ. Dù họ có kết hợp lại thì trước mặt Dương Thanh, họ cũng không hề có phần thắng. Dù sao Dương Thanh cũng là người có thể đánh bại cao thủ thần cảnh sơ kỳ chỉ trong nháy mắt ban nãy bọn họ suốt ruột muốn đưa vương chiến đi nên mới làm bảo vệ của tập đoàn nhạn thanh bị thương mà hai nhân viên bảo vệ chỉ bị cao thủ hoàng tộc họ long đấm một cú không hề bị thương nặng khi nghe dương thanh nói họ là người của mình hai người thấy lòng ấm áp như có dòng nước chảy qua bồi thường dương thanh cười mỉa các người nghĩ rằng dương thanh tôi cần chút bồi thường của các người à vậy cậu thanh muốn thế nào bạch sát nhìn dương thanh hỏi để vương chiến lại tôi sẽ thả cho các người đi Dương Thanh đứng khoanh tay, nhìn Bạch Sát với vẻ mặt kiêu ngạo. Nghe Dương Thanh nói, Bạch Sát chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, Dương Thanh đang bảo vệ Vương Chiến à. Nếu Vương Chiến được Dương Thanh giữ lại thật, sợ rằng nếu hoàng tộc họ Long muốn giết Vương Chiến thì sẽ không dễ dàng vậy nữa. Căn cứ theo xích mích của hoàng tộc họ Long và Vương Chiến, chắc chắn sau này, Vương Chiến sẽ không tha cho hoàng tộc họ Long. Xin lỗi, Vương nghe Bạch Sát nói, mắt Dương Thanh lóe sát khí, nhờ mắt nói, nếu tôi không cho ông đưa ông ta đi thì sao mặt bạch sát tái mét các cao thủ khác của hoàng tộc họ long cũng vậy họ cảm thấy một luồng hơi thở đàn áp đang ập về phía họ ngoài bạch sát ra lúc này bốn cao thủ vương cảnh đỉnh phong còn lại đều nghiêm túc nhìn dương thanh mà vài cao thủ vương cảnh hậu kỳ cũng xuất hiện sau lưng dương thanh thực lực của cao thủ đứng đầu đã đạt đến vương cảnh đỉnh phong cậu thanh dù thế nào thì vương chiến cũng là người của hoàng tộc họ long chúng tôi nếu vậy thì cậu không có lý do để ngăn cản chúng tôi đưa vương chiến đi bạch sát bình tĩnh nói tôi nghĩ hẳn là cậu thanh cũng không muốn trở mặt với hoàng tộc họ long đúng không mong cậu đừng nhúng tay vào chuyện nội bộ của hoàng tộc họ long dương thanh đứng khoanh tay mặt hờ hững ông đang dạy tôi phải xử sự thế nào à không dám bạch sát cắn răng nói đối diện với một cao thủ thần cảnh ông ta cảm thấy cực kỳ uất ức muốn dẫn vương chiến đi nhưng lại không dám đối chọi với dương thanh nếu đã không dám thì câm miệng cho tôi hơn nữa các ông làm người của tập đoàn nhạn thanh bị thương bồi thường một tỷ trước đi nếu không hôm nay các ông đừng hòng rời khỏi đây thái độ dương thanh cực kỳ mạnh mẽ nếu người của hoàng tộc họ long chủ động khiêu khích thì không thể trách anh được anh cũng khá thích vương chiến lúc này anh cũng thấy buồn thay cho vương chiến để bảo vệ long thiên vũ thậm chí lão ta còn chấp nhận đánh đổi cả tính mạng nhưng kết quả lại bị cao thủ hoàng tộc họ long đuổi giết trốn đến chỗ của anh nếu hôm nay anh không đến tập đoàn nhạn thanh thì có phải vương chiến đã bị cao thủ của hoàng tộc họ long đưa đi rồi không cậu thanh cậu đừng quá đáng nghe dương thanh nói muốn họ bồi thường một tỷ mặt bạch sát cực kỳ khó chịu thân là người của hoàng tộc họ long dù ông ta đi tới đâu cũng là khách quý đã bao giờ bị người ta bắt chẹt đâu quá đáng dương thanh cười mỉa tôi có thể quá đáng hơn nữa đó các ông có muốn thử không dứt lời dương thanh lại ra lệnh đưa vương chiến sang đây cho tôi dạ nghe lệnh của dương thanh trịnh càn khôn cao thủ vương cảnh đỉnh phong bước lên chuẩn bị đưa vương chiến sang bên này có điều trịnh càn khôn mới vừa bước sang đã bị cao thủ hoàng tộc họ long chặn đường trịnh càn khôn nhíu mày các người định ngăn cản tôi thân đã từng là cao thủ đứng đầu vương tộc họ bạch trước mặt dương thanh trịnh càn khôn rất ngoan ngoãn nhưng trước mặt cao thủ hoàng tộc họ long sao lão ta có thể nhún nhường được ông ta là người điện hạ muốn chúng tôi phải đưa đi bạch sát cắn răng nói bảo bốn cao thủ vương cảnh đỉnh phong bao vây chiếc taxi chở vương chiến. Tài xế sợ run lẩy bẩy, sắp khóc đến nơi rồi, cầu xin, các anh, tôi chỉ là một tài xế nhỏ nhoi thôi, xin các anh thả tôi đi đi mà, được không? Nhưng không ai thèm quan tâm đến anh ta. Vài cao thủ vương cảnh đỉnh phong và vương cảnh hậu kỳ sau lưng Dương Thanh cũng lần lượt tiến lên đứng chung với trịnh càn khôn, rằng co với cao thủ hoàng tộc họ Long. Các người xác định muốn tiếp tục ở lại tập đoàn Nhãn Thanh à mắt dương thanh lóe sát khí, lạnh lùng nhìn cao thủ hoàng tộc họ Long, lạnh lùng nói, chỉ hoãn chuyện kinh doanh của tập đoàn Nhạn Thanh, các người có chắc là các người có thể gánh nổi hậu quả không? Vẻ mặt của nhóm cao thủ hoàng tộc họ Long cực kỳ khó xử. Bọn họ không hề muốn rằng co với Dương Thanh nhưng họ không có lựa chọn nào khác. Nếu Dương Thanh giữ vương chiến lại, chắc chắn hoàng tộc họ Long sẽ không bỏ qua cho họ. Vậy cậu Thanh có nghĩ rằng, nếu cậu làm vậy thì liệu cậu có thể chịu nổi cơn giận của hoàng tộc họ Long không?" Bạch Sát chợt lên tiếng. Bốp, khoảnh khắc Bạch Sát vừa dứt lời, một bóng dáng màu đen xuất hiện. Giây tiếp theo, bàn tay to lớn mạnh mẽ bóp cổ ông ta. Ngay sau đó, người Bạch Sát bay lên không trung. Bạch Sát, cao thủ hoàng tộc họ Long kinh hãi. Lúc này, Dương Thành đang đứng trước mặt Bạch Sát, tay này giơ Bạch Sát lên, ánh mắt nhìn Bạch Sát lạnh lùng giống như đang nhìn một xác chết. Đám người Trịnh Càn Khôn cũng tiến lên, nhìn cao thủ hoàng tộc họ Long như hổ rình mồi, chờ Dương Thanh ra lệnh. Cơn giận của hoàng tộc họ Long, Dương Thanh lạnh lùng nhìn Bạch Sát nói, đến cháu đích tôn của hoàng tộc họ Long còn suýt chút chết trong tay anh em tôi, một cao thủ bán bộ thần cảnh như ông mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt tôi. Bạch Sát bị Dương Thanh bóp cổ, không thể thở nổi, mặt tái mét, yết hầu đau rát làm ông ta có cảm giác sống không bằng chết. Ông ta không dám nghi ngờ, Dương Thanh mạnh tay hơn chút là có thể bẻ gãy cổ mình. Um, cũng may Dương Thanh chưa giết ông ta tiện tay ném một cái bạch sát bay ra vài mét đập mạnh lên đầu xe taxi nhất thời đầu xe taxi như gặp một vụ tai nạn rất nghiêm trọng đầu xe báo hỏng xe xe của tôi tài xế tuyệt vọng đây là chiếc xe anh ta mới mua được nửa năm mà đã hư mất rồi sao bạch sát đập lên đầu xe taxi phun một ngụm máu đen trong nháy mắt võ thuật bán bộ thần cảnh của ông ta đã bị phế cậu cậu phế võ thuật của tôi Bạch Sát há hốc mồm, ông ta là cao thủ bán bộ thần cảnh, dù là chủ của Vương tộc cũng chưa chắc có thể đánh bại ông ta. Nhưng bây giờ ông ta đã bị phế võ thuật, trong một thời gian ngắn ông ta không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này. Bây giờ liên hệ với cháu đích tôn của hoàng tộc họ Long các người, trong vòng 10 phút này chuyển 10 tỷ tiền bồi thường vào tài khoản của tập đoàn Nhạn Thanh. Dương Thanh lạnh nhạt nói, nếu trong vòng 10 phút tôi không thấy số tiền này thì tôi không ngại đến tìm điện hạ của các người đâu. Dứt lời, Dương Thanh dặn trịnh càn khôn, đưa vương chiến đến phòng khám ái dân. Dạ, nhìn bạch sát bị phế võ thuật, đám cao thủ hoàng tộc họ Long kia đâu dám cản trở nữa. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn vương chiến bị đưa đi. Dương Thanh lại nhìn tài xế đang tuyệt vọng, anh lấy một tấm chi phiếu ra viết vài nét rồi đưa cho tài xế. Tôi xin lỗi vì đã làm hỏng xe cậu, đây là tiền bồi thường, cậu xem thử xem có hài lòng không. Tài xế đang tuyệt vọng nghe Dương Thanh nói xong thì vui vẻ lại ngay, nhìn trận đấu ban nãy là biết Dương Thanh không phải người bình thường. Anh ta vội vàng tiến lên nhận chi phiếu, khi thấy một dãy số dài, anh ta ngơ ngác, tay này cầm chi phiếu tay kia chỉ vào số không trên đó, lẩm bẩm rằng, một, 10, một trăm, một nghìn, một triệu, 10 triệu. Đây là 10 triệu hả? Anh cho tôi 10 triệu sao? Tài xế trợn mắt nhìn Dương Thanh như thể không tin nổi. Anh ta đã đếm vài lần, cuối cùng mới xác định đây là tấm chi phiếu 10 triệu. Dương Thanh gật đầu, sao hả? Không muốn à, muốn muốn muốn, tôi muốn, tài xế vội nói, mặt đầy kích động. Ban nãy anh ta còn đau lòng cho chiếc xe yêu dấu đã bị hư, kết quả lại gặp được chuyện may mắn như vậy. Đây là 10 triệu đó, đủ để anh ta mua mấy chục chiếc taxi. Sở dĩ lúc này Long Thiên Vũ cực kỳ phẫn nộ. Vương Chiến bị hắn ta đuổi đi lại bộc phát sức mạnh thần cảnh đã đủ làm hắn ta giàu rồi. Bây giờ đám cấp dưới ngu xuẩn của hắn ta lại đuổi giết Phương Chiến đến tận tập đoàn Nhãn Thanh, còn gặp Dương Thanh. Chẳng phải đang tìm đường chết à, Dương Thanh là cao thủ thần cảnh, đừng nói là đám cấp dưới ngu xuẩn của hắn ta, dù là cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long cũng chưa chắc dám đến tập đoàn Nhãn Thanh tìm Dương Thanh nhỉ. Điện hạ bất giận, cao thủ hoàng tộc họ Long cắn răng nói, Dương Thanh nói chỉ cho ngài 10 phút. Nếu trong 10 phút này không chuyển 10 tỷ đến tài khoản của tập đoàn Nhãn Thanh, cậu ta sẽ đích thân đến tìm ngài. Cái gì, 10 tỷ, sao cậu ta không tự đi cướp luôn đi, dám bảo hoàng tộc họ Long bồi thường cho cậu ta 10 tỷ. Ai cho cậu ta lá gan đó vậy, Long Thiên Vũ càng phẫn nộ hơn, giống vào điện thoại. Sau khi giống xong hắn ta ném điện thoại xuống đất. Dầm, Long Thiên Vũ đẩy mạnh, vài tách trà và những bình rượu vang đắt đỏ trên bàn rơi hết xuống đất. Dương Thanh, mày muốn chết đúng không, mày chán sống thật rồi, mắt Long Thiên Vũ đầy sát khí, nếu có thể, hắn ta muốn băm Dương Thanh ra thành trăm mảnh. Nhưng lúc trước, khi hắn ta đấu với Mã Siêu, sức khỏe hắn ta đã bị ảnh hưởng quá nhiều, hắn ta phải ngồi xe lăn ít nhất nửa tháng. Muốn giết Dương Thanh chỉ có thể nhờ vào cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long. Điện hạ, chúng ta phải đưa 10 tỷ mà Dương Thanh yêu cầu cho cậu ta thật à? Lúc này, một cao thủ bán bộ thần cảnh đi theo Long Thiên Vũ hỏi một cách dè dặt. Ông ta cũng nghe cuộc đối thoại ban nãy. Dương Thanh yêu cầu trong vòng 10 phút Long Thiên Vũ phải gửi 10 tỷ vào tài khoản tập đoàn Nhãn Thanh. Nếu không Dương Thanh sẽ đích thân đến tìm Long Thiên Vũ. Mặc dù hoàng tộc họ Long không sợ Dương Thanh nhưng bây giờ Long Thiên Vũ không có vệ sĩ nào là cao thủ thần cảnh cả. Nếu Dương Thanh đến thật, Long Thiên Vũ sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ nó ông cũng bị ngu à, không muốn chết thì chuyển tiền nhanh lên, Long Thiên Vũ giống lên. Vâng vâng vâng, tôi sẽ liên hệ với hoàng tộc ngay, chuyển khoản cho tập đoàn Nhãn Thanh cấp dưới vội vã nói bản thân ông ta là cao thủ bán bộ thần cảnh không những thế còn là quản gia của long thiên vũ chuyên phụ trách giải quyết những chuyện của long thiên vũ mà long thiên vũ đang nổi giận đùng đùng lại đổi điện thoại mới gọi một cuộc điện thoại bố bố phải báo thù cho con điện thoại vừa kết nối là long thiên vũ bắt đầu cầu xin bố đã biết chuyện của con rồi con cứ yên tâm đi lần này ông nội của con quyết định sẽ phái hai cao thủ thần cảnh đến yến đô giúp con Bố của Long Thiên Vũ lạnh lùng nói, không cần biết là ai nhưng nếu đã dám ức hiếp con trai bố, bố sẽ không tha cho người đó đâu. Cảm ơn bố, Long Thiên Vũ vội nói. Phía bên kia, thành cửu châu, phòng khám ái dân. Trong phòng khám ở trong cùng, một lão già nằm trên giường bệnh. Phùng Tiểu Uyển đang chữa bệnh cho lão ta, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hơi nghiêm túc. Phòng khám ái dân là phòng khám được đặt theo tên thần Y Phùng và cũng là ông nội Phùng Tiểu Uyển, được mở ở thành Cửu Châu người mà cô ta đang châm cứu không phải ai khác mà chính là vương chiến bị cao thủ hoàng tộc họ Long đuổi giết trốn đến tập đoàn Nhãn Thanh. Sau khi vương chiến được đưa đến đây, Phùng Tiểu Huyền bắt đầu cố gắng hết sức châm cứu, kết hợp giữa thuốc, châm cứu và rất nhiều kỹ năng trong y học cổ truyền, cuối cùng Phùng Tiểu Huyền mới rút châm. Phù, Phùng Tiểu Huyền thở phào nhẹ nhõm, chán dịn một lớp mồ hôi mỏng, mặt hơi tái trông cực kỳ mệt mỏi. Hiển nhiên ban nãy khi châm cứu cho vương chiến, cô ta đã tốn rất nhiều sức lực. Tiểu huyền, vương chiến sao rồi? Dương Thanh vội vàng tiến lên hỏi, mặt hơi lo lắng. Phùng tiểu huyền khẽ lắc đầu, nở nụ cười xinh đẹp, anh Thanh, anh yên tâm đi, tính mạng không còn gì đáng lo ngại nữa. Tốt quá, Dương Thanh cũng cực kỳ vui nên cười nói, không hổ là thần y nhỏ được truyền thừa từ thần y phùng, lợi hại thật đó. Anh Thanh, anh đừng khen em. Nếu không nhờ anh giúp em thì sợ là bây giờ em còn đang ở thôn ngô gia kia kìa, không có cơ hội ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Phùng Tiểu Uyển mỉm cười, chân thành nói, chỉ cần có thể giúp anh Thanh là em vui rồi. Dứt lời, Phùng Tiểu Uyển lại nhìn sang Vương Chiến, ánh mắt khá lo lắng, tính mạng thì không sao nhưng sợ là căn cơ võ thuật của ông ta đã bị thương rất nặng, liệu sau này có thể hồi phục hoàn toàn được hay không, chỉ có thể trông chờ vào vận may của ông ta. Tất nhiên Dương Thanh cũng cảm nhận được hơi thở võ thuật của Vương Chiến cực kỳ không ổn định, anh cũng thấy hơi áy náy. Vương Chiến bị như thế này, phần lớn nguyên nhân là vì anh. Lúc trước ở nhà họ Long ở Yến Đô, nếu anh không ra tay phế đi võ thuật của Vương Chiến thì sao Vương Chiến lại thảm hại như thế này được? Tiểu Uyển, thật sự không có cách nào khôi phục nền tảng võ thuật của ông ấy à? Mắt Dương thanh toát lên sự cầu xin. Thân là cao thủ võ thuật, anh rất rõ với người trong giới võ thuật mà nói, nền tảng võ thuật bị ảnh hưởng nặng sẽ làm người luyện võ sốc đến nhường nào. Thậm chí với rất nhiều người, họ sẵn sàng đi chết chứ không muốn trở thành một người vô dụng đã mất võ thuật vương chiến bị cao thủ hoàng tộc họ long đuổi lại quyết định chạy đến tập đoàn nhạn thanh hiển nhiên đã dồn hết mọi hy vọng lên người dương thanh bởi thế dương thanh càng không thể để vương chiến mất võ thuật phùng tiểu huyền nghiêm túc hơn nhìn dương thanh với vẻ kiên quyết cô ta nói anh thanh anh yên tâm đi em sẽ cố gắng hết sức suy nghĩ cách làm thế nào để khôi phục lại nền tảng võ thuật anh tin em dương thanh gật đầu nếu có gì cần anh giúp đỡ thì em phải nói nhé anh thanh anh giúp em tìm một vài loại thuốc cổ truyền trăm năm được không giống như nhân sâm linh chi tuyết liên long diên hương tóm lại chỉ cần hơn trăm tuổi là được phùng tiểu huyền chợt nghĩ đến chuyện gì đó nên vội vàng nói dương thanh trả lời vậy được em cần thuốc gì cứ lên danh sách cho anh đi anh sẽ tìm cách gom giúp em vậy cảm ơn anh thanh mặt phùng tiểu huyền toát lên vẻ kích động thấy phùng tiểu huyền kích động dương thanh hơi khó hiểu nhịn không được hỏi tiểu huyền em cần nhiều loại thuốc hơn trăm tuổi để làm gì vậy? Phùng Tiểu Uyển cười bí ẩn, tạm thời giữ bí mật, đợi em nghiên cứu thành công rồi sẽ báo tin vui cho anh Thanh. Ha ha, được. Vậy anh đợi em báo tin vui nhé. Dương Thanh cười nói. Anh chỉ tò mò thôi chứ không hề có ý định tìm hiểu xem Phùng Tiểu Uyển cần nhiều loại thuốc trăm năm như vậy để làm gì. Đúng lúc này, Vương Chiến đang nằm trên giường bệnh trợt ho khan. Ông tỉnh rồi, Dương Thanh và Phùng Tiểu Uyển vội vàng bước sang mặc dù vương chiến tỉnh rồi nhưng trông rất yếu khi lão ta nhìn thấy dương thanh lão ta biết mình đã được cứu mắt lão ta ánh lên vẻ kích động gắng gượng muốn ngồi dậy cảm ơn nhưng không dậy nổi ông đừng nhúc nhích nằm xuống nhanh lên phùng tiểu huyền vội vàng tiến lên ấn vương chiến xuống giường bệnh ngay tất nhiên dương thanh nhận ra sự cảm kích trong mắt vương chiến cũng hiểu lão ta muốn nói gì anh cười nói cứu ông là việc nhỏ thôi chẳng tốn chút sức nào nên ông không cần phải cảm ơn đâu vương chiến lại chảy nước mắt lúc nhìn dương thanh ánh mắt vẫn cảm kích như cũ chỉ là lão ta bị thương quá nặng không những không ngồi dậy nổi mà còn nói không ra hơi khoảng thời gian tiếp theo ông cứu yên tâm nằm đây nghỉ ngơi tôi đã sắp xếp xong hết rồi trừ phi đích thân long hoàng đến nếu không không ai có thể làm ông bị thương dương thanh lại nói lúc này tâm trạng của vương chiến đã bình tĩnh trở lại không nhúc nhích và cũng không nói được nhưng thông qua ánh mắt của lão ta có thể thấy vương chiến đang biết ơn Dương Thanh đến nhường nào. Tiểu Uyển, sao vương chiến lại không nói chuyện được? An ủi vương chiến xong, sau khi Dương Thanh và Phùng Tiểu Uyển ra ngoài, anh mới lên tiếng hỏi. Phùng Tiểu Uyển cũng khá khó hiểu, cô ta lắc đầu, em cũng không biết là tại sao nữa, nhưng anh Thanh cứ yên tâm đi. Em sẽ cố gắng hết sức tìm cách chữa trị cho vương chiến. Ừm. Dương Thanh gật đầu, sau khi nói thêm vài câu với Phùng Tiểu Uyển, anh mới rời khỏi phòng khám ái dân. Tập đoàn Nhạn Thanh và phòng khám ái dân đều ở thành Cửu Châu, không xa nhau lắm, chỉ cách nhau một con đường nên Dương Thanh về tập đoàn Nhạn Thanh. Bây giờ dự án thành Cửu Châu đã hoàn toàn khởi công, dự án thành Cửu Châu ở Yến Đô Đang đã được xem như hoàn thành, chỉ còn phần phủ xanh cuối cùng. Sau khi phủ xanh xong, thành Cửu Châu ở Yến Đô xem như đã hoàn thành, các dự án ở 8 châu vực khác cũng đang trong quá trình thi công, chắc chắn có thể hoàn thành trong vòng 2 năm. Chủ tịch, cậu tìm tôi. Trong văn phòng chủ tịch, Lạc Bân gõ cửa bước vào. Dương Thanh hỏi, tôi cần một nhóm các loại dược liệu cổ truyền hơn trăm năm tuổi, ông tìm giúp tôi được không? Lạc Bân hơi ngạc nhiên, chủ tịch, cậu cần dược liệu cổ truyền làm gì? Chẳng lẽ cậu định đầu tư vào lĩnh vực quân y? Dương Thanh cười lắc đầu, tiểu Uyển cần. Lúc trước Phùng Tiểu Uyển vừa đến tập đoàn Nhạn Thanh, Lạc Bân dẫn cô ta đi chọn vị trí để mở phòng khám nên Lạc Bân còn nhớ rõ Phùng Tiểu Uyển. Thì ra là Tiểu Uyển cần. Lạc Bân gật đầu, sau khi im lặng một lúc mới nói vậy thì được tôi sẽ vận dụng các mối quan hệ tìm cách vơ vét dược liệu cổ truyền trăm năm trên toàn thế giới chủ tịch tìm được bao nhiêu thì tìm đúng không lạc bân chợt hỏi dương thanh gật đầu đúng vậy có bao nhiêu lấy bấy nhiêu phùng tiểu huyền không nói cô ta cần bao nhiêu nhưng nếu đã không nói thì chắc chắn càng nhiều càng tốt lạc bân nói được vậy bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp ngay có lạc bân ra tay dương thanh rất yên tâm nói không chừng trong hôm nay thôi là có thể tìm được một vài dược liệu cổ truyền trăm năm quả nhiên chưa hôm đó phòng khám ái dân nhận được một phần dược liệu cổ truyền trăm năm tốt quá phùng tiểu huyền thấy nhiều dược liệu cổ truyền như vậy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rất kích động giống như trong mắt cô ta số dược liệu cổ truyền quý báu này còn quý hơn đồ trang điểm và túi sách đắt đỏ nữa đương nhiên phùng tiểu huyền không cần dùng những thứ đó để tô vẽ cho chính mình chú lạc cảm ơn chú cảm ơn chú nhiều lắm. Lạc Bân đích thân đi đưa dược liệu cổ truyền nên Phùng Tiểu Uyển kích động nói. Lạc Bân chưa kết hôn, Dương Thanh xem Phùng Tiểu Uyển như em gái mà mỗi lần Phùng Tiểu Uyển gặp ông ta đều cực kỳ lễ phép nên ông ta có cảm giác đặc biệt, cảm giác như Phùng Tiểu Uyển là con gái mình vậy. Tiểu Uyển, đừng khách sáo với chú, hơn nữa số dược liệu này là do chủ tịch ra lệnh chú tìm nên nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn chủ tịch kia. Lạc Bân cười nói. Phùng Tiểu Uyển chân thành nói, cháu cũng muốn cảm ơn anh Thanh nhưng cháu biết để tìm số dược liệu này, chú Lạc đã tốn rất nhiều công sức nên cháu thật lòng cảm ơn chú. Được rồi, đừng khách sáo với chú nữa. Tiểu Huyền xem thử số dược liệu này đã đủ chưa, nếu chưa thì chú tìm tiếp nhé. Lạc Bân cười hỏi, nào ngờ Phùng Tiểu Huyền lại gật đầu thật, nghiêm túc nói, cần, có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Lạc Bân hơi ngơ ngác, tổng giá trị số dược liệu ông ta mang đến khoảng mấy trăm triệu nếu không phải dương thanh có tiền thì đúng là không thể mua nhiều thế được không ngờ phùng tiểu uyển lại nói có bao nhiêu lấy bấy nhiêu phùng tiểu uyển chợt ý thức được chuyện gì đó đỏ mặt cẩn thận hỏi chú lạc để lấy được số dược liệu này có phải là đã tốn rất nhiều tiền rồi không hả lạc bân ngây người rồi sực tỉnh bỗng nhớ dương thanh đã từng nói với ông ta rằng phùng tiểu uyển lớn lên ở nông thôn tự lên núi hái dược liệu không biết nhiều chuyện của thế giới bên ngoài nghĩ đến đây Lạc Bân cười, vội nói, dược liệu này miễn phí hết đó, với địa vị của chủ tịch, rất nhiều người suy nghĩ nổ não muốn tặng quà xịn cho chủ tịch, đống dược liệu này miễn phí cả đấy. Thật hả? Phùng Tiểu Uyển nghi ngờ. Thật mà, thật trăm phần trăm. Lạc Bân vội vàng nói. Phùng Tiểu Uyển cũng không hỏi thêm, bỗng thấy trên cánh tay của Lạc Bân có một vết sẹo, hình như là bị bỏng, hẳn là vết thương đã lâu lắm rồi. Tiểu Uyển, nếu không có chuyện gì nữa thì chú đi trước đây chú tìm giúp cháu tiếp, Lạc Bân nói rồi định đi. Chú Lạc, chú đợi chút. Phùng Tiểu Uyển nói xong chạy vội vào phòng dược cầm một chiếc bình xứ màu trắng ra. Chú Lạc, đây là thuốc mỡ trị sẹo mà cháu mới nghiên cứu ra. Nếu kiên trì sử dụng thì vết sẹo trên cánh tay của chú sẽ có kết quả tốt đó. Phùng Tiểu Uyển đưa bình xứ. Vậy cảm ơn Tiểu Uyển nhé. Lạc Bân cười nói, bây giờ ông ta không thể nào ngờ bình thuốc mỡ này sẽ mang đến cho tập đoàn nhạn thanh lợi nhuận lớn đến nhường nào. Đến tối sau khi tăng ca về nhà xong, đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, Lạc Bân tắm rửa xong xuôi chuẩn bị đi ngủ. Nhưng bỗng nhiên thấy bình xứ màu trắng đặt trên đầu giường, ông ta chợt nhớ đây là bình thuốc Phùng Tiểu Uyển đưa. Nhớ đến Phùng Tiểu Uyển, Lạc Bân cười khẽ, lẩm bẩm, nếu mình có đứa con gái như Tiểu Uyển thì tốt biết bao. Nói xong ông ta cầm bình xứ trắng, Lấy thuốc mỡ trong bình ra bôi lên vết sẹo trên cánh tay. Mới bôi lên đã thấy hơi mát lạnh, rất sảng khoái. Lạc Bân vốn đã mệt mỏi suốt một ngày trời, nằm lên giường, thoáng chốc đã chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, ông ta dậy sớm vệ sinh cá nhân theo thường lệ nhưng khi nhìn đến cánh tay mình, vết sẹo vốn rất rõ nay chỉ còn một ít dấu vết mờ mờ, ông ta ngỡ ngàng. Trời ơi, vết sẹo bị bỏng mười mấy năm về trước của mình đã lặn rồi. Là, là thuốc lạc bân quá kích động nên giọng run rẩy phùng tiểu huyền nhận được điện thoại cũng khó hiểu không biết sao mới sáng sớm mà lạc bân đã đòi gặp mình nhưng cô ta vẫn nói chú lạc cháu sắp đến phòng khám ái dân rồi hay là chú nói cho cháu biết chú đang ở đâu đi cháu sang đó tìm chú nhé trời còn sớm phùng tiểu huyền có thói quen dậy sớm vương chiến còn đang ở phòng khám nên cô ta định sang đó xem thử không cần đâu bây giờ chú sẽ sang tìm cháu ngay lạc bân nói xong Phùng Tiểu Uyển chưa kịp cúp máy thì ông ta đã cúp trước. Ban nãy vệ sinh cá nhân, ông ta chỉ đánh răng, rửa tay, chưa kịp rửa mặt, mặt đầy dầu, tóc cũng rối bời. Ông ta vội vã mặc quần áo, không kịp bẻ cổ áo, trông cứ hệt như một kẻ lang thang đầu bù tóc rối chứ đâu phải tổng giám đốc của một doanh nghiệp lớn. Trạng đường vốn dĩ cần nửa tiếng đồng hồ nay Lạc Bân chỉ chạy 15 phút là đến phòng khám. Tiểu Uyển, Tiểu Uyển, mới vừa xuống xe, Lạc Bân đã hô to. Chú Lạc, cháu ở đây. Phùng Tiểu Uyển nghe giọng Lạc Bân, vội chạy ra ngoài phòng khám thì thấy Lạc Bân đầu bù tóc rối nhưng dáng vẻ lại vô cùng kích động, bước vào phòng khám. Chú Lạc, chú sao thế? Có chuyện gì gấp hả? Nhìn Lạc Bân như vậy, Phùng Tiểu Uyển thấy hơi buồn cười, ngạc nhiên hỏi. Tiểu Uyển, cháu nhìn đi, nhìn đi nhìn đi. Lạc Bân giơ tay phải ra, sắn tay áo lên để lộ vết sẹo mấy người mấy năm của mình. Lúc này vết sẹo chỉ còn dấu mờ mờ, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra nơi này đã từng có vết sẹo. Lạc Bân là một người cực kỳ chú trọng hình tượng, không ai biết vì chỉ vết sẹo này, ông ta đã tốn biết bao nhiêu công sức nhưng không hề có chút hiệu quả nào. Nhưng Phùng Tiểu Huyền chỉ đưa cho ông ta một lọ thuốc mỡ tự chế, chỉ dùng một đêm mà dường như vết sẹo đã biến mất. Có thể hiểu bây giờ Lạc Bân đang kích động đến nhường nào. Chúc Lạc, cánh tay chú có bị gì đâu, cháu còn tưởng thuốc mỡ cháu đưa cho chú làm cánh tay chú bị gì. Phùng Tiểu Uyển cười nói. Ý chú không phải vậy, chú muốn nói là tối qua chú chỉ dùng một lần mà vết sẹo mười mấy năm đã gần như biến mất, có thể nửa ngày nữa thôi những dấu vết cuối cùng của vết sẹo cũng sẽ biến mất. Lạc Bân kích động nói. Bây giờ Phùng Tiểu Uyển mới hiểu Lạc Bân kích động vì chuyện gì, thì ra là vì hiệu quả của thuốc mỡ mình đưa quá rõ rệt. Tiểu Uyển, cháu đúng là thiên tài, chú già thế rồi mà lần đầu tiên thấy thần y giỏi giang như cháu. Với năng lực của cháu, sợ rằng khắp chiêu châu này không ai có thể sánh bằng đúng không lạc bân thoải mái khen phùng tiểu uyển phùng tiểu uyển hơi ngại ngùng cô ta cười nói lúc trước cháu ở thôn rảnh rỗi không có chuyện gì làm tiện tay chế tạo ít thuốc mỡ cảm thấy có tác dụng nên chỉ làm một ít thuốc mỡ lạc bân cực kỳ kinh hãi thì ra là rảnh rỗi không có gì làm tiện tay chế tạo mà lại có thể chế tạo ra thuốc mỡ tuyệt vời đến vậy vậy đám giáo sư tiến sĩ đứng đầu giới y học đó phải sống thế nào đây Đám chuyên gia đứng đầu đó năm nào cũng ở trong phòng thí nghiệm tiêu hết một đống tiền, chỉ sợ rằng thuốc nghiên cứu ra lại thua xa thuốc mỡ do Phùng Tiểu Uyển chế tạo nhỉ. Lúc này, khi Lạc Bân nhìn Phùng Tiểu Uyển, ánh mắt này không những yêu thương mà còn giống như đang nhìn một cái kho tiền di động. Dường như ông ta có thể tưởng tượng được khi thuốc mỡ này được sản xuất quy mô lớn thì sẽ làm thế giới bùng nổ đến nhường nào. "Tiểu Uyển, e là thuốc mỡ này sẽ cần những dược liệu cực kỳ quý báu nhỉ?" Lạc Bân chợt hỏi. Phùng Tiểu Uyển suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, cười nói, không đắt chút nào, cháu mua dược liệu của thầy thuốc già trong thôn, bình thuốc mỡ mà cháu cho chú chắc khoảng một tệ đó. Một tệ, Lạc Bân tròn mắt nhìn, một tệ nhưng dù có bán với giá trên trời là một triệu thì chắc cũng sẽ có người mua nhỉ. Phùng Tiểu Uyển lại suy nghĩ rồi mới xác định lại rằng, hẳn là không đến một tệ, cháu mua dược liệu hết 23 tệ nhưng làm 28 lọ, tính ra. Chỉ thấy Phùng Tiểu Uyển giơ ngón tay lên, thoáng chốc nói, nói một cách chính xác thì 0,82 tệ. Lạc Bân chợt có cảm giác như đang nằm mơ, chỉ với 0,82 tệ mà có thể chế tạo ra một lọ thuốc mỡ tuyệt vời đến vậy. Căn cứ theo năng lực của tập đoàn nhạn Thanh, nếu mua dược liệu quy mô lớn thì giá thành của một lọ sẽ rơi vào khoảng 0,5 tệ. Nhưng một khi tung loại thuốc mỡ này ra thị trường thì tuyệt đối có thể đánh bại tất cả thuốc mỡ trị sẹo trên thị trường. Dù bán ra với giá 99 tệ thì người bình thường cũng sử dụng được. Ông ta có thể tưởng tượng được rằng một khi thuốc mỡ được sản xuất số lượng lớn, mọi người sẽ tranh nhau mua đến sứt đầu mẻ chán. Lúc này, thậm chí lạc bân còn tưởng tượng mình phải làm gì để khống chế tình hình khi lượng người mua hàng bùng nổ. Chú lạc, còn chuyện gì nữa không ạ? À? Phùng Tiểu Uyển thấy một lúc lâu lạc bân không nói gì nên hỏi Tiểu Uyển, chú lạc hỏi cháu, nếu nói tập đoàn Nhạn Thanh muốn sản xuất sản xuất loại thuốc mỡ này quy mô lớn thì cháu có chịu đưa cách điều chế thuốc này không? Lạc Bân nghiêm túc nói, sau đó vội vàng bổ sung, đương nhiên nếu như cháu đồng ý, chú sẽ xin ý kiến của chủ tịch, đồng thời hứa sẽ chia cho cháu không dưới 20% lợi nhuận. Nghe Lạc Bân nói, Phùng Tiểu Uyển cười khẽ, đi thẳng sang bên cạnh cầm giấy viết. Chưa đầy 2 phút đã liệt kê ra đơn thuốc bao gồm hơn 20 loại dược liệu. Chú Lạc, đây là đơn thuốc của thuốc mỡ. Nếu tập đoàn nhãn thanh cần thì mọi người cứ cầm mà dùng là được, không cần chia lợi nhuận gì đó cho cháu đâu. Phùng Tiểu Uyển tươi cười nói, cháu được như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của anh Thanh, ngay cả phòng khám này cũng do anh Thanh mở giúp cháu. Hơn nữa, cháu đã lên mạng tra số dược liệu mà hôm qua chú mang đến cho cháu rồi. Số dược liệu gió cực kỳ quý giá, món nào cũng vài triệu. Hôm qua chú đã tốn vài trăm triệu mua dược liệu cho cháu. Cháu Lạc Bân thật sự rất kích động và biết ơn vì Phùng Tiểu Uyển đã tin tưởng mình. Ông ta biết phương thuốc này có giá trị lớn đến nhường nào, nếu đem đi đấu giá thì chắc chắn sẽ bán được với cái giá lên đến hàng tỷ, thậm chí còn cao hơn. Sở dĩ một số sản phẩm thuốc hiện nay đắt tiền như vậy đa phần là do phải trả cho việc nghiên cứu, ngoài ra thành phần để làm thuốc cũng tiêu tốn một chi phí nhất định. Mà có phương thuốc của Phùng Tiểu Uyển trong tay thì không khác gì giảm được một số tiền nghiên cứu khổng lồ, chỉ cần dựa theo để làm là có thể sản xuất với số lượng lớn rồi. Tiểu Uyển, cháu chờ ở đây, chú sẽ đi báo cáo chuyện này với chủ tịch, còn chia lợi nhuận thế nào thì bàn sau nhé nói rồi Lạc Bân vội vàng cầm phương thuốc rời khỏi đây. Phùng Tiểu Huyền lắc đầu cười trừ, xoay người vào phòng khám. Phòng khám ái dân chỉ mới mở vài ngày nên chưa được nhiều người biết đến, nhưng mỗi ngày cô ta đều đến thật sớm, có bệnh nhân thì chữa trị, không có thì tự nghiên cứu chế tạo thuốc. Ngày qua ngày rất thoải mái, dường như không có gì khác biệt so với cuộc sống trước đây ở thôn Ngô Gia. Sau khi rời khỏi phòng khám ái dân, Lạc Bân đi đến dinh thự Vân Phong, còn lâu lắm mới đến giờ đi làm nên chắc chắn dương thanh chưa đến công ty ông ta vô cùng háo hức muốn gặp anh để báo cáo về thuốc mỡ này chẳng mấy chốc đã đến nơi sếp lạc sao chú lại đến đây người ra mở cửa là tần y cô ta rất kinh ngạc khi nhìn thấy lạc bân sếp tần chủ tịch có ở nhà không ông ta vội vàng hỏi trên mặt đầy vẻ kích động tần y chỉ về phía nhà bếp dương thanh đang mặc tạp dề mang bữa sáng đến phòng ăn xếp lạc đương nhiên anh cũng nhìn thấy lạc bân và giật mình như tần y giờ phút này lạc bân tóc tai bù xù mặt thì nhem nhuốc dáng vẻ hấp ta hấp tấp nếu vẻ mặt của ông ta không phải là kích động thì dương thanh còn nghĩ rằng tập đoàn nhạn thanh đã xảy ra chuyện chủ tịch cậu nhìn cánh tay của tôi này lạc bân chạy đến bên cạnh anh vén tay áo lên để lộ vết sẹo do bị phỏng tần y tò mò nhìn cánh tay của ông ta nghi ngờ hỏi xếp lạc chú sao thế ạ à? tay chú có vấn đề gì sao dương thanh cũng ngẩn ngơ không biết lạc bân đang làm gì ông ta nói với tần y cô nhìn kỹ lại xem có thấy sẹo không ơ ờ, chỗ này là vết sẹo bị phỏng của chú đây mà sao chỉ còn một dấu đỏ nhỏ thôi rốt cuộc cô ta đã phát hiện ra điểm kỳ lạ kinh ngạc thốt lên cháu nhớ hôm qua vết sẹo trên tay chú vẫn còn sao mới qua một ngày đã mở rồi xếp lạc cho cháu biết chú đã đi trị sẹo ở đâu đi lúc nhỏ cháu bị ngã gãy chân đầu gối còn để lại sẹo rõ lắm mùa hè còn không dám mặc váy ngắn nữa. Nghe Tần Y nói vậy, Dương Thanh mới sực nhớ ra trên cánh tay của Lạc Bân đúng là có một vết sẹo do bị bỏng nặng. Vì rất lớn nên vết sẹo vô cùng nổi bật trên cánh tay phải của ông ta. Giờ nhìn lại, quả là nó đã biến mất rồi. Tôi không đi spa trị sẹo nào cả, chỉ dùng thuốc mỡ này thôi. Lạc Bân kích động lấy một chiếc lọ sứ ra, đó là thuốc mỡ mà hôm qua Phùng Tiểu Uyển đã cho. Thơm quá, Tần Y nhận lấy lọ sứ, vừa mở nắp đã ngửi thấy mùi thuốc thơm nồng. Xếp lạc, đừng nói với cháu là chú dùng bình thuốc này nên vết sẹo mới hết chỉ trong một ngày đấy chứ. Tần y cười hỏi như đang đùa. Nào ngờ lạc bân lại gật đầu, phấn khởi đáp, chính xác hơn thì tôi chỉ mới dùng một lần thôi, tối hôm qua tắm xong tôi thoa một ít lên. Sáng nay vệ sinh cá nhân mới phát hiện ra vết sẹo theo tôi mười mấy năm biến mất rồi. Đây đúng là thuốc thần, chỉ dùng một lần, qua một buổi tối thôi mà lại có công dụng như thế, quá thần kỳ. Chủ tịch, tôi đề xuất mở một công ty y dược để sản xuất số lượng lớn riêng loại thuốc mỡ này. Chúng ta không phải mất chi phí nghiên cứu đâu, nếu sản xuất quy mô lớn rồi thông qua truyền thông để quảng bá thì nhất định có thể gây chấn động toàn cầu rồi. Lúc đó, giá cổ phiếu của tập đoàn Nhạn Thanh chắc chắn sẽ tăng gấp mấy lần. Lạc Bân vui mừng khôn xiết, khuôn mặt không giấu nỗi vẻ hào hứng. Đến lúc này, Dương Thanh mới nhận ra tại sao mới sáng sớm Lạc Bân lại chạy tới Dinh Thự Vân Phong tìm mình trong dáng vẻ nhếch nhác như thế, thì ra là vì chuyện này. Có điều, hình như ông ta hơi khoa trương quá rồi. Anh hơi nghi ngờ, chỉ bôi thuốc buổi tối một lần mà có thể xóa đi vết sẹo đã tồn tại mười mấy năm sao. Sao có thể, xếp lạc, chú đang đùa đúng không ạ? Tần y ngạc nhiên nói, cháu chưa bao giờ nghe nói có loại thuốc nào mang lại hiệu quả nhanh như vậy. Nếu thần kỳ như chú nói thật thì chỉ dựa vào nó đã đủ để vang danh thế giới rồi. Đặc biệt là hầu hết phụ nữ sẽ tranh nhau mua loại thuốc này, nhiều người vì sinh mổ mà để lại vết sẹo trên bụng rất lớn. Chỉ nói đến phương diện phụ nữ mang thai thôi đã là một khoản lợi nhuận khổng lồ rồi. Lạc Bân sốt ruột nói, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Ông ta nôn nóng thuyết phục Dương Thanh, "Chủ tịch, tôi nói đúng 100% hết đấy." Lọ thuốc này Tiểu Uyển đưa cho tôi dùng, chính mắt tôi thấy được công dụng thần kỳ của nó nên mới đến tìm cậu đây." "Ông nói lọ thuốc này do Tiểu Uyển đưa sao?" Ban đầu Dương Thanh còn hơi nghi ngờ nghe thấy loại thuốc mỡ này là của phùng tiểu huyền thì lập tức hiểu ra đồng thời nét mặt anh cũng hiện lên sự kích động phát triển tập đoàn nhạn thành trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới luôn là mục tiêu của anh nếu loại thuốc này thật sự có công dụng mạnh mẽ đến vậy thì nó hoàn toàn có thể quét sạch tất cả thuốc trừ sẹo nổi tiếng trên thế giới có lẽ một số công ty spa chuyên về thuốc trị sẹo sẽ phải đóng cửa lạc bân vội vã gật đầu lấy một tờ giấy nhăn nhúm ra đưa cho dương thanh nói đây là phương thuốc tiểu huyền cho tôi Chủ tịch, bây giờ có thành phần rồi, chúng ta chỉ cần làm các thủ tục liên quan là có thể thành lập công ty và sản xuất với số lượng lớn." Sự cuồng nhiệt dâng lên trong mắt Dương Thanh, anh lập tức quyết định, "Được, cứ vậy đi, tôi cho ông 10 tỷ để làm dự án này, không đủ cứ nói với tôi." "Hôm qua anh mới anh rể, anh thật sự tính chi 10 tỷ để lập một công ty y dược ạ?" À? Hồi lâu sau, Tần Y mới lấy lại tinh thần, nhìn Dương Thanh rồi hỏi. Dương Thanh mỉm cười, "Có vấn đề gì không?" Tần Y lắc đầu đúng lúc này, tần thanh tâm dắt tiêu tiêu đi ra, cô ta vội vã chạy tới nói, chị, chị biết không, chồng chị lại muốn vung 10 tỷ ra kia. Tần thanh tâm nãy giờ vẫn ở trong phòng trải đầu cho tiêu tiêu, không biết lạc bân vừa tới, nghe tần y nói thế thì có vẻ hoang mang. Dương thanh cười nói, vừa rồi xếp lạc có tới, tiểu huyền đưa cho ông ấy một hộp thuốc mỡ có thể giúp xóa sẹo. Đợi Dương thanh giải thích xong, tần thanh tâm mới hiểu đầu đuôi câu chuyện, cô cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhìn anh và nói, chồng à, chuyện này chắc không có vấn đề gì chứ. Trước giờ em chưa từng nghe nói đến loại thuốc mỡ gì mà chỉ bôi một lần là hết sẹo. Dương Thanh lại cười cười, thật hay không thì chúng ta tự thử là biết ngay thôi, đúng không? Dứt lời, Dương Thanh cầm hộp thuốc mỡ lạc bân để lại, quan sát một chút lại cười cười nhìn sang tần y, y y à, anh nhớ là vừa rồi em có nói, lúc nhỏ em bị ngã, chân còn để lại vết sẹo, có muốn thử chút không? Tần y vốn đang hào hứng muốn thử, Dương Thanh vừa nói vậy, cô ta lập tức không còn do dự gì, vén quần, để lộ vết sẹo trên đầu gối. Dễ chịu thật, tần y vừa mới bôi một lớp thuốc mỡ lên vết sẹo, lập tức kêu lên, vẻ mặt rất thoải mái. Thôi được rồi, em kéo quần xuống đi đã, dù có hiệu quả nhanh mấy thì cũng không thể làm mất vết sẹo ngay đâu, đợi tối nay em tan làm về nhà rồi cùng xem hiệu quả thế nào. Tần thanh tâm nói, tần y thè lưỡi với cô, cười cười đi ăn điểm tâm. Cả nhà ngồi quân quần bên nhau ăn điểm tâm, một bức tranh thật hạnh phúc. chân của tần đại dũng đã được phùng tiểu uyển điều trị, hôm nay đã có thể đứng lên, phòng chừng chỉ một tuần sau là hoàn toàn bình phục. ăn sáng xong, ai nấy đều tất bật với việc của mình, người đi làm, người đi học, chỉ còn một mình tần đại dũng ở nhà. trên tầng cao nhất của toàn nhà thuộc tập đoàn nhạn thanh, trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn mã siêu đi tới, sắc mặt căng thẳng, nhìn dương thanh, anh thanh sát thủ của hồng trần đã vào yến đô. Hồng Trần, nghe thấy cái tên quen thuộc này, Dương Thanh thoáng nheo mắt, một tia sáng lạnh lẽ lên nơi đáy mắt anh rồi nhanh chóng biến mất. Anh hỏi, lần này lại nhầm vào tôi à? Mã siêu lắc đầu, tạm thời chưa rõ, có điều người của chúng ta đã khóa được tung tích của bọn họ, có thể tấn công bất cứ lúc nào. Lần này, bên đó phái ra hai sát thủ, thực lực đều ở cảnh giới bán bộ thần cảnh. Cũng là người thuộc hàng ba sát thủ chủ chốt của Hồng Trần như Simon. Nghe đồn hai người này mà kết hợp với nhau thì có thể bộc phát sức chiến đấu cấp bậc thần cảnh dương thanh cười lạnh một tiếng hồng trần thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ còn dám phái sát thủ tới đây đã vậy thì khỏi cần khách sáo gì giết đi vâng mã siêu lập tức đáp anh ta tới báo cáo với dương thanh là để đợi mệnh lệnh của dương thanh dù sao hồng trần cũng là một tổ chức sát thủ đứng đầu thế giới nếu thật sự bị diệt sạch sợ rằng sẽ có ảnh hưởng rất lớn hơn nữa không ai có thể bảo đảm Hồng Trần không có sát thủ mạnh hơn. Đối với Hồng Trần, Dương Thanh chẳng mấy lưu ý. Dựa vào thực lực hiện nay của Mã Siêu, sau khi sức chiến đấu được phá giải phong ấn, cảnh giới của anh ta đã tăng lên ngang hàng cao thủ thần cảnh trung kỳ. Dù hai sát thủ chủ chốt của Hồng Trần liên kết lại, đẩy năng lực lên cảnh giới thần cảnh sơ kỳ thì cũng không thể là đối thủ của Mã Siêu. Cùng lúc đó, tại sân bay quốc tế Yến Đô, một chiếc máy bay tư nhân từ từ hạ cánh, hai ông già mặc đồ truyền thống bước ra khỏi máy bay. Đây là Yến Đô, một ông già trông trắng kiện, cặp mắt chim ưng đầy vẻ kiêu ngạo lên tiếng hỏi. Ông già còn lại thoạt nhìn ôn hòa hơn, nghe vậy bèn cười ha hà nói, ông đừng có xem thường Yến Đô nho nhỏ này. Cái người của trăm năm trước ấy có xuất thân từ đế thôn của Yến Đô đó, trước đấy Yến Đô đúng là nơi không đáng nhắc tới, nhưng Yến Đô của ngày nay, có một nơi như đế thôn thì lại thành không đơn giản rồi. Không nhắc tới chuyện người của trăm năm trước thì gần đây Yến Đô cũng có một người trẻ tuổi, đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của hoàng tộc họ Long. Hừ, chẳng qua chỉ là một thằng nhãi con có chút xíu thiên phú võ thuật mà đã ngông nghênh cuồng vọng thôi, không đáng nhắc tới. Ông chớ xem thường cậu thanh niên này, Long Hoàng từng nói, người thanh niên này rất có khả năng chính là vị chiến thần bảo vệ biên giới phía bắc trong lời đồn kia đó. Chúng ta cứ đến chỗ điện hạ trước đã, chấm, hai ông già kia vừa nói chuyện vừa rời khỏi sân bay. Hiển nhiên, đây là hai vị cao thủ thần cảnh do hoàng tộc họ Long phái tới ông càn ông khôn nơi ở của long thiên vũ đang nghênh đón hai vị cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ long điện hạ long càn và long khôn vội đáp lời mặc dù bọn họ là hai trong số năm cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ long nhưng trước mặt long thiên vũ vẫn phải cư xử đúng lễ nghĩa bởi vì chưa biết trường long thiên vũ sẽ thành long hoàng trong tương lai bọn họ chỉ là những cao thủ hàng đầu của hoàng tộc được ban họ long mà thôi nhà họ long ở yến đô này đúng là to gan lớn mật Điện hạ tới đây rồi mà vẫn dám chiếm lấy nhà họ Long." Long Càn nói, mặt lộ vẻ tức giận. Long Khôn cũng lên tiếng, "Điện hạ, nếu nhà họ Long đã vô lễ thế, chỉ bằng để tôi tới đó một chuyến, lấy đầu Long đằng về đây." Long Thiên Vũ lắc đầu, đáy mắt tràn đầy ý muốn giết người, nghiến răng nói, "Một nhà họ Long còn con mà thôi, giờ tạm thời tha cho bọn chúng một lần, nhưng có một người này, tôi không thể bỏ qua." "Dương Thanh ạ," à, Long Càn hỏi. "Trước khi tới, lão ta cũng đã biết" Long Thiên Vũ bị đẩy đến tình trạng này đều do một thanh niên tên là Dương Thanh gây ra. Nghe nói một người anh em của Dương Thanh đã cưỡng ép nâng cảnh giới võ thuật, đánh bại Long Thiên Vũ. Đúng thế, chính là tên khốn này, tôi muốn cậu ta sống không bằng chết. Long Thiên Vũ nghiến răng nói, ngoài Dương Thanh còn một thằng là Mã Siêu, cậu ta cũng phải chết. Bất kể Dương Thanh hay Mã Siêu, bây giờ đều đã thành tâm ma của Long Thiên Vũ. Trừ khi hắn ta tự tay giết chết hai người này, bằng không tâm ma đó không thể diệt sạch được. Lúc Long Thiên Vũ giao đấu với Mã Siêu, tuy không phân thắng bại nhưng hắn ta biết mình đã thua rồi, bởi vì hắn ta đã dùng thứ thuốc mà hoàng tộc họ Long lấy được từ gia tộc cổ võ. Còn Mã nghe Long Khôn nói thế, mặt Long Thiên Vũ lập tức cứng đờ, không phải hắn ta chưa từng nghĩ đến chuyện này, hắn ta chỉ không muốn tin vào điều đó. Hôm nay, ngay cả cao thủ của hoàng tộc họ Long cũng nói như vậy khiến hắn ta càng cảm thấy suy đoán của mình là thật rồi long khôn có phải ông đã cẩn thận quá mức rồi không chẳng phải đó chỉ là một thằng danh chưa đầy ba chục tuổi đầu sao long càn ngạo nghễ nói dù cậu ta có mạnh đến đâu thì cùng lắm cũng chỉ là cao thủ thần cảnh sơ kỳ thôi ông đừng quên hai chúng ta đều là cao thủ thần cảnh trung kỳ rồi tôi không tin hai cao thủ thần cảnh trung kỳ liên hợp lại mà còn không giết được một tên nhóc mới bước chân vào cảnh giới thần cảnh long khôn lắc đầu long càn ông đừng có khinh thường chiến thần bảo vệ biên giới phía bắc Nghe đồn, ngay cả thủ lĩnh nước địch cũng tán thưởng cậu ta là một người có thể địch nửa quốc gia. Không chỉ có thế, ở biên giới phía bắc, cậu ta còn tạo ra vô số huyền thoại, ngay cả những cao thủ hàng đầu của các hoàng tộc như chúng ta cũng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu như cậu ta đâu. Chín vị vương ở biên giới phía bắc, cấp dưới của cậu ta đều là những cao thủ có thiên phú xuất chúng, không người nào đạt tới cảnh giới bán bộ thần cảnh nhưng sau khi phá giải phong ấn, sức chiến đấu của mỗi người đều có thể ngang ngửa cao thủ bán bộ thần cảnh. Ông nói xem một thiên tài võ thuật như cậu ta chẳng lẽ không có thủ đoạn tăng sức mạnh cho bản thân hay sao long khôn đã tìm hiểu rất kỹ càng về dương thanh từ lâu vậy chúng ta nên làm gì đây điện hạ đã suýt mất mạng về tay người kia lẽ nào chúng ta còn phải đứng ngoài quan sát long càn bất mãn nói nếu ông sợ thì để tôi đi giết cậu ta long càn long khôn lập tức nổi giận quát lớn một tiếng long càn mới ngậm miệng nhưng lão ta vẫn tỏ vẻ bất bình tức tối lắm điện hạ Long Hoàng phái chúng tôi tới đây chỉ dặn chúng tôi tùy tình huống mà quyết định, chưa hề dặn dò phải ra tay với Dương Thanh. Long Khôn nhìn về phía Long Thiên Vũ, nói: "Tôi cho rằng, nhiệm vụ thiết yếu lúc này là nghĩ biện pháp chữa trị vết thương của Điện hạ trước đã, những chuyện khác để sau hắn nói." Có lẽ, chưa cần chúng ta ra tay đã có người khác tới xử lý Dương Thanh, chúng ta chỉ cần ngồi chờ trai cỏ đánh nhau, ngư ông được lợi là đủ. Tuy Long Thiên Vũ rất muốn giết chết Dương Thanh và Mã Siêu nhưng hắn ta cũng hiểu long khôn không phải đang nói quá lên để hạ thấp mình một tay mã siêu đã có thể phát huy sức chiến đấu của một cao thủ thần cảnh huống chi là dương thanh ngoài dương thanh và mã siêu hiện tại còn một phiền toái lớn nữa long thiên vũ bỗng cắn răng thông báo ai long càn và long khôn đều nghi hoặc bọn họ vừa nhận lệnh của long hoàng liền thu xếp tới đây ngay không nghe ngóng gì thêm vậy nên yến đô xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không rõ vương chiến lão ta phản bội tôi rồi nay thậm chí lão ta còn phát huy thực lực đến mức thần cảnh trung kỳ. Long Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì, vương chiến phản bội điện hạ, ông ta muốn chết có phải không? Nghe vậy, Long Càn và Long Khôn lập tức nổi giận. Bọn họ đều là những cao thủ hàng đầu của hoàng tộc họ Long, cũng là những người được ban họ Long, có thể nói, không có hoàng tộc họ Long thì cũng không có họ của ngày hôm nay. Trong hoàng tộc họ Long, bọn họ chính là người đứng ở những vị trí có quyền thế nhất, trừ Long Hoàng và người thừa kế của hoàng tộc họ Long, bọn họ không cần nể mặt bất kỳ kẻ nào khác. Không chỉ có vậy, Long Hoàng đã trở thành tín ngưỡng trong lòng bọn họ. Vậy mà nay, một thành viên trong bọn họ lại dám phản bội hoàng tộc họ Long, có thể tưởng tượng lúc này bọn họ đang phẫn nộ cỡ nào. Vương Chiến đã bị Dương Thanh phế bỏ võ thuật, lão ta tự nhận mình đã là một kẻ bỏ đi, cho nên muốn rời khỏi đây, tôi đã khuyên can nhiều lần, lão ta vẫn khăng khăng muốn đi. Long Thiên Vũ Nghiến răng nói tiếp, thậm chí cả Long hoàng cũng đã chủ động liên lạc với lão ta, hy vọng lão ta tiếp tục ở lại hoàng tộc họ Long, đồng thời còn tỏ ý hoàng tộc họ Long sẽ dốc hết sức chữa trị vết thương cho lão ta. Nhưng lão ta vẫn tiếp tục từ chối, sau này tôi nghe nói có người muốn gây bất lợi cho lão ta, bèn phái Hắc Bạch song sát đi cứu lão ta. Nhưng tôi không ngờ rằng, lão ta lại có thể phát huy thực lực thần cảnh trung kỳ, tự tay giết chết Hắc Sát, nếu không phải lão ta đã bị thương nặng thì e rằng cả Bạch Sát cũng đã mất mạng vào tay lão ta. Long Thiên Vũ nói nửa thật nửa giả. Chuyện này đương nhiên không thể nói thật toàn bộ, Vương Chiến và Long Càn Long Khôn đều là những cao thủ được ban họ Long, là cùng một loại người. Nếu để Long Càn và Long Khôn biết hắn ta đánh đuổi Vương Chiến, thậm chí còn sai hắc sát và bạch sát đi đuổi giết Vương Chiến, chắc chắn Long Càn Long Khôn sẽ sinh lòng đề phòng hoàng tộc họ Long. Khốn kiếp, ông ta dám phản bội hoàng tộc họ Long, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta đâu. Long Càn tức tối mắng: ngay cả Long Khôn cũng tức giận ra mặt, nếu đã thế thì không thể tha cho vương chiến này được, một khi vết thương của ông ta khỏi hẳn, nhất định sẽ trở thành mối đe dọa của hoàng tộc họ Long. Điện hạ, hiện ông ta đang ở đâu? Để tôi đi giết ông ta, Long càn hỏi. Long Thiên Vũ lắc đầu, tôi chỉ đoán là lão ta đang ở chỗ của Dương Thanh, bởi vì vương chiến bị Dương Thanh phế bỏ võ thuật, nhưng Dương Thanh lại cho lão ta một viên thuốc. Ban đầu mọi người đều cho rằng võ thuật của vương chiến đã hoàn toàn bị phế bỏ, nhưng hiện tại xem ra không phải vậy, có thể lão ta đã có ý định phản bội hoàng tộc họ Long từ lâu để quy phục Dương Thanh. Dương Thanh phế bỏ võ thuật của lão ta trước mặt mọi người thực ra chỉ là một hành vi ngụy trang, nếu không, sao lúc đó Dương Thanh lại cho lão ta uống một viên thuốc? Hơn nữa, Vương Chiến vốn đã bị phế bỏ võ thuật, vì sao lại có thể phát huy sức chiến đấu của một cao thủ thần cảnh? Nghe Long Thiên Vũ phân tích như vậy, Long Khôn và Long càng càng thêm tức giận. Bọn họ đã hoàn toàn tin lời Long Thiên Vũ cho rằng Vương Chiến đã có ý định phản bội hoàng tộc họ Long từ lâu. Thật không ngờ, Vương Chiến dám phản bội hoàng tộc họ Long, hiển nhiên gã Dương Thanh kia đã đưa ra những điều kiện rất hấp dẫn với ông ta, bằng không Vương Chiến chắc chắn không thể phản bội được. Long càn nghiến răng nói: "Nếu ông ta đang ở chỗ Dương Thanh, chúng ta tạm tha cho ông ta một thời gian. Bây giờ, nhiệm vụ thiết yếu là cần chữa trị cho Điện hạ trước đã, tuyệt đối không thể để nền tảng võ thuật của Điện hạ bị hao tổn." Long Khôn đã khôi phục lý trí, lão ta nghiêm nghị nói: "Tôi nghe nói, có một vị thần y đã thừa kế y thuật của thần y Phùng, cô ta còn là cháu gái của thần y Phùng, y thuật của cô ta hết sức lợi hại. Chỉ cần cô ta chịu ra tay giúp, vết thương của Điện hạ nhất định có thể khỏi hẳn, hơn nữa, nền tảng võ thuật cũng sẽ không bị thương tổn gì." Nghe Long Khôn nói thế, Long Thiên Vũ lập tức vui vẻ hỏi: "Còn có vị thần y lợi hại cỡ đó cơ à?" hắn ta sợ nhất là hiệu suất làm việc của hoàng tộc họ Long rất cao, chẳng mất bao lâu đã tra được Phùng Tiểu Uyển đang ở nơi nào. Điện hạ, Phùng Tiểu Uyển đang ở ngay Yến Đô, trong phòng khám ái dân ở thành Cửu Châu. Cao thủ của hoàng tộc họ Long tới báo cáo. Thành Cửu Châu, Long Thiên Vũ cao mày, đương nhiên hắn ta biết, thành Cửu Châu là địa bàn của Dương Thanh. Vậy còn chờ gì nữa? Mau sai người đưa cô Phùng Tiểu Uyển này tới, chữa thương cho điện hạ đi. Long càn thúc giục. Lúc này, Long Khôn lại lộ vẻ nghiêm nghị, nói, Thanh Cửu Châu là sản nghiệp của tập đoàn Nhãn Thanh, chủ tịch tập đoàn này chính là Dương Thanh. Nghe Long Khôn nói thế, Long càng mới hiểu, lão ta nhìn sang phía Long Thiên Vũ đang căng thẳng, nói, Điện Hạ, chẳng lẽ cậu đang lo âu vì chuyện này? Những chuyện xảy ra ở nhà họ Long hôm qua đã tạo thành một ám ảnh tâm lý cực lớn cho Long Thiên Vũ, hắn ta rất muốn băm Dương Thanh ra thành vạn mảnh, nhưng bản thân hắn ta cũng biết rõ, thực lực của Dương Thanh sâu không lường được, nay quan hệ giữa hoàng tộc họ Long và Dương Thanh đã hết sức căng thẳng. Nếu lúc này người của hoàng tộc họ Long đi vào địa bàn của Dương Thanh, ai biết Dương Thanh sẽ làm ra chuyện gì? Tay Dương Thanh này đúng là không đơn giản. Nếu người của hoàng tộc họ Long qua đó thì không được thích hợp lắm. Lát sau, Long Thiên Vũ mới lên tiếng: Có gì mà không thích hợp? Chúng ta chỉ qua đó mang cô thần y kia đi thôi, có gây sự gì với cậu ta đâu? Cậu ta dám làm gì chúng ta? Long càn ngạo nghẽ nói. Nếu đã thế, để tôi đích thân qua đó một chuyến, tôi đang rất mong chờ Dương Thanh chủ động tới gây chuyện đấy, như vậy thì tôi có thể tiện tay xử lý cậu ta luôn. Long khôn bất đắc dĩ lắc đầu, Long càn, rốt cuộc ông có hiểu mục đích Long hoàng phái chúng ta tới Yến Đô lần này là gì không? Dương Thanh rất có khả năng là chiến thần bảo vệ biên giới phía Bắc, dù điều này không đúng thì chắc chắn cậu ta cũng là một nhân vật trọng yếu đáng gờm của vùng biên giới phía Bắc. Người như thế đâu phải kẻ chúng ta có thể dễ dàng đối phó mục tiêu chân chính của chúng ta là đế thôn. Trải qua những chuyện ngày hôm trước, Long Thiên Vũ cũng đã tỉnh táo hơn nhiều, hắn ta gật đầu nói, ông Khôn nói đúng lắm, đế thôn mới là mục tiêu thực sự của chúng ta, tạm thời không nên đối đầu trực tiếp với Dương Thanh. Thế này không được, thế kia cũng không được, vậy các người nói tôi nghe, nên làm gì bây giờ? Nền tảng võ thuật của Điện Hạ đã bị tổn thương nghiêm trọng, nếu không trị liệu kịp thời, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới thành quả võ thuật sau này của Điện Hạ. Long Càn vô cùng lo lắng, lão ta và long khôn đều là những cao thủ ủng hộ long thiên vũ bố long thiên vũ chính là người thừa kế của long hoàng long thiên vũ còn là lứa con cháu đời thứ ba của gia tộc họ long có thiên phú mạnh nhất nếu võ thuật của long thiên vũ trì trệ không tiến được thì sau này còn đi tranh đoạt vị trí người thừa kế đời thứ ba như thế nào đây hay là thế này để tôi đích thân tới thành cửu châu chỉ cần có thể tránh xung đột với dương thanh thì sẽ không có vấn đề gì long khôn bỗng nói được vậy làm phiền ông khôn long thiên vũ nói lúc này phùng tiểu huyền đang ở phòng khám ái dân trên giường bệnh trong cùng có một ông cụ già nua đang nằm phùng tiểu huyền vừa mới trị liệu cho ông cụ xong sắc mặt hơi uể oải nhưng vẫn nở nụ cười ngọt ngào hỏi ông chiến ông cảm thấy thế nào ạ à? sau hai ngày trị liệu tinh thần và trạng thái của vương chiến đã có thay đổi rất lớn nhưng thương tích quá nặng nay gắng gượng lắm mới xuống giường đi được vài bước có thể một lần nữa đứng lên đã khiến ông vô cùng thỏa mãn rồi Tiểu Huyền, vô cùng cảm ơn cháu. Vương Chiến cảm kích nói. Phùng Tiểu Huyền trị liệu cho lão ta, hiệu quả thế nào lão ta có thể cảm nhận rất rõ. Bình thường, với vết thương này, lão ta vốn không thể xuống khỏi giường được trong vòng 10 ngày nửa tháng. Nhưng sau khi được Phùng Tiểu Huyền trị liệu, lão ta chẳng những xuống giường đi lại được mà cả nền tảng võ thuật cũng được cải thiện ít nhiều. Dù không thể khôi phục trạng thái tốt nhất như trước nhưng cũng có thể để lão ta đạt tới cảnh giới bán bộ thần cảnh đối với bất kỳ cao thủ nào từng bị phế bỏ võ công, đây quả là một chuyện vui cực lớn. Lúc này, lão ta thật lòng cảm kích Phùng Tiểu Uyển, thậm chí lão ta đã tính toán sau này khỏi hẳn vẫn sẽ ở lại phòng khám ái dân này. Ông Chiến lại khách sáo rồi, đây đều là việc cháu nên làm mà. Phùng Tiểu Uyển cười nói. Hừ, đúng lúc này, Vương Chiến bỗng cảm nhận được một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ mà cũng vô cùng quen thuộc, lập tức cau mày lại. Xin hỏi, Phùng Tiểu Uyển có ở đây không? ngay sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên, Vương Chiến vừa nghe thấy giọng nói này lập tức phải nín thở, sợ người kia phát hiện ra mình. Bởi lão ta biết người vừa tới chính là một trong năm cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long, Long Khôn. Xin chào, tôi chính là Phùng Tiểu Uyển. Phùng Tiểu Uyển ra khỏi phòng bệnh của Vương Chiến, nhìn về phía ông già mặc bộ đồ truyền thống, lòng bất chợt nảy sinh cảnh giác. Cung cách ăn mặc này quả thật không tầm thường, hơn nữa cô ta còn cảm nhận được một hơi thở khiến mình cực kỳ khó chịu từ trên người lão ta. Long khôn mỉm cười, cậu chủ nhà chúng tôi mắc bệnh nặng, muốn mời thần y tới khám thử xem sao, nếu có thể chữa lành cho cậu chủ chúng tôi, thù lao nhất định sẽ làm thần y đây vừa lòng. Phùng tiểu huyền thoáng do dự, cô ta có thể cảm nhận được, Long khôn không phải người thường. Xin lỗi, phòng khám này chỉ có mình tôi là bác sĩ, tôi chỉ thăm khám tại đây, không ra ngoài. Phùng tiểu huyền bỗng nói, nếu có thể, ông hãy đưa bệnh nhân tới đây, tôi sẽ khám thử xem sao. Phòng khám này tuy mới mở chưa được bao lâu, bệnh nhân cũng không nhiều, nhưng nếu cô ta đã quyết định mở phòng khám này thì không thể để xảy ra tình trạng người bệnh tới mà bác sĩ không có mặt được. Hơn nữa, nhìn bộ đồ truyền thống của ông già kia cũng có thể đoán được người này có thân phận không bình thường, đối với người như thế, Phùng Tiểu Uyển vẫn hơi bài xích. Long khôn mỉm cười, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đặt lên bàn lễ tân, trong này có 10 triệu, chỉ cần thần y đây tự mình tới khám cho cậu chủ nhà tôi, bất kể có chữa được hay không, 10 triệu này đều thuộc về cô. Phùng tiểu huyền tức thì nhíu chặt mày, cô ta cực kỳ chán ghét loại người tự cho là có tiền thì có thể chi phối hết thảy mọi việc như thế. Thật đáng tiếc, tôi không thể đi theo ông được, Phùng tiểu huyền vẫn khách sáo từ chối, nhưng sắc mặt đã trầm xuống. Cô ta biết 10 triệu lớn thế nào, có lẽ đây là số tiền cả đời cô ta cũng không kiếm được, nhưng đối với cô ta, tiền chỉ là vật ngoài thân ước nhóc con cô vẫn chưa biết tôi muốn cô chữa trị cho ai mà đã từ chối sao phùng tiểu huyền cứ từ chối chữa bệnh mãi khiến long khôn hơi tức giận dù sao lão ta cũng là một trong những cao thủ hàng đầu của hoàng tộc họ long kể cả một số công chúa hoàng tử của hoàng tộc họ long cũng phải kính trọng lão ta là chú khôn thế mà lúc này một bác sĩ ở phòng khám nhỏ tại yến đồ bé như lỗ mũi này lại dám từ chối lão ta tôi đã nói rất rõ nếu các người muốn chữa trị thì phải đưa người bệnh đến đây nếu không tôi sẽ không thể đến tận nơi chữa trị được. Phùng Tiểu Uyển không hề sợ hãi, đúng mực nói, bây giờ phòng khám ái dân chỉ có một mình tôi, bây giờ tôi bỏ đi, lỡ như có người bệnh đến tìm tôi trị bệnh, nếu để chậm chế bệnh tình của bọn họ, tôi sẽ là người có lỗi. Nếu tôi nhất định phải dẫn cô đến đó thì sao? Long khôn hít mắt lại. Ông muốn làm gì? Phùng Tiểu Uyển lập tức hốt hoảng, Long khôn lúc này khiến cô ta cảm thấy hết sức nguy hiểm. Cô ta tin chắc nếu Long Khôn muốn dẫn cô ta đi thì không ai có thể ngăn cản được. "Đi theo tôi." Long Khôn vừa dứt lời bỗng chụp cổ tay Phùng Tiểu Uyển. "Long Khôn, ông trở nên vô liêm sỉ từ khi nào vậy?" Đúng lúc này một bóng người bỗng xuất hiện, che trước mặt Phùng Tiểu Uyển, giận dữ nói với Long Khôn. "Thì ra đúng là ông." Thấy Vương Chiến xuất hiện, Long Khôn hơi nhếch mép cười chế giễu. Đến lúc này Vương Chiến mới biết thì ra Long Khôn không hề muốn làm hại đến Phùng Tiểu Uyển. Mà Long Khôn đã phát hiện ra sự tồn tại của lão ta. Vì vậy nên Long Khôn đã cố ý ra tay với Phùng Tiểu Uyển Hồng dụ Vương Chiến ra mặt. Ông vẫn xảo quyệt như ngày nào, Vương Chiến liếc nhìn Long Khôn châm chọc nói: "Vương Chiến, không ngờ ông lại dám phản bội hoàng tộc họ Long, trốn đến đây." Long Khôn lạnh giọng nói: "Nếu ông thức thời thì bây giờ đi gặp điện hạ với tôi, biết đâu chừng điện hạ sẽ nể mặt những đóng góp của ông đối với hoàng tộc mà sẽ cho ông thêm cơ hội nữa thì sao?" Vương Chiến phì cười, nếu hoàng tộc họ Long thật sự nhớ tới những đóng góp của tôi thì bọn họ đã không đuổi tôi đi sau khi tôi bị phế bỏ võ công rồi. Long khôn nhớn mày, vương chiến, ông đang nói hưu nói vượn gì đấy. Rõ ràng là tại ông phản bội hoàng tộc họ Long trước, thậm chí ông còn giết luôn tinh nhuệ của Điện Hạ. Bây giờ ông lại trốn ở địa bàn của Dương Thanh, vậy mà ông còn dám nói không phản bội hoàng tộc họ Long à? Vương Chiến vô cảm nói, là Long Thiên Vũ nói với ông vậy nhỉ? Vương Chiến tôi làm người thế nào, có thể người khác không biết nhưng chẳng lẽ ông cũng không biết sao? Nếu tôi thật sự phản bội hoàng tộc họ Long tôi có cần đợi đến bây giờ không? Tôi nói cho ông biết, không phải tôi muốn phản bội hoàng tộc họ Long mà chính bọn họ đã vứt bỏ tôi. Sắc mặt Long Khôn trở nên nghiêm nghị. Trong số năm cao thủ thần cảnh hàng đầu của hoàng tộc họ Long, lão ta là người đa mưu túc trí nhất. Lão ta hiểu rất rõ Vương Chiến là kiểu người nào. Từ nhỏ Vương Chiến đã lớn lên ở hoàng tộc họ Long, ở trong hoàng tộc họ Long cao thủ thần cảnh có thể hưởng thụ được quyền lợi và đãi ngộ rất lớn có thể nói nếu vương chiến ở hoàng tộc họ long quyền lực tiền tài đều có đủ mà người thân của vương chiến cũng qua đời từ lâu lão ta vốn không còn vướng bận ai cả hoàng tộc họ long là mái nhà duy nhất của lão ta sao lão ta có thể chủ động phản bội được lẽ nào trong này còn có khúc mắc gì sao vương chiến ông đừng ăn nói linh tinh phản bội là phản bội đừng tìm lý do vớ vẩn cho mình dù vương chiến bị hoàng tộc họ long vứt bỏ long khôn cũng sẽ không thừa nhận trước mặt mọi người nếu vậy tôi cũng không còn gì để nói các người đã nghĩ tôi là kẻ phản bội vậy thì cứ như vậy đi vương chiến cười trào phúng lúc này lão ta mới thở phào nhẹ nhõm rõ ràng đã thật sự cắt đứt quan hệ với hoàng tộc họ long được rất tốt không ngờ đường đường là cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ long lại là kẻ phản bội nếu vậy ông cũng phải đi với tôi long khôn vừa dứt lời liền vọt về phía vương chiến Vương Chiến xem thường nhìn Long Khôn, dường như không hề sợ hãi Long Khôn sẽ tổn thương lão ta. Quả nhiên lúc này mấy cao thủ bỗng xuất hiện che trước người Vương Chiến. Oanh oanh oanh, đột nhiên, 10 cao thủ đồng loạt ra tay đánh với Long Khôn. Dù Long Khôn là thần cảnh trung kỳ nhưng đối phó với 10 cao thủ cùng một lúc cũng sẽ thấy áp lực. Nhưng lão ta là cao thủ thần cảnh, dù có bị 10 cao thủ tấn công cùng một lúc cũng sẽ không bị tổn thương, chỉ bị đánh lùi về sau mấy bước xem ra, Dương Thanh đối xử với ông rất tốt. Thế mà lại sắp xếp 10 cao thủ vương cảnh đỉnh phong bảo vệ ông nữa đấy. Long khôn mỉa mai nhìn Vương Chiến, bây giờ ông còn dám nói ông không phản bội hoàng tộc họ Long sao? Vương Chiến lựa chọn ngó lơ nhưng sự thất vọng trong mắt càng lúc càng đậm. Đột nhiên lão ta cảm thấy rất mỉa mai. Sau khi lão ta bị phế bỏ võ công, cháu đích tôn của hoàng tộc họ Long muốn giết lão ta, Long Hoàng cũng lấy lại họ đã ban, thế nhưng Dương Thanh đối thủ một mất một còn trước đây lại ra tay cứu lão ta. Bắt đầu từ hôm nay, tôi và hoàng tộc họ Long không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Vương Chiến dứt lời liền giơ tay lên xé góc áo của mình. Long khôn thoáng ngẩn người, Vương Chiến làm vậy là muốn cắt đứt quan hệ, nhất thời sát khí trong mắt lão ta càng đập, nếu vậy dù có giết chết ông tôi cũng không cảm thấy đáng tiếc. Long khôn, ông rất thông minh, hẳn ông cũng biết đây là chỗ nào. Cậu Thanh đang ở tập đoàn Nhạn Thanh đối diện, Ông nghĩ cậu ấy không biết ông đến đây sao?" Vương Chiến lạnh giọng nói, "Nếu ông muốn thăm dò cậu Thanh thì cứ ra tay đi." Thấy bộ dáng tràn đầy tự tin của Vương Chiến, Long Khôn không hề ra tay ngay mà chỉ híp mắt nhìn Vương Chiến. Thái độ này của Vương Chiến khiến lão ta cảm thấy áp lực áp vô hình. Một khi Vương Chiến hồi phục võ công tất nhiên sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ hoàng tộc họ Long. Vì thế Vương Chiến nhất định phải chết thật ra tôi cũng muốn thử xem đứa con trời có hy vọng được phong vương nhất ở yến đô trong lời đồn liệu có tư cách nhận được vinh dự này không long người cao thủ vương cảnh đỉnh phong đối đầu với một cao thủ thần cảnh trung kỳ nhưng vẫn không phải là đối thủ của long khôn cả bọn bị long khôn chèn ép vương chiến ở bên cạnh quan sát cuộc chiến sắc mặt nghiêm nghị chỉ sợ long khôn sẽ ra tung đòn giết người những người này đều do dương thanh phái tới bảo vệ lão ta nếu bọn họ chết ở đây e là đời này lão sẽ không yên lòng một đám rác rưởi, Long Khôn không hề che giấu sự khinh thường trong mắt, lão ta vừa nói xong khí thế trên người đột nhiên tăng vọt. Một luồng sức mạnh bàng bạc bộc phát, bao trùm 10 cao thủ vương cảnh đỉnh phong kia. Lúc này 10 cao thủ vương cảnh đỉnh phong đều thay đổi sắc mặt, bọn họ cảm nhận được luồng sức mạnh không thể ngăn cản. Đây chính là cao thủ thần cảnh sao? Oanh oanh oanh, Long Khôn đột nhiên biến mất trong tích tắc, lúc xuất hiện lại 10 cao thủ vương cảnh đỉnh phong đồng loạt bay ngược ra ngoài chỉ còn một mình Long Khôn ngạo nghễ đứng đó. Cậu Thanh, cậu vẫn không định xuất hiện sao? Long Khôn bỗng nhìn tập đoàn Nhãn Thanh ở phía đối diện thốt lên nói. Người đến từ đâu, cút trở về đó. Đột nhiên một luồng khí thế mạnh mẽ hơn bao trùm lên phòng khám ái dân, giọng nói của Dương Thanh như sấm rền vang bên tai Long Khôn. Bịch bịch bịch, Long Khôn lùi về sau mấy bước trước sự ngỡ ngàng của mọi người, sắc mặt lão ta tái mét như chúng đòn nặng. Mà trên mặt Long Khôn cũng tràn đầy hoảng sợ lão ta vốn chỉ muốn đến tìm Phùng Tiểu Uyển để chữa trị cho Long Thiên Vũ, nhưng không ngờ gặp phải Vương Chiến nên muốn dẫn người đi. Nhưng nào ngờ lại có tới 10 cao thủ Vương Cảnh Đỉnh Phong bảo vệ Vương Chiến. Không những vậy lão ta còn cảm thấy có một luồng sức mạnh mơ hồ đang bao trùm lên người lão ta, rõ ràng là Dương Thanh. Long Khôn tất nhiên sẽ không giết người của Dương Thanh ở thành Cửu Châu, vì vậy chỉ đẩy lùi 10 cao thủ Vương Cảnh Đỉnh Phong. Long Khôn vốn còn muốn thăm dò thực lực võ thuật của Dương Thanh, nhưng kết quả người vẫn chưa xuất hiện mà lão ta đã bị đẩy lùi về sau chỉ bằng một câu nói tuy chưa chạm mặt nhưng đã phân biệt được thắng thua không hổ là thiên tài võ thuật xứng đáng với danh xương vương của yến đô quả nhiên lợi hại long khôn nhìn về phía tập đoàn nhạn thanh gần giọng nói nhưng dù cậu có lợi hại hơn nữa cũng không thể ngăn cản tôi dẫn kẻ phản bội hoàng tộc họ long rời khỏi nơi này lão ta nói xong ánh mắt bỗng nhìn thẳng vào vương chiến vương chiến bỗng thấy được sự quyết tâm của long khôn sắc mặt xa sầm cắn răng nói long khôn ông muốn dẫn tôi đi thật sao hoàng tộc họ long không thể tha thứ cho kẻ phản bội ông nhất định phải trở về hoàng tộc họ long chuộc tội nói xong long khôn lao thẳng về phía vương chiến ầm nhưng khi long khôn sắp vào tới trước mặt vương chiến thì một luồng sát khí khủng bố bỗng đánh úp về phía lão ta sắc mặt long khôn nhất thời tái mét đột một rừng chân lại dưới chân lão ta là một cây bút ký tên cắm sâu xuống đất vừa nãy nếu long khôn tiến thêm bước nữa thì cây bút này đã xuyên thủng người lão ta lúc này long khôn sợ đến nỗi vã mồ hôi lạnh lão ta biết rõ ai là người ném cây bút này ra ngoài dương thanh ra còn ai vào đây nữa điều này chứng tỏ chỉ cần dương thanh muốn giết long khôn ngay cả khi không có mặt ở đây anh vẫn có thể giết lão ta trong vô hình mấu chốt là đến tận bây giờ long khôn vẫn chưa gặp được dương thanh thế mà suýt chút nữa lão ta đã chết trong tay đối phương trong 10 giây phải cút khỏi phòng khám ái dân, nếu không, giết." Lại là một giọng nói lạnh như băng vang lên. Long Khôn nhìn Vương Chiến thật sâu, hoàng tộc họ Long sẽ không bỏ qua cho ông. Dứt lời lão ta liền quay người rời khỏi phòng khám ái dân. Mãi đến khi Long Khôn rời đi Vương Chiến mới thấy áp lực trên người biến mất trong nháy mắt, nhưng trong lòng lão ta lại kinh ngạc tột độ. Long Khôn là cao thủ thần cảnh trung kỳ, nhưng nhân vật khủng bố cỡ này lại bị Dương Thanh người nãy giờ không hề xuất hiện đuổi đi chỉ bằng một cây bút ký tên. Như vậy có nghĩa là thực lực của Dương Thanh ít nhất cũng thuộc cảnh giới thần cảnh hậu kỳ. Nhưng Dương Thanh mới chỉ có 28 tuổi. Trên đời này thật sự có thiên tài võ thuật khủng bố vậy sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Vương Chiến sẽ tuyệt đối không tin. Không chỉ có Long Khôn mà 10 cao thủ vương cảnh đỉnh phong cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ bỗng cảm thấy Dương Thanh như cái động không đáy, bất kể gặp phải kẻ địch mạnh cỡ nào anh đều có thể giải quyết dễ dàng. Tiểu Uyển, xin lỗi, ông đã làm phiền cháu rồi. Vương Chiến thôi không suy nghĩ nữa, ái náy nhìn Phùng Tiểu Uyển nói. Phùng Tiểu Uyển khẽ lắc đầu, ông Chiến, ông phải cố gắng dưỡng thương, chỉ khi nào vết thương của ông khỏi hẳn, ông mới có thể tự bảo vệ mình, nếu không đám người kia sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Vương Chiến gật đầu, đương nhiên lão ta hiểu rõ, lão ta chỉ thấy cực kỳ thất vọng với hoàng tộc họ Long mà thôi. Sau khi Long Khôn rời khỏi phòng khám ái dân lập tức đi tới biệt thự của Long Thiên Vũ. Thần y nhỏ kia đâu, Long Càn Nhi ngờ hỏi. Long Khôn lắc đầu, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị nói, Phùng Tiểu Uyển không đụng được. Vương Chiến, cũng không thể đụng vào, còn Dương Thanh lại càng không thể. Long Khôn, ông sao thế? Ông chỉ đi tới phòng khám ái dân thôi mà. Sao lúc trở về, lại mang nhiều cảm xúc như vậy? Long Càn hơi buồn cười nói. Nhưng vẻ mặt Long Khôn rất nghiêm túc nói, không phải tôi đang nói đùa, mà là đang cảnh cáo. Lúc nãy tôi đã giao đấu với Dương Thanh rồi ông đã gặp dương thanh long thiên vũ lập tức tỉnh táo vội vàng nói ông đánh bại nó rồi phải không dương thanh chính là bóng ma trong lòng hắn ta dương thanh không chết thì võ thuật của hắn ta không thể nào tiến bộ được nếu dương thanh thua trong tay long khôn chỉ cần long khôn và long cản cùng ra tay tất nhiên sẽ dễ dàng chém giết dương thanh nhưng điều khiến long thiên vũ thất vọng là long khôn lại lắc đầu vẻ mặt nghiêm nghị nói nói chính xác là tôi đã thua rồi cái gì lúc này người tự kiêu tự đại như Long Càn cũng ngây người. Thực lực võ thuật của Long Càn tương đương với Long Khôn, nếu ngay cả Long Khôn cũng thua trong tay Dương Thanh, thì chắc chắn Long Càn cũng sẽ thất bại trong tay Dương Thanh. Long Thiên Vũ cũng ngây người, sao lại thế được, ông là thần cảnh trung kỳ đấy, dù Dương Thanh có mạnh hơn nữa cũng không thể đánh hòa với hai người đúng không? Long Khôn tự diễu nói, nếu tôi nói thậm chí tôi còn chưa gặp mặt Dương Thanh nhưng suýt chút nữa đã bị cậu ta giết chết trong nháy mắt, các người có tin không? Không, chuyện này chắc chắn không thể nào. Dương Thanh mới 28 tuổi sao có thể lợi hại hơn cao thủ thần cảnh trung kỳ chứ? Trâm trạng của Long Thiên Vũ bỗng vô cùng kích động, vẻ mặt rất khó tin. Nói chính xác là hắn ta không thể chấp nhận thực lực võ thuật có thể giết cao thủ thần cảnh trung kỳ trong trước mắt của Dương Thanh. Long Càn cũng không tin, Long Khôn, có phải ông nhầm lẫn gì không? Dương Thanh mới 28 tuổi, sao có thể giết ông được? Ông đánh giá cậu ta quá cao rồi các người nghĩ tôi là kiểu người không có đầu óc sao? Long khôn cắn răng nói, bây giờ tôi trịnh trọng nói cho các người biết, Dương Thanh Chính là tướng quân của chiến vực biên giới phía Bắc, là Dương bất bại lấy sức một người chống lại nửa quốc gia trong lời đồn kia. Nghe Long khôn nói vậy sắc mặt Long Càn và Long Thiên Vũ nhất thời trắng bệch. Tổng cộng có mấy chục chiến vực, nhưng trong đó bốn biên giới lớn là mạnh nhất, mà trong bốn biên giới lớn đó biên giới phía Bắc là đứng đầu. Tướng quân biên giới phía Bắc càng là truyền thuyết ngoài mấy thế lực đứng đầu chiêu châu ra, không ai biết được. Dù như vậy nhưng ngoài một số nhân vật nòng cốt của bộ tư lệnh chiến vực cùng với tướng sĩ của biên giới phía Bắc ra, có rất ít người gặp được Dương Thanh, thậm chí cả chủ của hoàng tộc cũng chưa người nào gặp được anh. Long Khôn, chuyện này rất quan trọng đối với hoàng tộc họ Long, ông có chắc Dương Thanh chính là Dương bất bại tướng quân biên giới phía Bắc không? Long càng nghiêm túc hỏi. Long Thiên Vũ cũng cắn chặt răng nhìn Long Khôn. Long Khôn gật đầu, tôi chắc chắn, Ông cũng chưa từng gặp mặt tướng quân biên giới phía Bắc, cũng chưa từng giao đấu với người này, ông dựa vào đâu để xác định một người mới chỉ có 28 tuổi lại là tướng quân biên giới phía Bắc chứ? Long Càn không cam lòng, cắn răng hỏi: "Cậu ta là cao thủ biên giới phía Bắc, mà trùng hợp là tướng quân của biên giới phía Bắc là một người rất trẻ. Cậu ta chỉ dựa vào cây bút ký tên đã có thể giết tôi dễ dàng, vậy ông nói thử xem nếu cậu ta không phải là tướng quân biên giới phía Bắc thì cậu ta là ai?" Hơn nữa nghe nói dưới tướng biên giới phía bắc còn có 9 vị vương. Những người này không ai có thực lực đến bán bộ thần cảnh, nhìn chung đều là vương cảnh trung kỳ và hậu kỳ nhưng 9 người này lại có thể bùng nổ sức chiến đấu bán bộ thần cảnh. Người giao đấu với điện hạ trước đó chính là người anh em của Dương Thanh, thậm chí còn trẻ hơn Dương Thanh. Vốn dĩ cậu ta cũng chỉ có thực lực vương cảnh trung kỳ nhưng lại có thể bùng nổ sức chiến đấu của bán bộ thần cảnh. Hơn nữa sau đó, thực lực của cậu ta đột phá đến vương cảnh hậu kỳ. Mà lúc này sức chiến đấu của cậu ta đã có thể bộc phát đến thần cảnh sơ kỳ. Ông thử nói cho tôi biết, nếu Mã Siêu không phải là một trong 9 vị vương, vậy cậu ta là ai? Long Khôn hỏi tới tấp. Từng lời từng chữ của Long Khôn như nhát búa nặng nề đập vào lồng ngực Long Thiên Vũ. Long Cản cũng hoàn toàn ngây người, những bí mật mà Long Khôn nói, có lẽ đến cả năm vương tộc lớn cũng không biết, nhưng những người trong hoàng tộc bọn họ đều biết rõ như lòng bàn tay. Dương Thanh và Mã Siêu cũng đều là cao thủ xuất thân từ biên giới phía Bắc. Dương Thanh có thể giết cao thủ thần cảnh trung kỳ trong chớp mắt. Mã Siêu có thể bùng nổ sức chiến đấu bán bộ thần cảnh trong khi thực lực chỉ mới đạt tới cảnh giới vương cảnh trung kỳ. Tất cả những điều này đều chỉ để chứng minh Mã Siêu chính là một trong 9 vị vương biên giới phía Bắc còn Dương Thanh chính là Dương Bất Bại tướng quân biên giới phía Bắc trong lời đồn. Thì ra là như vậy, sắc mặt Long Càn Sám như cho tàn. Vốn dĩ trước khi đến Yến Đô, lão ta còn muốn được thể hiện tài năng, chuẩn bị đến Yến Đô sẽ giúp Long Thiên Vũ trả thù Dương Thanh. Nhưng bây giờ lão ta mới biết suy nghĩ của mình nực cười cỡ nào. Tướng quân biên giới phía Bắc là ai? Đó là nhân vật có thể sánh ngang với chủ hoàng tộc. Dù Long Hoàng có tự mình đến đây, cũng chưa chắc dám trêu chọc tướng quân biên giới phía Bắc. Còn lúc này Long Thiên Vũ chỉ thấy sực lực cả người như bị rút cạn. Hắn ta biết, đời này hắn ta không còn hy vọng tìm Dương Thanh và Mã Siêu trả thù nữa rồi bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Long Càn nhìn Long Khôn hỏi. Báo cáo cho Long Hoàng biết, làm việc theo sự sắp xếp của Long Hoàng. Long Khôn nói xong lập tức gọi điện thoại cho Long Hoàng. Long Hoàng đang ở Hoàng Thành Long cách xa Yến Đô, sau khi nghe điện thoại của Long Khôn đã đoán ra được mọi thứ. Liên quan đến việc của Dương Thanh sao? Long Hoàng hỏi thẳng. Những thủ hạ mà lão ta sai làm việc chưa từng chủ động liên lạc với lão ta, nhất là cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long, nhưng lần này long khôn một trong hai cao thủ thần cảnh do lão ta phái đi yến đô lại gọi điện thoại cho lão ta tất nhiên là vì chuyện của yến đô rồi mà chuyện khiến lão ta lo lắng nhất trong chuyên đi đến yến đô lần này chính là dương thanh long khôn trầm giọng nói long hoàng tôi đã xác định dương thanh chính là tướng quân biên giới phía bắc không những vậy bên cạnh cậu ta còn có một trong chín vị vương biên giới phía bắc có sức chiến đấu thần cảnh sơ kỳ sau đó long khôn lại kể lại chuyện đã xảy ra ở phòng khám ái dân một lần nữa Long Hoàng vẫn yên tĩnh nghe, mãi đến khi Long Khôn nói xong, lão ta mới thở dài một hơi. Lần này cuộc chiến tranh giành đế thôn, sợ là hoàng tộc họ Long khó có phần rồi. Long Hoàng, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Long Khôn nói, Dương Thanh không giết tôi, mà chỉ dùng bút ký tên áp hiếp tôi. Thiết nghĩ cậu ta cũng không muốn làm kẻ thù với hoàng tộc họ Long. Long Hoàng im lặng một hồi rồi gần giọng thông báo cho nhà họ Long ở Yến đô nói là hoàng tộc họ Long đồng ý nhận bọn họ trở về. Ngoài ra long hoàng thoáng im lặng sau đó lại nói tiếp ngoài ra bảo long thiên vũ đến nhà xin lỗi cái gì bảo điện hạ đến nhà xin lỗi long khôn cũng xứng sờ là xin lỗi nhà họ long sao có vấn đề gì không long hoàng vô cùng bình tĩnh hỏi ngược lại long khôn không dám tôi báo cho điện hạ ngay đây long khôn vội nói long thiên vũ ở bên cạnh sau khi nghe được cuộc nói chuyện của long hoàng và long khôn sắc mặt xanh mét hắn ta đường đường là lớp con cháu xuất sắc nhất đời thứ ba của hoàng tộc họ Long thế mà lại phải đi đến một nhánh đã bị hoàng tộc họ Long vứt bỏ suốt trăm năm để xin lỗi sao. Sau khi cúp điện thoại Long khôn bỗng không biết nên nói với Long Thiên Vũ thế nào. Một lúc lâu Long Thiên Vũ bỗng cười tự diễu nói, cuối cùng cũng tại tôi tự hủy hoại mình. Điện hạ, Long khôn hơi không nỡ. Sắc mặt của Long càng cũng cực kỳ nghiêm túc. Lúc Long Hoàng bảo Long Thiên Vũ đi xin lỗi, đã để lộ một tin tức vô cùng quan trọng, đó là Long Thiên Vũ đã bị vứt bỏ. Nhưng bọn họ cũng hiểu rõ sự tàn khốc của hoàng tộc. Là con cháu của hoàng tộc, nếu bản thân không có năng lực chắc chắn sẽ trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến tranh giành quyền lực. Bây giờ căn cơ võ thuật của Long Thiên Vũ đã bị phá hủy, chỉ có thần y hàng đầu mới có giúp hắn ta thể khôi phục được như trước đây. Còn trong hoàng tộc họ Long, không chỉ có mỗi đứa cháu Long Thiên Vũ này hơn nữa còn có mấy người thiên phú võ thuật không kém long thiên vũ bao nhiêu thậm chí còn mạnh hơn hắn ta chỉ vì long thiên vũ là cháu đích tôn thiên phú võ thuật hơn người cảnh giới võ thuật lại cao nhất vì vậy mới có thể chiếm vị trí đầu trong đám cháu hoàng tộc nhưng bây giờ hắn ta gần như bị đá khỏi đám con cháu hoàng tộc họ long rồi sắc mặt của long khôn và long càn cũng hết sức khó coi trong hoàng tộc họ long bọn họ luôn ủng hộ long thiên vũ bây giờ long thiên vũ bị loại bỏ khỏi trung tâm quyền lực cũng báo trước tâm huyết mấy chục năm của bọn họ đã đổ sông đổ biển. Điện hạ, cậu cùng lúc đó tại phòng khám ái dân. Sau khi Long Khôn đi, phòng khám trở về với sự yên lặng thường ngày, Vương Chiến ngồi một bên, nét mặt đầy lo âu. Ông Chiến đừng lo, có anh thanh ở đây, không ai có thể làm gì ông đâu." Phùng Tiểu Uyển dịu dàng mỉm cười, nói với lão ta. Vương Chiến hơi nghi hoặc, Long Khôn là một cao thủ thần cảnh hùng mạnh, thế mà Phùng Tiểu Uyển lại không sợ hãi chút nào dường như cô ta không hề lo lắng long khôn sẽ giết mình nếu phùng tiểu uyển cũng là một cao thủ võ thuật thì không có gì lạ vấn đề là cô ta chỉ là một thần y tài giỏi chứ không phải người luyện võ tiểu uyển cháu thật sự không sợ chút nào sao vương chiến tò mò hỏi phùng tiểu uyển trước mắt kinh ngạc hỏi sao cháu phải sợ ạ anh thanh đang ở ngay tại đối diện phòng khám ái dân nơi này lại là thành cửu châu của anh ấy ai dám làm gì cháu chứ nghe cô ta nói vậy vương chiến mới chợt nhận ra cô gái này không phải quá can đảm mà là tin tưởng dương thanh vô điều kiện lão ta vô thức nghiêm túc nhìn tập đoàn nhạn thanh ở phía đối diện không biết vì sao lại đột nhiên thấy lo lắng cho hoàng tộc họ long đúng là lão ta đang bị họ đuổi giết thật nhưng dù sao từ nhỏ đã sống trong hoàng tộc họ long ít nhiều gì cũng có tình cảm gắn bó sâu nặng nếu hoàng tộc họ long không vô tình như thế dù có chết lão ta cũng chiến đấu vì họ đến cùng lúc này dương thanh đột nhiên vào phòng khám Cậu Thanh, Vương Chiến vội vàng đứng lên, cảm kích nói, cậu Thanh lại cứu tôi rồi, chắc cả đời này tôi cũng không trả hết được ơn cứu mạng của cậu. Anh mỉm cười lắc đầu, quan sát lão ta một lát rồi đáp, xem ra ông đã khỏe lại rồi, trông sắc mặt tốt hơn nhiều. Vương Chiến gật đầu, nhờ có Tiểu Uyển cao tay cả, dù là thần y của Hoàng tộc Họ Long cũng không thể giúp tôi đứng lên được trong thời gian ngắn thế đâu. Phùng Tiểu Uyển khẽ mỉm cười, thể chất của ông Chiến vốn rất tốt, hồi phục nhanh như vậy phần lớn là nhờ vào đó đấy ạ. À. Cô ta nói thật, không phải đang khiêm tốn. Là một trong năm cao thủ thần cảnh hàng đầu của hoàng tộc họ Long, sao tố chất cơ thể của vương chiến lại kém được. Dương Thanh nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển, hỏi: "Tiểu Uyển, em không sao chứ?" Cô ta lắc đầu, "Có anh Thanh mà, em không sợ." Dương Thanh thầm cảm khái, ban đầu thần y Phùng dùng cái chết của mình để nhờ anh chăm sóc cho Tiểu Uyển, ban đầu nghĩ sẽ phiền toái. Không ngờ cô ta không hề phiền phức mà trái lại còn là một báu vật. Mới vừa rồi Tần Y còn kích động chạy vào văn phòng của anh, kéo ống quần lên và nói rằng vết sẹo trên đầu gối đã mở đi gần hết. Dương Thanh cũng cực kỳ ngạc nhiên. Anh chợt hiểu ra tại sao Lạc Bân lại gấp gáp đến gặp mình ngay sau khi phát hiện ra hiệu quả vượt trội của loại thuốc mỡ đó. Nó thật sự quá thần kỳ. Theo như các chuyên gia của tập đoàn Nhạn Thanh, loại thuốc này một khi được đưa ra thị trường thì chỉ tính sơ sơ thôi doanh thu đã lên đến 1.000 tỷ. Quan trọng là giá thành của nó quá thấp hoàn toàn có thể càn quét cả thị trường. Mấy ngày trước khi vừa chạy trốn đến tập đoàn, Vương Chiến thoi thóp, yếu ớt đến mức làm cho Dương Thanh cũng tưởng lão ta sắp chết. Nhưng hôm nay, lão ta lại đã có thể xuống giường đi bộ. Không chỉ vậy, Dương Thanh còn cảm giác được trong cơ thể Vương Chiến thấp thoáng có hơi thở của võ đạo. Điều này chứng tỏ căn cơ võ đạo của lão ta đang trên đà hồi phục, có hy vọng quay trở lại tu vi thần cảnh. Tất cả mọi thứ đều nhờ có Phùng Tiểu Uyển. Anh Thanh anh và ông chiến trò chuyện với nhau nhé em làm việc đây nói rồi phùng tiểu uyển đi vào căn phòng nhỏ trong góc cậu thanh tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không đợi cô ta đi rồi vương chiến mới lên tiếng ông hỏi đi dương thanh gật đầu tôi muốn biết cậu có phải dương bất bại tướng quân có thể một mình chống lại cả nửa quốc gia ở chiến vực biên giới phía bắc không khi hỏi câu này vương chiến hồi hộp nhìn chằm chằm dương thanh anh ngẩn người một lúc mới cười đáp tôi đến từ biên giới phía bắc Người anh em mã siêu của tôi cũng vậy. Nghe như hỏi một đằng đáp một nẻo nhưng câu trả lời của Dương Thanh lại làm cho Vương Chiến sướng sờ, nét mặt kích động. Thì ra là vậy, thì ra là vậy, Vương Chiến mừng rỡ thốt lên. Dương Thanh và Mã Siêu đều là cao thủ xuất thân từ biên giới phía Bắc, lão ta đã có đáp án rồi. Nếu anh không phải tướng quân ở đó thì làm sao có thể sở hữu sức mạnh võ đạo mạnh mẽ khi còn trẻ thế được. Nhưng sự hồ hởi qua đi, Vương Chiến lại càng phiền muộn, đột nhiên hỏi, cậu Thanh liệu có khi nào mâu thuẫn giữa cậu và hoàng tộc họ long sẽ lớn hơn không nụ cười trên mặt dương thanh tắt dần anh bình tĩnh nói vậy phải xem hoàng tộc họ long thế nào dương thanh tôi không muốn phá vỡ sự ổn định hiện nay của chiêu châu nên dù là vương tộc hay hoàng tộc cũng thế thôi chỉ cần không chạm vào danh giới cuối cùng của tôi thì tôi sẽ không so đo với họ tôi hiểu rồi vương chiến gật đầu sự kính trọng hiện lên trong mắt không hổ là cao thủ đi ra từ chiến vực luôn đặt cái chung lên hàng đầu Câu nói này của Dương Thanh làm lão ta yên tâm hơn rất nhiều. Điều đó chứng minh rằng chỉ cần hoàng tộc họ Long không chủ động gây chiến thì mâu thuẫn giữa họ và Dương Thanh sẽ không bùng nổ nữa. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng thắng xe, đồng thời xuất hiện hơi thở của vài cao thủ. Sắc mặt Vương Chiến thay đổi, lão ta biết những người kia là ai. Vừa rồi còn lo lắng mâu thuẫn giữa Dương Thanh và hoàng tộc họ Long sẽ trở nên gay gắt hơn, giờ thì họ phái nhiều người tới hơn rồi. Anh cũng nhíu mày, tia sát y lóe lên trong mắt cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng vừa dứt lời ba bóng người nhanh chóng xông vào long càn long khôn hai người dám đến đây sao vương chiến phẫn nộ đứng chắn trước người dương thanh bịch 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 một cảnh tượng làm cho lão ta trợn mắt há mồm ba người đó đồng loạt quỳ xuống đất khó tin hơn là ngay cả long thiên vũ cháu đích tôn của long hoàng cũng quỳ xuống dưới chân anh mấy mấy người làm cái gì vậy vương chiến lắp bắp hỏi cậu thanh trước đây là do tôi có mắt như mù, không biết trời cao đất dày, chỉ vì là cháu đích tôn của hoàng tộc họ Long mà ngạo mạn gây chuyện với cậu. Xin cậu hãy tha thứ cho tôi, Long Thiên Vũ Thành khẩn cầu xin. Dáng vẻ lúc này của hắn ta đâu còn trịch thượng như hôm qua. Nét mặt đó tràn đầy sự kính sợ đối với kẻ mạnh, không còn chút thù hận nào. Thấy Long Thiên Vũ khung núm quỷ trước mặt mình, Dương Thanh cực kỳ ngạc nhiên. Quá khác biệt so với lần đầu anh gặp hắn ta vương chiến đứng sướng ra thật lâu mới nhận ra những kẻ này tới đây với mục đích gì lão ta cười lạnh gì đây điện hạ đã hiểu chỉ có phòng khám ái dân mới có thể khôi phục căn cơ võ đạo của mình nên chịu nhục nhã để được cậu thanh bỏ qua sau đó nhờ cậy tiểu huyền chữa trị sao vương chiến ông cầm miệng cho tôi điện hạ làm việc không tới lượt ông khua tay múa chân đâu long càn giận dữ quát lão ta long khôn nhíu mày mắng long càn ông cũng cầm miệng đi hôm nay họ tìm đến dương thanh đúng là vì xin được tha thứ từ đó nhờ phùng tiểu uyển cứu giúp dĩ nhiên điều quan trọng hơn là họ đã biết thân phận của dương thanh một nhân vật có máu mặt thế này hoàn toàn cùng đẳng cấp với long hoàng lão ta mà gặp cũng phải nể mặt dương thanh các cao thủ của hoàng tộc họ long càng không cần bàn đến long thiên vũ bình tĩnh nhìn về phía dương thanh cậu thanh tôi thừa nhận việc mình nhận lỗi với cậu là vì muốn được tiểu thần y phùng chữa cho nhưng tôi chỉ mong vậy thôi cho dù cô ấy từ chối thì tôi cũng chỉ hơi cay đắng mà thôi sẽ không ghi hận cậu hôm nay đến đây ngoài xin lỗi thì tôi còn muốn nói lời cảm ơn với cậu nữa dương thanh nở nụ cười như có như không nhìn hắn ta cảm ơn điện hạ long muốn cảm ơn tôi vì đã không giết anh sao nào ngờ long thiên vũ lại gật đầu chân thành đáp cậu thanh tài giỏi bằng trời muốn giết tôi thì dễ như trở bàn tay nhưng cậu lại không làm vậy không chỉ không giết tôi mà còn bỏ qua cho long khôn dù thế nào hoàng tộc họ long chúng tôi cũng nợ cậu hai cái mạng dứt lời hắn ta nhìn về phía vương chiến chính xác mà nói phải là ba mạng người hừ vương chiến hừ lạnh không trả lời thật ra lão ta cũng rất khó chịu khi thấy long thiên vũ quỷ gối thế này dù sao cũng đã gắn bó với hoàng tộc họ long từ nhỏ có thể nói lão ta đã nhìn long thiên vũ lớn lên luôn xem hắn ta là long hoàng tương lai mà đỡ đần không ngờ có một ngày bản thân lại bị vị điện hạ mà mình cam tâm tình nguyện dùng hết tính mạng đến bảo vệ này phái người đuổi giết nếu không nhờ dương thanh cưu mang thì lão ta đã chết rồi thôi những gì cần nói tôi đã nói hết rồi mong được cậu thanh tha thứ và có thể kết bạn được với cậu dứt lời long thiên vũ và hai người còn lại đứng lên hắn ta cúi đầu với dương thanh thật sâu rồi xoay người đi tới vội vàng đi vội vã như thể họ tới đây thật sự chỉ để xin lỗi mà không phải nhờ Phùng Tiểu Huyền chữa trị vậy. Mãi đến khi chiếc xe bên ngoài rời đi, Vương Chiến mới thở hắt ra, nếu biết trước sẽ thế này thì cứ gì lại làm vậy. Dương Thanh cũng im lặng thật lâu, hành động của Long Thiên Vũ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Với tu vi võ đạo của mình, đương nhiên Dương Thanh biết rõ thực hư thế nào, nếu vừa rồi Long Thiên Vũ nói dối thì hơi thở sẽ thay đổi một chút. Nhưng anh lại không cảm giác được gì, nói cách khác hắn ta thật sự tới đây để chân thành xin lỗi nghĩ vậy nét mặt dương thanh trở nên kỳ lạ nhìn vương chiến nói long thiên vũ này cũng được đấy vương chiến cũng không thể không thừa nhận gật đầu trong lớp trẻ của hoàng tộc long thiên vũ luôn đứng đầu về mọi mặt tiếc là căn cơ võ đạo bị phế nếu không thì vị trí long hoàng tương lai sẽ thuộc về cậu ấy dương thanh cũng tán thành sự ngạo mạn nghĩ mình đứng trên tất cả khi có thân phận cháu đích tôn của hoàng tộc họ long đã hủy hoại anh ta mà có vẻ chuyện này đã giúp anh ta hiểu được nhiều điều, hôm qua còn muốn giết tôi lắm, hôm nay tôi không cảm giác được một chút sát ý nào trên người anh ta. Một khi căn cơ võ đạo được khôi phục thì Long Thiên Vũ sẽ có hy vọng đứng trên đỉnh cao của thần cảnh. Bất cứ ai cũng đều phải rèn luyện tâm cảnh để có thể đạt đến thần cảnh đỉnh phong. Tu võ cũng là tu tâm, chỉ khi có một trái tim mạnh mẽ mới có thể bước lên cảnh giới võ đạo cao hơn. Cậu Thanh, vậy cậu có muốn cho tiểu huyền cứu cậu ấy không? vương chiến thình lình hỏi mong đợi nhìn dương thanh anh bật cười anh ta phái người giết ông ông không hận sao lão ta cười trừ lắc đầu tôi cũng muốn hận nhưng dù sao cũng lớn lên ở hoàng tộc họ long có thể nói đó chính là nhà của tôi long thiên vũ cũng là đứa cháu tôi chứng kiến trưởng thành đối với tôi cậu ấy không chỉ là cháu đích tôn của long hoàng mà còn là con cháu có ai lại đi oán hận con cháu của mình đâu nói xong vương chiến quỳ phịch xuống đất thanh khẩn nói cậu thanh lão già tôi đây mặt dày Xin cậu hãy đồng ý cho Tiểu Uyển cứu Long Thiên Vũ đi, tôi xin thề chết đi theo cậu, chỉ cần cậu không chê thì cả đời tôi đều làm trâu làm ngựa." phùng Tiểu Uyển ngẩn người, định lên tiếng nhưng cũng biết không thích hợp. Dương Thanh đánh giá vương chiến khá cao, anh chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào có ai trung thành như vương chiến ngoài biên giới phía bắc cả. Dù bị hoàng tộc họ Long ngược đãi thế nào, từ tận đáy lòng lão ta luôn cho rằng mình là người của hoàng tộc họ Long. Quả là một người trọng tình trọng nghĩa. Dương Thanh cũng tin rằng đây là lần cuối Vương Chiến giúp đỡ Long Thiên Vũ, nếu sau này hắn ta lại gây hấn với anh thì sẽ không do dự đứng ở phe mình. Xin tiền bối hãy đứng lên, anh tiến đến, đỡ Vương Chiến đứng dậy. Dương Thanh bội phục sự trung nghĩa của tiền bối. Dứt lời, Dương Thanh nhìn Phùng Tiểu Uyển, nói, vậy thì vất vả Tiểu Uyển rồi. Nghe thấy câu này của anh, Vương Chiến mừng rỡ chảy nước mắt, cảm ơn cậu Thanh. Cảm ơn cậu Thanh, sau này Vương Chiến thể chết theo cậu. Dương Thanh mỉm cười lắc đầu, tiền bối không cần làm vậy đâu, tôi cứu ông không phải vì muốn dùng ơn cứu mạng để bắt ông ở cạnh tôi. Sự trung nghĩa của tiền bối làm tôi bội phục nên mới giúp đỡ thôi. Trên mặt vương audio điện tử võ tấn bền cùng lúc đó, Dương Thanh đã đi lên máy bay rời khỏi Yến Đô tới chiến trường ngoài biên giới. Anh đã nhận được tin báo về căn cứ của tổ chức sát thủ Hồng Trần, không chỉ có tổng hội mà còn 10 phân hội đều ở ngoài chiến trường ngoài biên giới. Đã một năm từ ngày anh rời khỏi biên giới phía Bắc, không ngờ có ngày lại quay về chiến trường ngoài biên giới. Ngay khi Dương Thanh đang tới chiến trường ngoài biên giới, tại một vùng sa mạc vắng vẻ có một người bị trói trên một cái giá chữ thập. Mặt trời trói tràn chiếu thẳng xuống đầu, người kia máu me khắp người, khí tức suy yếu bị phơi dưới ánh mặt trời. Chúng mày nhất định sẽ phải hối hận, người bị trói mặt mày dư tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Bốp, ngay sau đó, một một gã người Tây cao lớn hung hăng quất roi ra lên người anh ta. Đến nơi này rồi còn dám mạnh miệng, gã người Tây cười lạnh một tiếng, nếu không phải bọn tao cần mày làm mồi nhử, mày nghĩ mày còn sống đến bây giờ sao? Bốp bốp bốp, nói xong, gã ta lại điên cuồng quật roi ra lên người chàng trai bị trói. Kêu lên cho tao, kêu đi, gã người Tây giận dữ hết. Chàng trai kia như không hề cảm giác được đau đớn, không chịu kêu lên một tiếng khiến gã ta cảm thấy bị sỉ nhục, lại càng quất mạnh hơn chàng trai bị trói trên giá chữ thập chính là mã siêu bị sát thủ hồng trần bắt tới lúc này mã siêu đang cắn chặt răng cho dù bị hành hạ đến mức nào cũng không chịu kêu lên một tiếng còn hét lớn tiếp đi con mẹ nó mày chỉ có tí sức thế thôi à ông đây mà kêu lên một tiếng ông đây sẽ là con chó con tiếp đi mẹ nó mau đánh tiếp đi gã người tây bị chọc giận vùng roi ra điên cuồng quất vào người mã siêu kêu kêu mau từ đầu đến cuối mã siêu không hề kêu lên một tiếng, trên gương mặt giữ tợn tràn đầy sát khí. Anh ta thề nhất định phải chém chết gã người Tây này thành nhìn mảnh. Đủ rồi Lucifer, đúng lúc này, một cao thủ người Tây có thực lực thần cảnh trung kỳ đi tới quát lớn. "Satan, mày không nghe thấy à? Thằng chó này đang khiêu khích tao." Gã người Tây tên Lucifer tức giận đáp. Satan nhíu mày, "Đừng quên mục đích lần này của chúng ta. Nếu cậu ta chết, nhiệm vụ nhất định sẽ thất bại." Lucifer vừa hung ác quất mã siêu thêm một roi vừa bực bội nói cho mày sống thêm mấy tiếng nữa. Cùng lúc đó ở sân bay ngoài biên giới, một chiếc máy bay quốc tế chậm rãi hạ xuống. Một người trẻ tuổi bước xuống. Tướng quân Dương Thanh vừa đi ra khỏi sân bay, một người trung niên mặc quân phục lập tức quỳ một chân xuống đất, thái độ cung kính. Đưa vị trí cho tôi. Dương Thanh lên tiếng, lửa giận sục sôi. Mã siêu đã bị bắt từ mấy tiếng trước không ai biết được trong mấy tiếng này Mã Siêu sẽ gặp phải những gì. Người đàn ông trung niên vội vàng đưa cho anh một dụng cụ to bằng bàn tay, tướng quân, 13 căn cứ của Hồng Trần đều đã được ký hiệu trên chiếc radar này. Tốt, Dương Thanh nhận lấy radar, đi theo người trung niên leo lên một chiếc xe chiến đấu bọc thép. Nơi này là khu vực hòa bình của chiến trường ngoài biên giới, không được phép xảy ra bất kỳ cuộc chiến nào. Nhưng ở ngoài sân bay, bất kỳ đâu cũng có thể xảy ra chiến tranh. Quả nhiên, chiếc xe vừa rời khỏi sân bay chưa được 2 km, tiếng còi cảnh báo bỗng nhiên điên cuồng vang lên. Tướng quân ngồi chắc, người trung niên vừa dứt lời, lập tức đạp mạnh chân ga, động cơ xe gào rú điên cuồng lao vút đi. Dầm dầm dầm, vô số đạn pháo từ trên trời giáng xuống xung quanh chiếc xe. Còi cảnh báo trong xe không ngừng vang lên. Người trung niên vẫn vững vàng lái xe né tránh từng đầu đạn pháo. Từ đầu đến cuối, Dương Thanh vẫn giữ bình tĩnh, Dường như anh đang ở yến đô chứ không phải chiến trường ngoài biên giới. 10 phút sau, rốt cuộc đạn pháo cũng dừng lại, chiếc xe lại quay về tuyến đường bình thường. Dương Thanh nhìn qua cửa kính xe, trông thấy rất nhiều cảnh vật quen thuộc, trong lòng không khỏi cảm thán. Lần đầu tiên bước vào chiến trường, anh vẫn còn là một kẻ hèn nhát, nếu gặp phải trận chiến vừa rồi chắc đã sợ tè ra quần. Bây giờ đối với anh nó chỉ như trò trẻ con. Tướng quân, phía trước có một căn cứ của Hồng Trần. Nửa tiếng sau, người trung niên lên tiếng nhắc nhở. Trong mắt Dương Thanh lóe lên sát khí, nghiến răng nói, bắt đầu tiêu diệt Hồng Trần từ bây giờ. Người trung niên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhận được mệnh lệnh phải đưa Dương Thanh đi tìm các căn cứ của Hồng Trần. Sau khi nghe anh nói muốn tiêu diệt Hồng Trần, ông ta lo lắng nói, tướng quân, ngài muốn tiêu diệt Hồng Trần không cần phiền phức vậy đâu. Đạn pháo của chiến vực mình có thể khóa chặt căn cứ của Hồng Trần. 13 đầu đạn pháo đủ để Hồng Trần hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Đây là sự tự tin, cũng thể hiện được sức mạnh của chiến vực Chiêu Châu. Dương Thanh lắc đầu, tôi muốn tự tay hủy diệt Hồng Trần. Mối thủ giữa anh và Hồng Trần không phải mới ngày một ngày hai. Lúc anh còn chưa bước vào Yến Đô đã bị sát thủ Hồng Trần để mắt tới. Tới nay Hồng Trần đã nhiều lần phái sát thủ tới giết anh. Chỉ là lần nào sát thủ cũng phải bỏ mạng trong tay anh. Anh không ngờ lần này, hồng trần lại phái sát thủ thần cảnh trung kỳ tới yến đô khiến ảnh vệ tổn thất nặng nề đến cả thủ lĩnh của ảnh vệ là mã siêu cũng bị bắt đi đây đúng là đang khiêu khích anh không tự tay tiêu diệt hồng trần anh không thể an tâm được bây giờ tình hình ở yến đô vô cùng căng thẳng hoàng tộc liên tiếp kéo quân tới cao thủ thần cảnh của miêu thành cũng dục dịch nếu sát thủ hồng trần lại xuất hiện trong cuộc chiến tranh giành đế thôn không nhắm thẳng vào anh mà bắt người bên cạnh anh đi như lần này anh sẽ không thể tha thứ không bằng sớm ngày diệt trừ Hồng Trần. Dừng xe, trông thấy sắp tới căn cứ đầu tiên của Hồng Trần, Dương Thanh bỗng ra lệnh. Người mày là ai, sao dám tự tiện xông vào Hồng Trần? Chết đi, mười mấy sát thủ Hồng Trần ôm súng lớn đồng loạt chĩa vào Dương Thanh. Đoàn đoàn đoàn, một tràng tiếng súng nổ liên tiếp vang lên. Đám sát thủ Hồng Trần kinh hãi thấy người thanh niên đang đứng trước mặt họ đột nhiên biến mất. Người đâu rồi, có người thốt lên. Vù, chuyện xảy ra sau đó khiến bọn họ rơi vào tuyệt vọng dương thanh chợt xuất hiện trước mặt một sát thủ ôm đại bác trong tay tóm lấy đầu hắn răng rác đầu hắn bị bẻ gãy máu chảy ròng ròng vù 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 dương thanh lại biến mất mỗi lần anh xuất hiện đều sẽ có thêm một sát thủ bỏ mạng chỉ sau mấy giây ngắn ngủi mấy chục sát thủ hồng trần đều ngã trong vũng máu bị trúng một đòn chín mạng chỉ còn lại một gã người tây cao to cũng là sát thủ mạnh nhất ở căn cứ này có thực lực bán bộ thần cảnh. Lúc này, trong mắt ông ta tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, ngơ ngác nhìn đồng bọn hôm qua còn kề vai chiến đấu với ông ta hiện giờ đều đã chết. "Rốt, rốt cuộc mày là ai?" Ông ta lắp bắp hỏi. Ông ta chưa từng thấy cao thủ trẻ tuổi như Dương Thanh ở chiến trường ngoài biên giới. Bản thân ông ta là sát thủ bán bộ thần cảnh, nhưng khi đối mặt với Dương Thanh lại chỉ còn tuyệt vọng. Xem ra ông cũng không biết, sát khí lóe lên trong mắt Dương Thanh. Anh búng một hòn đá. "Phập, mấy chục tên sát thủ của căn cứ Hồng Trần đầu tiên đều đã bỏ mình." Dương Thanh không hề nương tay. "Có lẽ bọn họ không hề biết gì nhưng đã là sát thủ Hồng Trần thì chỉ còn đường chết." Đến khi anh trở về xe, người trung niên đến từ chiến vực ngoài biên giới của Chiêu Châu đã sợ ngây người. Vừa rồi, ông ta quan sát từ xa, trông thấy một mình Dương Thanh áp đảo sát thủ Hồng Trần. Từ lúc anh xuống xe đến khi trở lại chỉ mới có 2 phút. Một căn cứ của Hồng Trần đã bị tiêu diệt rồi sao? Tuy ở chiến trường ngoài biên giới, Hồng Trần không được coi là thế lực hàng đầu nhưng cũng thuộc hàng top trong giới sát thủ. Hồng Trần chỉ có 13 căn cứ, vậy mà chỉ trong 2 phút, một căn cứ đã bị diệt sạch. Sợ là 12 căn cứ còn lại cũng không tránh nổi kết cục bị hủy diệt. Căn cứ tiếp theo, Dương Thanh ra lệnh. "Vâng, ông ta vội vàng lái xe tới căn cứ tiếp theo của Hồng Trần." Nửa tiếng sau, hai người đã tới giống như trước đó dương thanh vẫn bỏ lại người đến từ chiến vực chiêu châu ở ngoài một mình xông vào đánh giết cuộc chiến lại kết thúc trong hai phút ngắn ngủi ông ta đã chết lặng chợt phát hiện anh bảo mình chờ ở trên xe là vì sợ ông ta làm vướng tay vướng chân nghĩ vậy ông ta cảm thấy lòng đắng chát dù sao ông ta cũng là cao thủ bán bộ thần cảnh dù là ở chiến vực ngoài biên giới của chiêu châu cũng được coi là cao thủ hàng đầu thế nhưng đi cùng dương thanh ông ta lại trở thành gánh nặng Cùng lúc đó, bên trong căn cứ ngầm của Tổng hội Hồng Trần, từng điểm đỏ biến mất trên màn hình cỡ lớn. Những điểm đỏ này là 13 căn cứ của Hồng Trần, còn đỏ nghĩa là còn tồn tại. Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 3 tiếng, 6 điểm đỏ đã biến mất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao căn cứ của Hồng Trần liên tục bị tiêu diệt? Trong căn cứ của Tổng hội Hồng Trần, thủ lĩnh của Hồng Trần ngồi trên bàn họp trước màn hình giận dữ nói. Những người khác đều câm như hến. Không hề biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy căn cứ của Hồng Trần không ngừng biến mất. Bọn họ muốn đi cứu viện nhưng lại không biết đối phương sẽ tới căn cứ nào tiếp theo. Quan trọng là giữa hai căn cứ cách nhau tận nửa tiếng đi đường, bọn họ có biết mục tiêu tiếp theo của đối phương cũng không thể đuổi kịp. Bởi vì tốc độ biến mất của căn cứ Hồng Trần quá nhanh, chỉ trong thời gian di chuyển giữa hai căn cứ đã có một căn cứ bị tiêu diệt. Liệu có phải là Dương Thanh không? Đột nhiên có một sát thủ lên tiếng những người còn lại đều giật mình kinh sợ. Không thể nào, lập tức có người phản bác, dù là cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng không thể tiêu diệt căn cứ của chúng ta nhanh như vậy được. Tôi nghi ngờ là một quốc gia nào đó muốn hủy diệt hồng trần chúng ta. Lại có người nói, theo tin tình báo, có lẽ thực lực của Dương Thanh là thần cảnh hậu kỳ. Mỗi căn cứ của Hồng Trần đều có cao thủ bán bộ thần cảnh chấn giữ, còn có vũ khí hạng nặng. Cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể tiêu diệt một căn cứ chỉ trong vài phút vậy nên không thể là dương thanh nhất định là một quốc gia hoặc một thế lực siêu cấp nào đó muốn diệt hồng trần chúng ta thủ lĩnh người tây trầm giọng nói ông ta cũng không muốn chuyện này có liên quan tới dương thanh thế nhưng căn cứ hồng trần bị diệt quá nhanh không giống điều anh có thể làm mặc kệ là thế lực nào muốn tiêu diệt chúng ta đều là tự tìm đường chết trong mắt thủ lĩnh tràn ngập sát khí ra lệnh yêu cầu toàn bộ sát thủ hồng trần lập tức bỏ lại căn cứ trở về tổng hội đồng thời báo cho các sát thủ đang làm nhiệm vụ lập tức bỏ nhiệm vụ trở về tổng hội. Vâng, hiện giờ chỉ có thể tập hợp tất cả sát thủ của Hồng Trần về tổng hội mới có thể tránh tổn thất. Một căn cứ không đáng là gì, sát thủ mới là gốc rễ của Hồng Trần. Chỉ cần vẫn còn sát thủ, Hồng Trần sẽ không bị hủy diệt. Thủ lĩnh, còn cần giữ lại thằng nhóc Chiêu Châu ở ngoài nữa không? Lúc này, Lucifer đột nhiên hỏi. Thủ lĩnh chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi Dương Thanh đã tiêu diệt được hơn nửa số căn cứ của Hồng Trần. Đám sát thủ Hồng Trần đều nổi giận, giờ phút này bọn họ vẫn chưa biết người muốn diệt Hồng Trần là ai. Những người chưa bị tiêu diệt căn cứ đều đã tập hợp lại. Mặc dù Hồng Trần đã triệu tập các sát thủ đang làm nhiệm vụ trở về nhưng với tốc độ Dương Thanh tiêu diệt các căn cứ, sợ là Hồng Trần sẽ không chống đỡ được tới khi tất cả sát thủ đều quay về. Tướng quân, đây đã là căn cứ thứ 12 rồi. Căn cứ cuối cùng chắc chắn là tổng hội của Hồng Trần sau khi đi tới một căn cứ không người người đàn ông trung niên lái xe nói đúng lúc này bộ đàm của ông ta bỗng vang lên chiến thần lôi âm chiến thần lôi âm nghe rõ trả lời bấy giờ dương thanh mới biết tài xế của mình là một chiến thần lôi âm nghe rõ lôi âm lập tức đáp lại chiến vực vừa nhận được tin mật sát thủ hồng trần từ bỏ toàn bộ nhiệm vụ được triệu tập về giọng nói trong bộ đàm lại vang lên đã rõ tiếp tục thu thập tình báo của hồng trần lôi âm trầm giọng nói dừng xe dương thanh bỗng lên tiếng lôi âm không biết tại sao anh lại muốn dừng xe rất có thể căn cứ cuối cùng là nơi đang giam giữ mã siêu tướng quân vẫn còn một tiếng nữa mới tới căn cứ cuối cùng của hồng trần lôi âm nói dương thanh nhìn ông ta đột nhiên hỏi thu nạp hồng trần có trợ giúp cho chiến vực ngoài biên giới của chiêu châu không lôi âm ngạc nhiên hỏi tướng quân định để chiến vực thu nạp hồng trần sao chuyện này chắc chắn không thể làm được một khi bị các quốc gia và thế lực siêu cấp khác biết được sẽ gây ra xung đột to lớn, hơn nữa. Lôi Âm chưa kịp nói hết câu, Dương Thanh đã chen ngang, "Ý của tôi là tôi sắp xếp người khống chế Hồng Trần, âm thầm trợ giúp chiến vực ngoài biên giới Chiêu Châu làm những việc các ông không tiện ra tay." Lôi Âm trợn tròn mắt, chẳng lẽ Dương Thanh muốn chiếm đoạt Hồng Trần về tay? Người ngoài sẽ không biết Hồng Trần đang âm thầm trợ giúp chiến vực Chiêu Châu giải quyết rắc rối nếu thực sự có thể nắm giữ hồng trần sẽ có lợi rất lớn với chiến vực ngoài biên giới chiêu châu còn có thể giảm bớt gánh nặng cho chúng tôi lôi âm kích động nói tuy hồng trần không phải thế lực mạnh nhất ở chiến trường ngoài biên giới nhưng cũng là một tổ chức cực mạnh nếu không vì lo lắng sẽ gây xôn xao dư luận quốc tế sợ là hồng trần đã bị quốc gia khác chiếm đoạt từ lâu rồi nghe lôi âm nói vậy dương thanh bèn nói được cứ quyết định như vậy đi dương thanh ra lệnh tạm thời nghỉ ngơi một tối chờ toàn bộ sát thủ hồng trần đều trở về đã. Lôi âm cảm thấy tim mình sắp nhảy vọt ra. Quyết định này của anh quá điên cuồng. Nhưng nghĩ tới Dương Thanh có thể dễ dàng giải quyết căn cứ của Hồng Trần, ông ta lại cảm thấy ý nghĩ này không hề khó thực hiện. Cũng chỉ có Dương Thanh mới làm được. Nếu đổi thành người khác, dù là ai cũng không thể tiêu diệt căn cứ của một tổ chức sát thủ nước ngoài hàng đầu chỉ trong vài phút. Tại sao tướng quân không thừa thắng sông lên? Hiện giờ Hồng Trần vẫn chưa triệu tập được tất cả sát thủ về, lại bị tướng quân tiêu diệt nhiều căn cứ như vậy bọn họ đang trong lúc yếu đuối nhất lôi âm nghi ngờ nói sát thủ của hồng trần trải rộng khắp thế giới ở căn cứ chỉ là một phần nhỏ đa số đều đã bị phái ra ngoài làm nhiệm vụ một khi toàn bộ sát thủ đều bị triệu tập về e là sẽ rất khó khống chế hồng trần dương thanh bình thản nói trước thực lực tuyệt đối sát thủ của hồng trần có nhiều tới đâu cũng vô dụng dứt lời anh dựa vào ghế ngủ thiếp đi lôi âm chỉ cảm thấy nhiệt huyết toàn thân sôi trào phải tự tin tới mức nào mới có thể nói như vậy cũng chỉ có tướng quân của biên giới phía bắc được công nhận là một người có thể địch lại nửa quốc gia mới dám nói như vậy tướng quân của ba biên giới còn lại cũng không quyết đoán được như anh đêm khuya khắp nơi đều bị bóng tối bao trùm chỉ có ánh trăng rải rác trên mặt đất cùng lúc đó ở căn cứ cuối cùng cũng là tổng hội của hồng trần đã có mấy trăm sát thủ trở về rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao tổng hội lại đột nhiên triệu tập chúng ta trở về suýt nữa tôi đã giết được thủ lĩnh quân phản loạn kia rồi tôi cũng thế đang định ám sát một ông trùm xã hội đen phương tây lại nhận được tin triệu tập khẩn cấp không thể không từ bỏ nhiệm vụ quay về chấm đám sát thủ này đều rất nghi hoặc còn tỏ ra bất mãn bọn họ là sát thủ hồng trần thù lao của mỗi nhiệm vụ đều rất cao nhất là với các cao thủ đứng đầu mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều có thể đạt được khoản thù lao cách xù còn trong phòng họp ở căn cứ ngầm của Tổng hội Hồng Trần, đám lãnh đạo đều ngồi túm tụm. Hiện giờ ngoại trừ tổng hội, 12 điểm đỏ còn lại trên màn hình đều đã dập tắt. Chứng tỏ 12 căn cứ kia đều đã bị hủy diệt. Rốt cuộc là ai, tại sao lại tấn công chúng ta, đến cả căn cứ cũng bị tiêu diệt, đám lãnh đạo vừa tức giận vừa hoảng loạn. Tổ tình báo của Hồng Trần đang cuống cuồng tìm kiếm thông tin, nhưng cả một tổ lớn như vậy lại không thể thu được tin tức có ích nào trước giờ chưa từng xảy ra tình trạng như vậy vẻ mặt của đám lãnh đạo hồng trần đều vô cùng trầm trọng thủ lĩnh có gì đó sai sai bỗng có người lên tiếng đôi mắt sắc bén như chim ưng của thủ lĩnh lập tức quét tới người kia người kia ngay khi thủ lĩnh hồng trần đang nghi ngờ dương thanh đã ngủ say trong xe lâu rồi anh chưa được ngủ trong tiếng bom đạn ầm ĩ nơi đây là chiến trường ngoài biên giới bốn phía đều ngập trong lửa đạn nhưng không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh Hừng đông vừa lên, Dương Thanh lập tức tỉnh dậy, ánh mắt lóe sáng. Tướng quân tỉnh rồi. Lôi âm không ngủ canh giữ bên cạnh suốt đêm, thấy anh tỉnh dậy vội vàng chào hỏi. Dương Thanh gật đầu nhìn đồng hồ, chắc là sát thủ của Hồng Trần đã về hết rồi nhỉ. Lôi âm gật đầu, dù không về hết cũng không thiếu bao nhiêu. Theo hiểu biết của chúng tôi, Hồng Trần có cả thảy hơn 900 sát thủ. Tôi vừa nhận được tin báo, xung quanh Tổng hội Hồng Trần có khoảng hơn 800 sát thủ tập hợp, trừ đi số sát thủ đã tiêu diệt ở mấy căn cứ kia, chắc là không tranh lệch mấy. Dương Thanh nheo mắt lại, không ngờ Hồng Trần có tận hơn 900 sát thủ, khiến người ta phải giật mình. Mặc dù số lượng sát thủ của Hồng Trần gần 1.000 người nhưng thực tế chỉ có khoảng 100 cao thủ hàng đầu. Bọn họ đều là người giữ địa vị cao trong Hồng Trần, bình thường rất ít khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ của bọn họ đều có độ khó rất cao. Các cao thủ yếu nhất chỉ có thể nhận vài nhiệm vụ nhỏ, Trừ phi thất bại mới phái ra cao thủ mạnh hơn. Lôi âm vừa nói vừa khởi động xe lái về phía Tổng hội Hồng Trần. Nghe nói muốn thuê Hồng Trần làm việc, ít nhất phải trả 100 triệu trở lên đúng không? Dương Thanh cũng chỉ biết chút ít về Hồng Trần nhưng anh thấy lôi âm hiểu khá rõ nên mới hỏi. Lôi âm lắc đầu, nói đúng hơn đó là giá thuê cao thủ hàng đầu của Hồng Trần. Nhiệm vụ của bọn họ đều có thủ lao tính bằng trăm triệu, chính là 100 người kia các sát thủ còn lại không có thù lao cao vậy đâu. Nhưng bình thường thù lao của sát thủ Hồng Trần cũng rất cao, bởi vì bọn họ có hệ thống nhiệm vụ rất chuyên nghiệp. Hồng Trần có một bộ phân chuyên phụ trách nhận nhiệm vụ, đánh giá độ khó với từng nhiệm vụ. Cũng chia sát thủ thành 10 cấp, sát thủ đẳng cấp nào chỉ có thể nhận nhiệm vụ có độ khó tương ứng. Đến khi hoàn thành một số lượng nhiệm vụ nhất định, bọn họ mới được thăng cấp. Mà 100 sát thủ kia đều từ cấp 9 trở lên. Nghe vậy, Dương Thanh cũng kinh ngạc, không ngờ một tổ chức sát thủ lại có hệ thống hoạt động phức tạp như vậy. Lôi âm cười nói, tạm được thôi. Ở nước ngoài còn nhiều thế lực lợi hại có hệ thống hơn xa hồng trần. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Khoảng chừng 40 phút sau, lôi âm bỗng lên tiếng, tướng quân, phía trước chính là địa bàn của Tổng hội Hồng Trần, có đi tiếp không? Dương Thanh nhìn ông ta, đột nhiên hỏi, chắc ông cũng sắp đạt tới thần cảnh trung kỳ rồi nhỉ? Lôi âm không hề ngạc nhiên khi Dương Thanh có thể dễ dàng nhìn ra thực lực của mình. Ông ta gật đầu cười khổ, tôi dừng lại ở cảnh giới này đã 5 năm nay, không thể đột phá nổi. Có lẽ đây đã là mức cực hạn của tôi rồi. Trong lôi âm chừng gần 50 tuổi, tức là lúc 45 tuổi ông ta đã bước vào thần cảnh sơ kỳ. Thiên phú võ thuật của ông ta cũng rất mạnh. Theo lý mà nói, ông ta không nên dừng bước ở thần cảnh sơ kỳ, chắc là đã từng bị thương nên mới bị tổn hại căn cơ có dám theo tôi chiến một trận không? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Lôi âm sửng sốt, lập tức tràn trề ý chí chiến đấu, kích động nói, tôi đồng ý theo tướng quân chiến một trận. Lúc trước nếu Dương Thanh không từ chối, ông ta đã đi theo anh chiến đấu từ lâu rồi. Hiện giờ Dương Thanh chủ động mời, sao ông ta có thể từ chối? Vậy thì chiến đấu với tôi, tăng tóc, xông lên đi. Dương Thanh vừa dứt lời, lôi âm đã đạp mạnh chân ga phóng thẳng về phía tổng hội của Hồng Trần bị tấn công, bị tấn công. Chiếc xe vừa lao vào địa bàn của Tổng hội, căn cứ ngầm của Hồng Trần lập tức vang lên tiếng còi báo động. Đối phương lộ diện rồi sao? Rốt cuộc là quốc gia hay thế lực nào lại dám xông vào Tổng hội Hồng Trần? Thủ lĩnh Hồng Trần giữ tợn hét lên. Thủ lĩnh, cha ra rồi. Là một chiếc xe chiến đấu, trong xe chỉ có hai người. Một gã sát thủ Hồng Trần cuống quyết chạy vào báo cáo. Mày nói cái gì, chỉ có hai người cũng dám xông vào tổng hội chúng ta." Thủ lĩnh ngây ngẩn cả người. Đám lãnh đạo đều cười lạnh, xem ra chỉ là một kẻ đáng thương lầm đường lạc lối, kẻ địch thật sự vẫn chưa xuất hiện. "Mẹ nó, hại ông đây tụt cả hứng, cứ tưởng được chiến một trận đã đời." Lucifer nở nụ cười tàn nhẫn, nhưng so với thế lực siêu cấp muốn diệt Hồng Trần kia, tao càng muốn biết bao giờ Dương Thanh của Chiêu Châu mới bị dẫn dụ tới đây. Nghe nói có mấy sát thủ cấp 10 của Hồng Trần đều chết dưới tay cậu ta. Tao rất mong được đánh với nó một trận." Satan lên tiếng khuyên nhủ, "Mày không được xem thường Dương Thanh. Nghe đồn cảnh giới của cậu ta là thần cảnh trung kỳ." "Ha ha, mới có thần cảnh trung kỳ thôi à?" Lucifer cười lạnh một tiếng, khí thế khủng bố trên người gã ta chợt toát ra. "Mày, mày đột phá thần cảnh hậu kỳ rồi sao? Sao mày làm được vậy?" Cảm nhận được hơi thở đáng sợ của Lucifer, Satan khiếp sợ hỏi. "Lucifer ngạo nghễ nói: không cẩn thận đột phá mất rồi thủ lĩnh hồng trần cũng gật đầu tán thưởng không tồi cuối cùng hồng trần cũng có thêm một sát thủ thần cảnh hậu kỳ sa tăng cậu phải cố gắng đừng để thua xa lucifer vâng thưa thủ lĩnh sa tăng vội vàng đáp nhưng trong mắt lại lóe lên sát khí sa tăng sau này tôn trọng tao một chút đừng có dở giọng ra lệnh với tao tao mà không vui hậu quả nghiêm trọng lắm đấy lucifer theo tiếng va chạm kịch liệt này, cả căn cứ ngầm lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo. "Thủ lĩnh, là xe chiến đấu của đối phương va vào căn cứ trên mặt đất của chúng ta." Có người vội báo cáo. Cùng lúc đó, bên ngoài, lôi âm lái xe chiến đấu tông thẳng vào căn cứ Hồng Trần trên mặt đất. Mỗi một cứ điểm của Hồng Trần đều có hai căn cứ trên mặt đất và dưới mặt đất. Căn cứ ngầm giống như một cái mật thất vậy, còn căn cứ trên mặt đất chính là nơi làm việc của cứ điểm này. Không trần thành lập lâu như vậy vẫn chưa từng xảy ra chuyện căn cứ trên mặt đất bị va chạm, hơn nữa còn là trụ sở chính bị va chạm. Thủ lĩnh, không xong rồi, có hai cao thủ vừa ra khỏi xe chiến đấu, thực lực rất mạnh, người của chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ, mong thủ lĩnh sắp xếp sát thủ chiến đấu cấp 10. Đúng lúc này, một sát thủ cấp 9 chạy vào căn cứ ngầm, vội vã báo cáo. Cái gì, bên ngoài có tới mấy trăm tên sát thủ mà không thể xử lý được hai người sao? Mấy sát thủ trong căn cứ ngầm đều tỏ vẻ khiếp sợ. Ầm, um, lúc này, lại một âm thanh rất lớn vang lên, cửa lớn làm bằng hợp kim thông xuống căn cứ ngầm của căn cứ trên mặt đất bỗng nhiên bị người ta đạp bung từ bên ngoài. Một người trung niên mặc chiến phục bước vào. Mày là ai? Mấy sát thủ Hồng Trần trong căn cứ đều sợ ngây người. Người đến chính là Lôi Âm có tu vi thần cảnh trung kỳ, lúc này cả người ông ta tản ra ý chí chiến đấu, vung một quyền đánh bay một tên sát thủ cấp 10 không biết tự lượng sức mình, lôi âm vẻ mặt kiêu ngạo, ông ta nhìn về phía đám sát thủ hàng đầu của Hồng Trần bằng ánh mắt lạnh lùng, nhếch miệng, nở một nụ cười diễu cợt, hóa ra tất cả chúng mày đều trốn ở đây, khiến bọn tao tìm vất vả thật đấy. Mày là cao thủ của chiến vực Chiêu Châu, sát thủ Hồng Trần nhận ra cách ăn mặc của lôi âm, tức giận quát lên, bọn mày dám đến trụ sở chính của Hồng Trần gây sự, chiến vực Chiêu Châu bọn mày làm trái với quy tắc. Ở chiến trường ngoài biên giới, các nước đều thống nhất không cho phép ra tay với những thế lực hàng đầu nước ngoài. Vậy mà lúc này lôi âm lại đến đây. Lôi âm cười khẩy một tiếng, ai nói ông đây là người của chiến vực Chiêu Châu. Chẳng lẽ mày không phải, một tên sát thủ cấp 10 nghi ngờ hỏi. Phải ông nội mày, lôi âm vừa nói hết câu, người đã biến thành một tàn ảnh sông lên. Vung nắm đấm về phía trước, bốp, cú đấm này giáng xuống, tên sát thủ cấp 10 kia lập tức bị đánh bay. Đồ khốn kiếp, Mày đúng là tự tìm đường chết. Hành động của Lôi Âm chọc giận sát thủ Hồng Trần, mấy chục sát thủ chủ chốt của Hồng Trần cùng nhau xông về phía ông ta. Thủ lĩnh của Hồng Trần vẫn ngồi im như cũ, Satan và Lucifer đứng hai bên trái phải của ông ta. Ba người này chính là ba sát thủ mạnh nhất của Hồng Trần, kể cả Satan có thực lực yếu nhất cũng là thần cảnh trung kỳ. Còn những sát thủ cấp 10 khác đều có thực lực vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh. Nếu không nhờ đi vào trụ sở chính của Hồng Trần, Lội âm hoàn toàn không ngờ rằng một tổ chức sát thủ lại có ba sát thủ thần cảnh, còn có mấy chục sát thủ vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh nữa. Đội ngũ thế này đã có thể càn quét một vài quốc gia nhỏ rồi. Đội ngũ như vậy kể cả ở Chiêu Châu cũng chỉ có hoàng tộc và những gia tộc cổ võ ẩn thế kia mới có thể sánh bằng. Lội âm lúc này hoàn toàn là một chiến thần, một mình đối mặt với hai mươi mấy cao thủ vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh, thật sự tựa như sói vào bầy cừu, không có chút áp lực nào, mỗi khi đánh xuống một đòn đều sẽ có một sát thủ của Hồng Trần bị đánh bay. Dù ông ta là cao thủ thần cảnh trung kỳ, nhưng ở đây có rất nhiều sát thủ, hai mươi mấy sát thủ vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh, đã đủ năng lực giết chết một cao thủ thần cảnh trung kỳ rồi. Có điều lôi âm thân là chiến thần chiến vực ngoài biên giới chiêu châu, những cao thủ thần cảnh trung kỳ bình thường kia sao có thể so sánh được. Nhìn thấy hai mươi mấy sát thủ cấp 10 liên tục ngã xuống đất, sắc mặt thủ lĩnh của Hồng Trần cực kỳ u ám. Lucifer liếm môi một cái, nói với vẻ mặt khát máu, thủ lĩnh, để tôi đi giết tên ngu xuẩn này đi. Thủ lĩnh Hồng Trần cũng không cho Lucifer ra trận, mà ra lệnh một tiếng, Sa Tăng, cậu đi giết ông ta. Rõ, Sa Tăng không chút do dự di chuyển, xông thẳng về phía lôi âm. Bịch, Sa Tăng đánh một đòn trúng thẳng vào lồng ngực của lôi âm, ông ta lập tức bị đánh lùi 5-6 bước mới dừng lại. Khi nhìn về phía Sa Tăng, trong mắt ông ta tràn đầy ý chí chiến đấu điên cuồng, không hổ là Sa Tăng một trong hai đại ma vương của Hồng Trần, đúng là lợi hại. Hai người đều là cao thủ thần cảnh trung kỳ, lúc này trên người mỗi người đều hừng hực ý chí chiến đấu. Cao thủ đến cấp bậc như bọn họ rất khó gặp được đối thủ, bây giờ gặp được đối thủ có thực lực tương đương, dĩ nhiên phải quyết trí đấu một trận rồi. Xem ra ông chính là người trước đó khiến cứ điểm của Hồng Trần liên tục biến mất đúng không? Sa Tăng lạnh lùng nói. Không đúng, có lẽ chỉ với một mình ông không thể khiến cứ điểm của Hồng Trần liên tục biến mất nhanh như vậy được. Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ đồng bọn của ông cũng là cao thủ thần cảnh trung kỳ đúng không? Khi nãy cũng có cấp dưới báo cáo bên ngoài xuất hiện một chiếc xe chiến đấu, trên đó có hai người. Bây giờ chỉ có lôi âm đến đây, rất rõ ràng người còn lại đang ở bên ngoài. Nói nhảm nhiều quá, đương nhiên lôi âm sẽ không trả lời, bắt đầu di chuyển, chủ động tấn công. Âm âm âm, hai cao thủ thần cảnh trung kỳ chiến đấu với nhau với tốc độ rất nhanh. Lúc này, mấy cao thủ cấp 10 còn lại đều tỏ vẻ khiếp sợ. Trận chiến đẳng cấp thế này thật sự khiến người ta khiếp sợ, căn cứ ngầm của Hồng Trần đều làm từ xi măng cốt thép. Nhưng lúc này, cùng với trận chiến điên cuồng của hai người, vách tường bê tông bị làm chấn động đến mức rơi xuống, để lộ thép bên dưới bê tông. Thủ lĩnh của Hồng Trần vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lôi âm, nhưng đầu óc lại không ngừng suy nghĩ. Ông ta thật sự không thể hiểu nổi, đối phương có hai cao thủ đến đây, vì sao chỉ có một người xông vào căn cứ ngầm, người còn lại đâu rồi. Còn nữa, điều khiến ông ta quan tâm nhất là trước đó 12 cứ điểm của Hồng Trần liên tục biến mất, rốt cuộc có liên quan đến hai người này không? Mỗi một cứ điểm của Hồng Trần đều có 20, 30 sát thủ canh giữ, bình thường người mạnh nhất của mỗi cứ điểm đều là cao thủ bán bộ thần cảnh nhìn sức chiến đấu lôi âm thể hiện ra, đồng bọn của ông ta cũng phải là cao thủ thần cảnh trung kỳ mới có thể tiêu diệt một cứ điểm trong vòng mấy phút ngắn ngủi như thế được. Như vậy xem ra chuyện 12 cứ điểm của Hồng Trần bị tiêu diệt chắc chắn có liên quan đến hai người này. Nhưng ông ta vẫn không thể nghĩ ra được rốt cuộc hai người này là ai. Vì sao phải đến tấn công Hồng Trần, lúc lôi âm và sa tăng đang chiến đấu kịch liệt, Dương Thanh cũng ở gần đó, đứng cùng với những sát thủ cấp 10 kia của Hồng Trần. Nhưng lúc này sự chú ý của tất cả mọi người đều bị trận chiến kịch liệt của lôi âm thu hút, hoàn toàn không có ai chú ý đến sự tồn tại của anh. Ầm, um, lôi Lucifer nhìn lôi âm sông về phía mình với vẻ mặt khát máu, trong mắt ông ta chỉ có sát khí mãnh liệt. Ầm, um, gã ta dậm mạnh chân một cái, mặt đất làm từ xi măng cốt thép lập tức vỡ nát, thậm chí ngay cả thép trong bê tông cũng bị gãy lìa dưới khí kình đáng sợ này. "Giết!" Lôi âm giận dữ quát lên một tiếng, vừa ra tay đã sử dụng tuyệt chiêu Hai người xông đến cạnh nhau gần như trong nháy mắt, lôi âm tập trung sức mạnh cả người lên trên nắm đấm tay phải, sau đó đấm về phía Lucifer. Lucifer cũng không nương tay, vung một nắm đấm tới. Ầm, một âm thanh lớn vang lên, nắm đấm của hai người va vào nhau. Một cơn khí kinh đáng sợ lấy nơi va chạm nắm đấm của hai người làm trung tâm, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm, Lucifer cũng không thừa thắng xông lên, gã ta nhoẻn miệng nở một nụ cười khó đoán nhìn về phía lôi âm như đang nhìn một kẻ đã chết nói tôi biết ông là ai sau lưng ông là thế lực gì vì sao phải đến hồng trần của tôi lucifer lạnh lùng nói chỉ cần ông nói cho tôi biết những điều tôi cần biết tôi có thể giữ cho ông toàn thây ngông cuồng gã ta muốn lôi âm nói tất cả cho ông ta biết nhưng chỉ giữ toàn thây cho lôi âm trong mắt lôi âm lộ ra ánh sáng sắc bén sức mạnh của lucifer khiến ông ta chợt có một cảm giác vô lực Trừ khi mình có thể bùng nổ ra sức chiến đấu có thể so với thần cảnh hậu kỳ thì mới có hy vọng tiếp tục giao chiến với Lucifer. Nếu không với một người chỉ có thực lực thần cảnh trung kỳ như ông ta, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. Mở, lôi âm không chút do dự siết chặt hai tay, hét to một tiếng. Ầm, um, một hơi thở vô cùng đáng sợ từ người ông ta dâng lên trời. Chỉ trong nháy mắt, sức chiến đấu đã bước vào thần cảnh hậu kỳ. Kể cả thủ lĩnh của Hồng Trần cũng hơi nheo mắt lại. Lôi âm sử dụng bí pháp nâng cao sức chiến đấu, thật sự khá mạnh. Lucifer giữ lại người sống. Thủ lĩnh Hồng Trần cất lời, dường như rất có lòng tin với Lucifer. Dù Lôi âm đã bộc phát ra sức chiến đấu của thần cảnh hậu kỳ, nhưng ông ta vẫn cho rằng Lucifer sẽ thắng chắc. Chỉ cần ông ta còn lại một hơi thở là được, đúng không? Lucifer nở nụ cười xấu xa hỏi thủ lĩnh của Hồng Trần. Đúng, thủ lĩnh của Hồng Trần gật đầu ông chắc chắn sẽ không nói với tôi những gì tôi muốn biết sao lucifer hỏi lôi âm với vẻ diễu cợt lôi âm tức giận quát một tiếng đánh bại tao trước rồi nói dứt lời ông ta lại biến mất một lần nữa ầm 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 một giây sau hai người lại giao chiến khí kình đáng sợ bao phủ toàn bộ căn cứ ngầm người có thể đi vào căn cứ ngầm đều là lãnh đạo cấp cao của hồng trần cũng chính là đám sát thủ hàng đầu nhưng lúc này dù bọn họ chỉ đứng theo dõi cuộc chiến cũng cảm thấy run rẩy nếu lôi âm muốn giết bọn họ e rằng bọn họ chỉ có thể đợi bị giết chết trong nháy mắt dẫu sao hồng trần to lớn cũng chỉ có ba sát thủ thần cảnh đa số những lãnh đạo cấp cao kia đều là sát thủ bán bộ thần cảnh đừng nói là lôi âm có sức chiến đấu thần cảnh hậu kỳ dù chỉ là một cao thủ thần cảnh sơ kỳ thì bán bộ thần cảnh như bọn họ cũng không thể đánh bại được lucifer và lôi âm đều rất mạnh ngoài thủ lĩnh của hồng trần sa tăng và dương thanh lẩn trốn trong đám sát thủ hồng trần có thể theo dõi bóng dáng của hai người những người khác hoàn toàn không thể nhìn rõ bọn họ chỉ có thể nghe thấy tiếng chiến đấu kịch liệt mỗi một lần khi hai người va chạm với nhau bọn họ mới biết hóa ra bọn họ ở đó nhưng một giây sau hai người đã biến mất lúc xuất hiện mở lần nữa đã ở cách đó mấy chục mét vách tường mặt đất của căn cứ ngầm hồng trần lúc đầu còn vô cùng bằng phẳng nhưng sau trận chiến dữ dội của hai người có rất nhiều chỗ bê tông bị đánh sập, lộ ra thép bị chấn động đến mức đứt lìa. Ông mạnh lắm, nhưng như thế thì sao chứ? Gặp phải Lucifer tôi, ông chỉ có thể cảm nhận sự tuyệt vọng thôi. Sau khi đánh lùi Lôi Âm bằng một chiêu, sát khí không ngừng lượn lờ quanh người Lucifer, gã ta nhanh chóng vung một cánh tay lên. Một giây sau, một hơi thở vô cùng đáng sợ tràn ra từ lòng bàn tay gã ta. Nguy hiểm, Lôi Âm lập tức cảnh giác, khi nãy trong lúc chiến đấu kịch liệt với Lucifer, ông ta tốn rất nhiều sức lực lúc này ông ta cảm nhận được một sức mạnh vượt xa thần cảnh hậu kỳ từ trên cánh tay kia của lucifer chẳng lẽ đây là sức mạnh của thần cảnh đỉnh phong bản thân lôi âm chỉ là cao thủ thần cảnh trung kỳ sao có thể biết cao thủ thần cảnh đỉnh phong có sức mạnh thế nào được ông ta chỉ suy đoán thôi dù đây là cao thủ này có sức mạnh gì cũng là một thử thách cực kỳ to lớn với ông ta thậm chí ông ta còn có một cảm giác là dù mình có dốc hết sức lực cũng không thể đỡ được một trường này Ông chuẩn bị xong chưa? Đòn đánh này là tuyệt chiêu Lucifer tôi tự nghĩ ra, bàn tay ác ma. Vẻ mặt Lucifer dữ tợn, ông ta nhìn lôi âm nói, đòn đánh này, dù là cao thủ thần cảnh hậu kỳ bình thường cũng không thể nào đỡ được. Vậy à, vậy để tao thử xem bàn tay ác ma của mày mạnh đến mức nào. Hai chân lôi âm đứng vững vàng dưới đất, ông ta hơi cúi người, giữ trạng thái chuẩn bị chiến đấu tốt nhất. Lúc này kể cả Dương Thanh cũng nheo hai mắt lại, nhìn chằm chằm Lucifer anh muốn đảm bảo lôi âm không có nguy hiểm đến tính mạng giết lucifer bỗng nhiên tức giận quát một tiếng một giây sau gã ta đã biến mất khỏi vị trí ban đầu thân thể gã ta biến thành một tàn ảnh bàn tay ác ma tập trung sức mạnh cả người kia mang theo sát khí đáng sợ muốn giết chết lôi âm